T, đây là Minh con rùa kính, Nhan Chân phái một vị thái thượng trưởng lão pháp bảo, chẳng lẽ? Có người ngược lại hút khí lạnh, cả kinh nói, chợt ánh mắt nhanh chóng hướng trên bầu trời nhìn lại, tìm khắp nơi. 10 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự. Trần Phi nhìn một cái vậy gương, mặt không cảm giác, rồi sau đó ánh mắt hướng cách đó không xa một tòa lầu các trên nhìn tới. Mới vừa rồi, chung quanh đây hết thảy kiến trúc đều ở đây trong ngọn lửa tiêu tán, chỉ có tòa kia gác lửng, vẫn tồn tại. Hơn nữa lúc này, ở đó gác lửng tầng chót vị trí tựa cửa sổ, đang có hai đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lùng hướng hắn xem ra, tràn đầy băng hàn cùng với sát ý. Từng đạo uy thế kinh khủng, không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra. Rất đáng sợ. Thái thượng trưởng lão. Mà ở thấy hai người kia xuất hiện, Phá Tinh Quân nguyên bản tuyệt vọng sắc mặt ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hai người kia không phải người khác, lại chính là bọn họ Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Ừ, người xuất thủ kia lạnh lùng nhìn một cái Phá Tinh Quân, khẽ nhíu mày, giống như là có chút bất mãn. Bất quá rồi sau đó, liền gặp những thứ khác vậy tràn đầy băng hàn đạt tới sơ xác tiêu điều vẻ ánh mắt, xuyên thủng hư không, trực tiếp là xa xa rơi xuống Trần Phi trên mình, hờ hững thanh âm, vang khắp thiên địa. Chém nứt hai cánh tay, từ phế tu vi, ta để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn lời nói này vô cùng tự phụ, giống như là Trần Phi ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là rác rưởi, không đáng giá một đề ra. Không chịu nổi một kích vậy. Thậm chí có thể để cho Trần Phi từ chém hai cánh tay, từ phế tu vi, đây đều là ban cho. Là nới lỏng hàng loạt. T, mọi người không nhịn được con ngươi rụt một cái, kinh hồn bạt vía. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên khủng bố tồn tại sao? Quá thô bạo, cường hãn, chỉ là như vậy bình thản uy thế, là có thể để cho bọn họ cảm nhận được vô cùng lòng rung động. Lúc này, vậy ở trên gác hai vị. Hắn tản mát ra uy áp, tuy không có Phá Tinh Quân như vậy cho người quá thẳng thừng sóng gió kinh hoàng, nhưng mà, loại này lặng yên như chết vậy mật, nhưng càng làm bọn họ cảm nhận được sợ. Cường giả nội liếm, làm như vậy. Thái thượng trưởng lão, người nhất định phải giết thằng nhóc kia. Chính là hắn giết chư hình, hắn chính là vậy Trần Phi. Mà lúc này Phá Tinh Quân vậy rốt cục thì từ trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ bừng cắn răng nghiến lợi nói. Ngày hôm nay, hắn Phá Tinh Quân mặt coi như là mất hết, cho nên, hắn nhất định phải thấy được Trần Phi chết. Cái gì, vậy một vị khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão nhướng mày một cái, ánh mắt, ngay tức thì là đổi được vô cùng băng hàn đứng lên, uy áp kinh khủng, xa xa hướng Trần Phi quét tới, tiếng như hàn băng, nói chính là ngươi giết ta Nhan Chân phái tương lai trưởng giáo. Rào rào, cái gì, hắn chính là Trần Phi, giết chư hình người kia. Người này thật sự là lá gan quá lớn, chư hình cái loại đó thiên tài, chính là Nhan Chân phái quán chú tâm huyết đào tạo duy nhất, mà bây giờ, lại bị hắn giết. Đây quả thực là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Bất quá người này thực lực quả thật quá cường hãn, liền Phá Tinh Quân đều không phải là hắn đối thủ, bất quá đáng tiếc, bây giờ nhưng mà Nhan Chân phái hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên thái thượng trưởng lão ở. Đúng vậy, hắn lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ đối kháng sao? Cái này căn bản không có thể, ai, đúng là đáng tiếc. Đám người một hồi xôn xao. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại chính là vậy trước nháo được sôi sùng sục, lại dám giết Nhan Chân phái tương lai trưởng giáo, chư hình người. Bất quá cái loại đó tình cảnh và bây giờ so với, vẫn là lần chút. Bởi vì dám giết chư hình. Đây chẳng qua là có thể chứng minh Trần Phi gan lớn, vô cùng gan dạ, mà bây giờ, Nhan Chân thất tử đứng đầu, Phá Tinh Quân ở trong tay hắn đều bị làm là chó đánh. Đây không phải là lá gan, mà là chân tránh thực lực. Tuổi trẻ mua đời, ai làm được yêu nghiệt như vậy? Không có, đúng vậy, không người có thể làm được. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hôm nay là nhắc tới chân chính gậy sắt. Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, đó là cái gì khái niệm? Xem ra đích xác là không thể tha hắn, dám khiêu khích ta Nhan Chân phái uy nghiêm, loại người này, nhất định phải để cho hắn rõ ràng mình loại này được là có ngu xuẩn dường nào. Vậy ra tay bảo vệ Phá Tinh Quân người động, bàn tay chợt lộn một cái, chỉ gặp vậy hoành ở trên trời con rùa khổng lồ hư ảnh chợt toát ra từng đạo ánh lửa,
cáo kỉnh linh khí vô tận phun trào, cực độ đáng sợ, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vọt tới. Hừ! Thấy vậy, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, con người hơi tản mát ra hàn mang. Xem ra các người là thật đem ta làm là trái hồng mềm, lấy là có thể tùy tiện bóp. Cũng được, lại có thể như vậy, vậy hãy để cho ta cùng các người vui đùa một chút. Tự lẩm bẩm, Trần Phi đồng dạng là bàn tay lộn một cái, vậy trên bầu trời rắn tâm địa linh diễm liền trực tiếp là gầm hét lên, tạo thành một cái chiếm cứ ở trên trời khủng bố chăn lớn, thân thể vây quanh xì xì vang dội màu tím lôi cầu, cái đuôi hung hăng về phía trước vừa kéo. Oanh! Cái này nhất vĩ lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là Trần Phi bây giờ liền 30% lực cũng không có dùng đi ra, nhưng mà, vậy ngọn lửa kinh khủng cũng là lan tràn ra, đốt nấu hư không, bốc hơi khô hết thảy. Đem khổng lồ kia con rùa khổng lồ đốt phát ra the thé chói tai khiếu. Hiển nhiên, cái này con rùa khổng lồ coi như là 10 tầng cấm chế pháp bảo hóa thành, vậy vẫn là không ngăn được rắn tâm địa linh diễm đáng sợ thiêu hủy. Lại là xuất hiện bị bại dấu hiệu. T, cái gì, mọi người con người bạo xúc. Xúc tới mũi châm, ngược lại hút khí lạnh, thật là khó mà tin tưởng một màn này lại là thật. Đường đường Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, ở Trần Phi trong tay, lại là có liền hạ gió. Đặng Thiên Hoành, chuyện gì xảy ra? Một vị khác trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả vậy sắc mặt biến nói. Đặng Thiên Hoành, là vị kia cùng Trần Phi động thủ Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão tục danh. Ngọn lửa này thật lợi hại. Đáng chết, đây tột cùng là ngọn lửa gì? Đặng Thiên Hoành đỏ mặt lên, chợt xanh chợt tím, không nghĩ tới mình hãng nhân vật này, lại sẽ ở Trần Phi loại này tiểu bối trên mình thua thiệt. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, theo làm nhục vạn phần. Cái này, tại chỗ đông đảo người cũng hoàn toàn ngu. Cảm giác lúc này phát sinh, hoàn toàn là vượt qua bọn họ tưởng tượng, chọc thủng bọn họ thế giới quan. Rất nhiều người đều bắt đầu ra mặt run rẩy trốn xa, không dám đến gần. Hai vị thái thượng trưởng lão, đây là thiên địa dị hỏa, hơn nữa còn có thể là chiếm đoạt qua ta vậy băng hồn hỏa sau thiên địa dị hỏa. Rất cường đại, nhưng là ta Nhan Chân phái vật, nhất định phải đem đoạt lại. Nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân đột nhiên mở miệng, nhức nhối vô cùng nói. Hiển nhiên, hắn biết mình thốt ra lời này đi ra ngoài, vậy thiên địa dị hỏa tuyệt đối là muốn nói với hắn tạm biệt. Có thể chỉ cần có thể giết chết Trần Phi, cái này cũng không có vấn đề, là đáng giá. Nếu không Trần Phi không chết, vô cùng hậu hoạn, hắn lòng khó an. Cái gì, thiên địa dị hỏa, vẫn là cắn nuốt băng hồn hỏa sau thiên địa dị hỏa. Nghe vậy, Đặng Thiên Hoành hô hấp ngay tức thì dồn dập, ánh mắt hiện ra to lớn vẻ tham lam. Vô cùng kích động, thiên địa chi hỏa này đây chính là tuân theo thiên địa mà sống, không thể nhiều được. Tương lai thành liền không thể giới hạn là tất nhiên. Thậm chí đạt tới có thể đến gần nguyên đan cảnh loại trình độ đó, cũng không phải là không có khả năng, nếu như hắn có thể có được, tất nhiên thực lực tăng gấp đôi. Lý Bình Vân, nếu cái này thiên địa dị hỏa là chúng ta Nhan Chân phái, vậy ta liền xuất thủ một lượt đi, trước đem thằng nhóc này giết chết, lại đem vậy thiên địa dị hỏa vật quy nguyên chủ. Một khắc sau, Đặng Thiên Hoành cặp mắt tham lam mở miệng nói. Trước hắn cùng Trần Phi giao thủ, phát hiện hết sức khó giải quyết, mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng hắn một người chỉ sợ là không cầm được. Nhưng là, bọn họ bây giờ nhưng mà có hai người, hơn nữa Phá Tinh Quân, thật ra thì hắn thực lực cũng không tệ. Ba người hợp lực, thằng nhóc kia coi như là yêu nghiệt đi nữa, chẳng lẽ còn có thể ngất trời sao? Không sai. Chỉ gặp vậy một vị khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, cũng chính là Đặng Thiên Hoành trong miệng, Lý Bình Vân, lắc đầu một cái. Nhìn Trần Phi cười lạnh nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi thật sự là cái người tuổi trẻ rất tốt. Tuổi còn trẻ có thể đạt tới loại trình độ này, đáng kiêu ngạo, bất quá ngươi bây giờ vẫn là kém chút. Cái này thiên địa dị hỏa nếu là ta Nhan Chân phái vật, vậy thì gọi ra đi. Đồ giao ra, có lẽ chúng ta vẫn có thể lưu một mình ngươi toàn thây, nếu không, ha ha, ngươi rõ ràng sống không bằng chết là cảm giác gì sao. Lý Bình Vân cười rất âm u, giống như là nắm chặt phần thắng. Đã nắm trong tay hoàn toàn toàn cục. Mọi người không khỏi con mắt lóe lên, đây không phải là rõ ràng mạnh lấy đoạt tiền sao? Liền liền mượn cớ đều là như vậy buồn cười, là bọn họ Nhan Chân phái. Cõi đời này, thứ gì đều là bọn họ Nhan Chân phái sao? Nhưng bởi vì bây giờ đúng dịp lấy đoạt tiền chính là Nhan Chân phái,
hơn nữa còn là Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão, bọn họ cũng không dám nhiều lời gì. Ha ha, ha ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi cười lớn, hết sức chói tai. Đặng Thiên Hoành, Lý Bỉnh Vân đồng thời nhướng mày một cái. Người sau sắc mặt âm lãnh, nói, ngươi cười cái gì? Ta cười các người quả nhiên là cá mè một lứa, là một cái ma sanh ra, đều là như vậy não tàn, vô sỉ như vậy. Ta rắn này tâm địa linh diễm là các ngươi. Tốt lắm, ta xem các người ba cái mạng nhỏ cũng là ta, nếu không, bây giờ liền giao ra đây cho ta. Trần Phi không nhịn được cười lớn, hết sức giễu cợt, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sốt một chút. Thằng nhóc này, hắn là thật có chút hắn vô cùng gan dạ liền đi. Ngươi nói gì? Đặng Thiên Hoành, Lý Bỉnh Vân tại chỗ đổi sắc mặt, rồi sau đó thần sắc âm trầm, lạnh nhạt nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, đơn đả độc đấu có lẽ có thể cùng phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên sánh vai. Nhưng là, ngươi thật lấy là bằng vào ngươi một người là có thể đối kháng ta hai người. Đối kháng ta Nhan Chân phái. Không tệ, Phá Tinh Quân cũng là chen miệng vào, thần sắc âm ngoan vô cùng nói, vậy băng hồn hỏa rõ ràng là ta Phá Tinh Quân, lại bị ngươi cướp đi, bị này lửa chiếm đoạt, cho nên bây giờ theo lý này lửa cũng là thuộc về ta Nhan Chân phái tất cả. Ngươi, phải giao ra. Phải giao ra, Trần Phi cười, nhàn nhạt nói, như vậy đi, thiên địa dị hỏa có linh. Nó nếu là nguyện ý cùng các người đi, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng nếu là nó cảm thấy ở lại bên người ta sẽ tốt hơn, các người liền vậy nhanh lên cút đi. Như thế nào? Người to gan, gặp Trần Phi lại dám kêu mình các người cút, Phá Tinh Quân cùng với Đặng Thiên Hoành đều là mặt đầy giận dữ, ánh mắt phun ra ra tức giận máu đỏ. Được. Ngược lại là Lý Bỉnh Vân nghe vậy thần bí cười một tiếng, lại gật đầu đáp ứng. Hướng quanh quẩn ở trên trời rắn tâm địa linh diễm cười híp mắt nói, ta rõ ràng ngươi đại khái có thể nghe hiểu ta nói. Ta Nhan Chân phái thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, ngươi nếu như theo chúng ta, tương lai thành tựu tất nhiên không thể giới hạn, hơn nữa. Nói đến đây, Lý Bỉnh Vân đột nhiên vung tay lên, xì một tiếng, lau một cái diêm rúa ngọn lửa lại là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọn lửa này, miễn cưỡng cũng coi là thiên địa dị hỏa một trong, ngươi nếu là nguyện ý đi theo chúng ta. Ta liền đem nó đưa cho ngươi chiếm đoạt, như thế nào? Lý Bỉnh Vân mang trên mặt dụ dỗ nụ cười, phảng phất là nắm chắc phần thắng. Độc chu lửa, Trần Phi nhìn vậy đối phương lòng bàn tay ngọn lửa, không mặn không lạt lẩm bẩm nói. Ngọn lửa này, hẳn là từ một cái cường đại độc chu yêu thú trong cơ thể để luyện ra, rất lợi hại, nhưng cùng thiên địa dị hỏa nhưng dính không được quan hệ thế nào. Bất quá những người khác nhưng cũng không biết một điểm này. Tất cả đều ánh mắt nhìn chăm chú nhìn rắn tâm địa linh diễm, muốn xem, nó kết quả sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Bất quá tiếp theo, Lý Bỉnh Vân trên mặt vẻ đắc ý nhưng thay đổi thay vào đó là một loại vô cùng âm trầm, hết sức khó khăn xem. Bởi vì con rắn kia tâm địa linh diễm, lại hoàn toàn liền một chút để ý tới hắn ý nghĩa không có, làm hắn là không khí. Một màn này, trực tiếp là làm hắn mất hết mặt mũi, đỏ mặt lên. Cảm giác làm nhục không dứt. Ngươi, nhóc, ngươi dở trò lừa bịp, sát theo, liền gặp hắn mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi hừ lạnh nói. Dở trò lừa bịp, Trần Phi cười, nói, dám hỏi, ta đùa bỡn cái gì gạt. Nếu không phải ngươi dở trò lừa bịp, cái này thiên địa dị hỏa làm sao biết không để ý tới ta. Nhất định là đem ngươi hắn cầm giữ, không để cho nó lộ ra chân chính ý nguyện. Ngươi là muốn tìm cái chết, Lý Bỉnh Vân căn bản không cần thể diện. Như vậy nói bậy nói bạ. Bót bót bót, Trần Phi cười vỗ khởi thủ tới, không nhịn được cười nói, tốt vừa ra mặt dày vô sỉ tiết mục. Nguyên lai cái gọi là Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, chính là loại hóa sắc này. Ngày hôm nay cuối cùng là kiến thức. Nhóc, người tự tìm cái chết. Lý Bỉnh Vân giận dữ, cả người bắn nhanh ra kinh khủng khí thế, vô cùng, cực kỳ kinh khủng. Hướng Trần Phi rơi xuống. Vậy một bên... Một vị khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão Đặng Thiên Hoành cũng là hừ lạnh một tiếng, nói quả nhiên là không có chút nào linh trí man di vật, không biết phải trái. Qua, nếu cái này thiên địa dị hỏa là thuộc về chúng ta Nhan Chân phái, bây giờ nhưng làm phản, vậy thì từ làm theo lý thu hồi. Lý Bỉnh Vân, Phá Tinh Quân, chúng ta trực tiếp ra tay đi, đem thằng nhóc kia giết, đem vậy thiên địa dị hỏa đoạt lại. Đây là ta Nhan Chân phái đồ, làm sao có thể rơi cho người khác, tay ngoại nhân. Đây chẳng phải là cười nhạo. Không tệ.
Phá Tinh Quân cũng là gật đầu một cái, mặt đầy âm lãnh cười, tràn đầy trả thù hoàn thành uy nghiêm thoải mái. Nói, cái này thiên địa dị hỏa cũng vật không tầm thường, coi như là làm phản, cũng hẳn đoạt lại. Bởi vì là tương đương bất phàm, có tiềm lực rất lớn, tin tưởng, đại trưởng lão cửa biết cũng biết giúp đỡ chúng ta quyết định. Bọn họ Nhan Chân Phái có hai cái lớn trưởng lão, một là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hai là Luật Hình Đại Trưởng Lão, đều là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Cái thế vô địch, vô cùng đáng sợ. Mọi người tại đây sắc mặt đổi một cái, cảm thấy chán ghét, có thể lại không dám đổi hiện ra. Cái này Nhan Chân Phái thật sự là quá vô sỉ, rõ ràng chính là mạnh lấy đoạt tiền, còn nếu không phải là biên chế ra như vậy chán ghét người mượn cớ, để cho người nghe nôn mửa, muốn ói. Ha ha, hổn hển. Mà vào lúc này ngươi, Trần Phi lại lần nữa lạnh lùng cười lên, bên trong thân thể dần dần hiện ra từng luồng tử tiêu khí, vây quanh ở trên người của hắn, đùng đùng, hình thành từng viên ngón tay út lớn nhỏ lôi cầu, còn quấn, cảnh tượng kinh người, kinh dị. Mới vừa rồi ta đã cho qua các người cơ hội, bất quá bây giờ, xem ra ngươi vẫn là muốn không biết xấu hổ minh mạnh. Vậy đã như vậy, trên tay gặp thật chiêu đi, bất quá, ta bảo đảm. Các người hẳn sẽ hối hận. Trần Phi cười lạnh nói. Hối hận, chỉ bằng ngươi, nhóc, có chút thời điểm quá mức tự tin cũng không phải là chuyện gì tốt, ngươi thật lấy là tuổi còn trẻ có chút thực lực thì ngon. Thì có cùng bọn ta ba người đối kháng tiền vốn. Buồn cười, giống như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng người, nếu là thật dám cùng ta Nhan Chân Phái đối phương, chẳng qua giết, phơi thây nơi này, có cái gì chẳng qua. Vừa vặn cho người xem. Dám đắc tội ta Nhan Chân Phái kết quả, đến tột cùng là cái gì? Đặng Thiên Hoành cười lạnh nói, lời nói ở giữa tràn đầy châm chọc cùng miệt thị. Bởi vì hắn mặc dù biết, Trần Phi thực lực không kém, gần như đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, nhưng vấn đề là, bọn họ hiện vào lúc này đội hình, đây chính là hai lớn thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên ở nơi này, còn có Phá Tinh Quân cũng ở đây. Bọn họ bốn người liên thủ. Chẳng lẽ liền một cái chưa dứt sữa nhóc cũng không đối phó được? Buồn cười, vậy làm sao có thể? Oanh! Nhưng vào lúc này, bỗng ở giữa, trong thiên địa nhiệt độ đều tựa như lạnh như băng rất nhiều, từ vậy một bên Lý Bỉnh Vân trong cơ thể trực tiếp là hiện ra làm người ta kinh hãi khí băng hàn. Băng hàn triệt cốt, làm người ta xương tê dại. Và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chính là, ta Lý Bỉnh Vân hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi là thứ gì? Dám cùng bọn ta làm khó dễ, tự tìm đường chết. Dứt lời, Lý Bỉnh Vân lại là trực tiếp động, thẳng sải bước đạp không tiến lên, cả người áo khoác không gió tự động, một cổ cường thịnh khí băng hàn cuồng liệt vô cùng hướng Trần Phi chèn ép đi. Vạn băng quyết, chỉ gặp Lý Bỉnh Vân chợt híp một cái mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa thống nhất chung một chỗ, giống như là nặn động nào đó vô cùng lợi hại dấu vết. Một khắc sau, một tiếng nổ chấn động, ở sau lưng hắn. Trực tiếp là có băng tuyết vậy núi nhỏ xuất hiện, vô cùng to lớn, băng hàn hoàn toàn, trong nháy mắt liền giống như là đem ngày đó cũng che phủ, vô cùng đáng sợ. Hướng Trần Phi chỗ ở khu vực chèn ép đi. Hiển nhiên, cái này Lý Bỉnh Vân mặc dù tự đại, có thể cái này vừa lên tới vẫn là hết sức cẩn thận vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, ở nơi này thành U Lang, có thể nói ra rất cao cấp sức chiến đấu. Hết sức đáng sợ. Liền giống bây giờ, núi nhỏ kia vậy băng tuyết cự phong vừa xuất hiện, tại chỗ không ít người đều là trực tiếp biến sắc. Thần sắc kinh hoàng, rối loạn. Đi mau, cái này trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ thực lực quá mạnh mẽ, nếu là bị ảnh hưởng đến, ắt sẽ tang. À, có người hoảng sợ hô, nhưng mà, nói cũng còn chưa nói hết, một cổ hàn lưu tấn công tới, đem hắn đông thành tượng đá. Vô số người ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả thực lực. Đây quả thực, thật là quá đáng sợ. Chút tài mọn. Nhưng mà, thấy đáng sợ như vậy công phạt thủ đoạn, Trần Phi không những không có lộ ra bất kỳ khiếp đảm diễn cảm, mà là hơi khinh thường cười. Lấy hắn hiện nay thực lực, loại trình độ này, thật sự là khó mà đối với hắn ở thành uy hiếp gì. Hống. Sát theo, liền gặp con rắn kia tâm địa linh diễm tại ngày đó không chung lắc mình một cái. Ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn ngọn lửa chăn lớn, trên thân thể, tràn ngập đếm không hết, đùng đùng, màu tím lôi cầu. Lại là thay thế Trần Phi liền trực tiếp nghênh kích đi lên. Oanh! Vậy thân thể cao lớn, trực tiếp là đụng tới, bầu trời bỗng nhiên run lên,
vậy nguyên bản ở trong mắt mọi người vô cùng kinh khủng băng tuyết cự phong, lại là trực tiếp là dừng lại, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Cái gì, xúc sinh ngươi dám, Lý Bình Vân ngay tức thì sắc mặt biến, vận chuyển trong cơ thể cường hãn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên linh khí dâng trào, khí thế khủng bố, vô cùng chói mắt. Vậy trong hư không, một khắc sau lại liền xuất hiện một cái hừng hực cháy, diêm rúa ngọn lửa bàn tay. Hướng rắn tâm địa linh diễm đón đầu nặng nề vỗ xuống. Ngọn lửa kia không phải cái khác, chính là trước hắn nơi lấy ra độc chu lửa. Hống. Phịch. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn liền lại lần nữa sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì con rắn kia tâm địa linh diễm biến thành ngọn lửa chăn lớn, lại trực tiếp là khinh thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng to như chậu máu một bản, trong miệng xuất hiện giống như là gió lốc lớn hấp lực. Lại xem vậy người sau. Cũng chính là độc kia chu biến thành ngọn lửa bàn tay, ngay tức thì bị gió lốc lớn nơi thổi tắt, chiếm đoạt không còn một mống. Cái gì? Phốc suy. Lý Bình Vân sắc mặt biến, cả người dậy máu cuồn cuộn, khó chịu phải hơn hộc máu ra. Sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rắn này tâm địa linh diễm lực lượng lại như vậy khủng bố, hắn có độc chi lửa, ở trước mặt đối phương, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá rắn này tâm địa linh diễm càng lợi hại, hắn thì càng kích động, càng tham lam. Một khắc sau, liền gặp mắt thần tràn ngập tham lam ánh sáng, hướng sau lưng hai người, Đặng Thiên Hoành, Phá Tinh Quân quát lên, Đặng Thiên Hoành, Phá Tinh Quân, người hai người chúng ta còn đang chờ cái gì? Mau ra tay, đem thằng nhóc kia giết, cái này thiên địa dị hỏa ta để che ở. Đang cùng ý ta, Phá Tinh Quân cười, cười được rất sảng khoái, rất âm u. Vèo một tiếng. Hắn thân thể trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi chung quanh, ngẩng đầu, cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi trước không phải rất phách lối. Bây giờ, không có ngọn lửa kia, ta xem ngươi còn có cái gì tư cách, ở ta Phá Tinh Quân trước mặt phách lối. Vèo. Không tệ. Lại một đạo thân thể lóe ra hiện, vậy một vị khác Nhan Chân Phái Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Thiên Hoành cũng là xuất hiện. Hắn và Phá Tinh Quân chỗ ở vị trí tạo thành góc đối. Phong tỏa Trần Phi tất cả hết thảy có thể chạy trốn tuyến đường, trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, khinh thường nhìn Trần Phi, nói, bây giờ nhìn lại, không có vậy thiên địa dị hỏa, người cũng đã thành phế vật. Lật không là cái gì sóng gió chứ? Phải không? Trần Phi cười mỉa, lòng bàn tay tử tiêu khí lôi cầu đùng đùng, vô cùng kỳ dị, nhìn đối phương, nói, nếu không, ngươi thử một chút. Hừ, Đặng Thiên Hoành gặp Trần Phi lại có thể vẫn còn thái độ như thế. Như vậy phách lối, không khỏi sắc mặt chợt biến đổi. Lại có thể như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Không biết cái gọi là đồ. Đặng Thiên Hoành trực tiếp là ra tay. Vậy minh con rùa kính bộc phát ra kinh khủng gợn sóng, giữa trời đất, trực tiếp là có một cái to lớn con rùa ảnh ngang trời, như trời trụ vậy đồ sộ chân, từ tầng mây kia trong, hung hăng rơi xuống. Oanh! Kinh khủng khí cơ, phong tỏa Trần Phi, vô cùng khủng bố. Oanh! Vậy trên bầu trời, trên tầng mây một cây nếu như là thiên trụ vậy con rùa chân rơi xuống xuống. Như vậy cảnh tượng, xác xác thật thật có chút quá kinh người. Rất nhiều người đều là không nhịn được run run, bất quá nhưng lại cảm thấy hưng phấn. Có thể thấy được như vậy lợi hại trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tích chữ đang xuất thủ, đây cũng là vô cùng là hiếm thấy một chuyện. Là bọn họ vận khí. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại. Cái này Trần Phi thực lực cũng đích xác là có chút đáng sợ. Có thể kéo một vị Nhan Chân Phái Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này coi như là dựa vào vậy thiên địa dị hỏa lực lượng, cũng là đủ kinh người. Nhưng một chút ngươi hâm mộ. Dù sao có thể có cùng một vị Nhan Chân Phái Thái Thượng Trưởng Lão cũng giá tề khu sức chiến đấu, vậy ý vị như thế nào? Ai không hiểu? Không có ai sẽ không hâm mộ, cũng không có ai sẽ có thể không ghen tị. Nhưng coi như là như vậy. Bọn họ vẫn là cho rằng, Trần Phi là thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì, bây giờ cũng không phải là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại đang xuất thủ đối với hắn, mà là hai vị. Không chỉ có như vậy, Phá Tinh Quân thật ra thì cũng có thể miễn cưỡng ở cũng coi là một vị. Như vậy nhắc tới nói, ba đại trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên liên hiệp ra tay, người nói Trần Phi như vậy một người trẻ tuổi có thể ngăn cản, có thể sao? Làm trò đùa còn không sai biệt lắm. Vậy tuyệt không thể nào. Trần Phi, người quả thật coi như là một nhân vật. Nhưng tiếc là, người không nên trêu chọc ta Phá Tinh Quân, càng không nên trêu chọc ta Nhan Chân Phái.
cho nên hôm nay, người vẫn là chết đi cho ta, người loại rác dưới này, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân cười lạnh dữ tợn nói. Trước, hắn bị Trần Phi đánh bại, có thể nói là mất hết mặt mũi, mà bây giờ, hắn nếu có thể đem Trần Phi giết, như vậy mặt mũi là có thể tìm trở về. Cho nên, hắn phải làm như vậy. Hơn nữa, hắn bây giờ thật ra thì vậy không tin Trần Phi có thể có năng lực sẽ cùng chống lại. Dẫu sao bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng, trước Trần Phi có thể đánh bại hắn, là bởi vì là vậy vô cùng lợi hại thiên địa dị hỏa. Mà bây giờ, vậy thiên địa dị hỏa bị Lý Bỉnh Vân hắn thái thượng trưởng lão kéo, hắn còn có thể có cái gì tư cách huy phong. Bất quá là dê con đợi làm thịt mà thôi. Hừ, oanh, nghĩ đến đây Phá Tinh Quân chính là không nhịn được hừ lạnh ra tay đứng lên. Muốn phải thừa dịp Đặng Thiên Hoành lần này ra tay, cường cường bản lĩnh, đánh đau chó rớt xuống nước, trực tiếp đem Trần Phi mạng nhỏ lấy xuống. Người sau ngay tức thì, từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra kinh khủng hào quang, màu bạc đầy trời, ùn ùn kéo đến, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng chùm ánh sáng, chính giữa uy năng có thể xuyên thủng núi cao. Hư không run lên, vậy chỉ là chính là hướng Trần Phi chỗ ở khu vực bắn mạnh tới. Cho thấy kinh người sóng cuồng, cực kỳ kinh khủng. Oanh! Ầm 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 long! Ngay sau đó, vậy mảnh thiên địa trực tiếp là hiện ra động trời chấn động, sơn hô hải khiếu, dễ như bớn, chu vi trong phạm vi mấy chục dặm đều là bắt đầu chấn động kịch liệt liền đứng lên. Còn có đinh tai nhức óc hỗn loạn tiếng, đau nhói màng nhĩ của mọi người, có người trong lỗ tai thậm chí đều chảy máu. Hiển nhiên, như vậy hợp lực thật sự là quá kinh khủng. Làm người ta cảm nhận được hủy diệt. Trong một cái chớp mắt này, chu vi nói ít 10 dặm trong phạm vi, hoàn toàn là thành là hư không, tất cả kiến trúc cũng bị hủy diệt không còn một mống, đất đai vậy bắt đầu tầng tầng vỡ sụp xuống, rất là bừa bãi. Ha ha, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân ngửa đầu cười như điên, cười được vô cùng là thoải mái. Trần Phi vừa chết, hắn lòng cũng coi là an định lại, trọng yếu hơn chính là, hắn mặt mũi vậy tìm trở về. Ngươi đang cười cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, làm vậy đang cười như điên Phá Tinh Quân, cùng với mặt đầy ngạo nghễ Đặng Thiên Hoành, còn có vậy mọi người tại đây, nghe vậy, đều là ngay tức thì con ngươi co giúp một cái. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt hết sức kinh hãi hướng vậy hủy diệt nổ trung tâm nhìn lại. Làm vậy khói mù tản đi sau đó, một đạo cả người quanh quẩn mây tía bóng người, không bị thương chút nào xuất hiện ở nơi đó. Chung quanh thân thể hắn 10 mét bên trong cũng là bất kỳ phá xấu xa cũng không có. Cái gì, Đặng Thiên Hoành chợt biến sắc, con người bạo xúc, hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể cứng rắn kết làm hắn và Phá Tinh Quân liên thủ, hơn nữa còn là như vậy không bị thương chút nào. Đây là bực nào thực lực? Ngươi làm sao? Cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Phá Tinh Quân lúc này cũng là bị sắc mặt bị sợ trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, nhìn Trần Phi vậy tấm, mặt không thể tăng, bình thản mặt mày vui vẻ, mặt đầy sợ hãi đứng lên. Mất lý trí. Phải biết, hắn rất rõ ràng. Mới vừa rồi hắn cùng Đặng Thiên Hoành thái thượng trưởng lão hợp lực, coi như là một vị khác chân chính trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ tới, muốn đón đỡ hạ, sợ rằng kết quả cũng là sẽ rất thảm rất thảm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn gặp được cái gì? Hắn thấy Trần Phi đón đỡ hạ hắn và Đặng Thiên Hoành thái thượng trưởng lão liên thủ công kích, lại có thể không bị thương chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Hắn cái này nằm mộng sao? CMN cái này kết quả làm sao có thể à? Tới mà không đi cũng không lễ phép, các người lớn lối lâu như vậy, bây giờ, cũng nên nếu đổi lại là ta động thủ thử một chút chứ. Tiếp hảo. Bá. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên ra tay, một bước bước ra, thân hóa tia chớp, tốc độ kia đơn giản là trong nháy mắt mau tới cực điểm. Như vậy một khắc sau, hắn bóng người, cũng đã là xuất hiện ở ánh mắt kia kinh hãi Đặng Thiên Hoành trước mặt. Giơ tay lên chính là một chưởng đánh xuống. Nhất thời, kinh khủng tử tiêu khí tràn ngập ra, đùng đùng lôi cầu gào thét, giống như là sao xa vậy, vô cùng khủng bố, dẫn được thiên địa không khí ẩm. Cái gì, mọi người con ngươi không nhịn được co giúp một cái này, cái này. Cái này xung Trần Phi thực lực, lại như vậy khủng bố. Rắc rắc, Trần Phi lúc này tốc độ thật sự là quá nhanh, dĩ nhiên,
chủ yếu nhất vẫn là Đặng Thiên Hoành còn đắm chìm lúc trước chấn động chính giữa, chưa phục hồi tinh thần lại. Mà làm hắn bây giờ phục hồi tinh thần lại sau đó, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở đón đầu mà hàng, làm ra đầu hắn tê dại, linh hồn run rẩy. Phịch! Một chưởng này hung hãn bổ vào hắn trên bả vai, vốn là nhắm ngay đầu hắn, bất quá lại bị hắn ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát. Nhưng coi như là như vậy, một chưởng này, thật sự là cường hãn. Bành một tiếng rên, lại trực tiếp là đem hắn nửa người chặt đứt, máu tươi giàn giụa, máu thịt mơ hồ, lộ vẻ được nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người thấy một màn này đều đần đột, sau lưng lạnh cả người, khó tin. Cái này, điều này sao có thể? Có người kinh hô, khó tin cái này một màn trước mắt, thật là thật sao? Phải biết, Đặng Thiên Hoành nhưng mà Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, hắn như vậy một vị có thể nói tuyệt đỉnh nhân vật lớn, lại vừa đối mặt, bị một người trẻ tuổi lấy tay chém gãy liền nửa người. Cái này, đây tột cùng là cái gì khái niệm à? Bọn họ thật là không dám nghĩ. Nhưng là, bọn họ hiện vào lúc này nhìn máu tươi kia giàn giụa, chỉ còn lại nửa người Đặng Thiên Hoành, đã là linh hồn run sợ nói không ra lời. Cái này, đây là đang nằm mơ chứ? Hắn, Trần Phi, sao có thể như thế mạnh? Cái gì, Phá Tinh Quân lúc này cũng là sợ hãi đứng lên, hư không run rẩy lui về phía sau, mặt đầy hoảng sợ. Tràn đầy vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên, hắn chân thực không nghĩ ra, Trần Phi tại sao vậy mà sẽ như thế mạnh. Thật là làm hắn tuyệt vọng. Đây tột cùng là tại sao à? Ngươi lại dám đánh bể ta thân xác. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét điên cuồng. Đặng Thiên Hoành vừa giận vừa sợ nhìn Trần Phi. Hoảng sợ là... Trần Phi lại có thể như vậy lợi hại, vừa đối mặt, liền đem hắn thân xác đánh nát. Giận là, tiểu tạp chủng này chân thực quá vô cùng gan dạ, lại dám hướng hắn Đặng Thiên Hoành hạ như vậy nặng tay. Chó má, ta muốn làm thịt, bất quá, như vậy trọng thương dưới, Đặng Thiên Hoành đích xác là có chút mất lý trí, điên cuồng hét lên, cả người linh khí giận như vậy kích động, vô cùng hỗn loạn. Ông! Một tiếng chiến minh! Vậy minh con rùa kính trực tiếp là xông lên bầu trời, hóa là một đạo diêm rúa màu xanh ánh nắng. Thả ra kinh khủng hơi thở, hủy thiên diệt địa, hướng Trần Phi rơi xuống. Vô cùng khủng bố, vô cùng kinh người, thậm chí còn có màu máu tràn ngập. Hiển nhiên, đây là Đặng Thiên Hoành cuồng nộ xuống trung cực thủ đoạn, triệt để, không có chút nào cất giữ, làm vậy 10 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự minh con rùa kính lực lượng, phát huy đến trình độ cao nhất. Nhưng mà, coi như là như vậy. Đây đối với Trần Phi mà nói, cũng tốt giống như cũng không coi vào đâu. Hừ, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, bên trong thân thể tử tiêu khí cuồng trào, chớp mắt ở giữa, lại là ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một vòng chói mắt tím ngày. Tinh vũ rơi xuống. Một tiếng gầm nhẹ, vậy chói mắt tím ngày, thả ra làm người ta hoảng sợ khí tức hủy diệt, dễ như bớn, hướng phía trước hủy diệt. Đồng dạng là đại nhật đối với đại nhật. Vậy minh con rùa kính biến thành màu xanh ánh nắng, trực tiếp bị kích hủy. Hoàn toàn không ngăn được. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, vậy tinh vũ rơi xuống, tím ngày lực lượng lại còn dư lực không nghỉ, hướng vậy thần sắc kinh hãi Đặng Thiên Hoành đấu đá đi. Hủy thiên diệt địa. Ngươi muốn làm gì? Ta là Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, ngươi dám động ta. Đặng Thiên Hoành lúc này là thật sợ, cảm nhận được chết hơi thở, khủng hoảng, rung giọng nói. Vậy trước kia ngươi muốn giết ta thời điểm, tại sao lại không suy nghĩ những thứ này đâu? Ngại quá, tạm biệt. Trần Phi không có động tĩnh, điều khiển tím ngày rơi xuống, ngay tức thì, kinh khủng tử tiêu khí liền đem vậy nguyên bản không ai bị nổi Đặng Thiên Hoành che mất. Ở sau đó, hắn hơi thở, hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người sợ hãi, mỏi chân. Đặng Thiên Hoành chết, một vị tóc hoa dâm ông già kinh được cả người không có sức. Sụi lơ trên đất, sợ hãi nói. Cái gì, xa xa, vậy một vị khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão Lý Bình Vân cũng là nghe tức thì ngu. Đặng Thiên Hoành chết, bị thằng nhóc kia giết, cái này, điều này sao có thể. Phịch, nhưng vào lúc này, hắn thất thần dưới, bị con rắn kia tâm địa linh diễm bắt được không cản trở. Một đạo giống như là cương tiên ngọn lửa cái đuôi, hung hăng nện ở trên người hắn, tựa như là núi cao rơi xuống. Lực lớn vô cùng, còn có ngọn lửa kia lực lượng cũng là vô cùng khủng bố. Phịch, Lý Bình Vân bị lần này đập trúng trên mặt đất,
khổng lồ lực trùng kích, làm vậy trên mặt đất tầng tầng sụp đổ, hình thành hố sâu to lớn. Người sau đường ngã ở vậy hố sâu ngay chính giữa, cả người là máu, da nám đen. Hiển nhiên là bị trọng thương. Tê, mọi người ngược lại hút khí lạnh, rợn cả tóc gáy. Bởi vì một màn này thật sự là quá sợ hãi, quá đáng sợ một ít. Lúc này mới thời gian bao lâu, Nhan Chân phái hai đại thái thượng trưởng lão, liền một chết một trọng thương. Đây quả thực, thật là làm bọn họ cảm giác giống như là đang nằm mơ. Vèo. Nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân xoay người điên cuồng chạy trốn. Trước mắt hoảng sợ, hoàn toàn mất đi lá gan. Muốn chạy, Trần Phi cười lạnh một tiếng, ngón tay nâng lên, kinh khủng tử tiêu khí ngưng tụ, xì một tiếng, trong nháy mắt, một đạo ngưng tụ vô tận lôi cầu trùm ánh sáng chính là bạo bắn ra. Hoành kích bầu trời mênh mông. À, vậy trên bầu trời truyền tới kêu thảm thiết, rồi sau đó nhưng lại vừa nhưng mà chỉ. Ngay sau đó, mọi người rung động ánh mắt phân biệt thấy, Phá Tinh Quân thân thể, từ ngày đó không trung rơi xuống, mất đi sống. Thiên địa này, ngay tức thì yên lặng tới cực điểm. Yên tĩnh đáng sợ. Vậy giữa trời đất, phiêu tán Phá Tinh Quân thân thể nổ tung cùng rơi xuống đi xuống lúc huyết dịch. Tất cả mọi người nhìn một màn này, cơ hồ là không nhịn được hoàn toàn sợ hãi, trong mắt sợ hãi, cảm giác không tưởng tượng nổi. Phải biết, Phá Tinh Quân nhưng mà Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử đứng đầu, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong. Còn có Đặng Thiên Hoành, lại là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, bực nào vô địch. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, Phá Tinh Quân chết, Đặng Thiên Hoành lại có thể cũng đã chết. Đây là kinh khủng bực nào thô bạo, bực nào không tưởng tượng nổi. Cái này ngay tức thì, giữa trời đất yên tĩnh, tất cả mọi người con người cũng kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời bình thản bóng người. Sau lưng không khỏi hiện ra lạnh lẽo, cả người run sợ, sợ hãi bất an. Thằng nhóc này, CMN chẳng lẽ là quái vật sao? Phịch. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Nhan Chân phái một vị khác thái thượng trưởng lão Lý Bình Vân nơi rơi xuống trong hố sâu, đột nhiên đất đai nổ tung. Chập chờn kinh trời, đất đai cũng bị vỡ ra từng đạo vết rách to lớn. Rồi sau đó liền gặp Lý Bình Vân cả người là máu vọt ra, vốn là mặt đầy dữ tợn, có thể một khắc sau, làm hắn cảm giác được Đặng Thiên Hoành cùng Phá Tinh Quân hơi thở tin tức. Không khỏi trên mặt thần sắc chợt cả kinh, con người trực tiếp là bạo co lên tới. Làm sao, có thể, Đặng Thiên Hoành đâu, Phá Tinh Quân đâu, bọn họ người đâu? Lý Bình Vân hoảng sợ thất sắc, không dám tin tưởng trước mắt một màn này lại là thật. Đặng Thiên Hoành, đây chính là cùng hắn khác một cấp bậc trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả, nhưng bây giờ thì sao? Có thể bây giờ lại bị Trần Phi giết đi. Ngươi để cho nàng như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Như thế nào có thể đủ tin tưởng? Chẳng lẽ thằng nhóc này là so bọn họ lợi hại hơn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại? Có thể đối kháng bọn họ bực này đội hình, còn liên tục giết hai người, trừ phi là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp vậy chờ đáng sợ tồn tại, những người khác ai có thể làm được? Bá! Nguyên lai ngươi còn chưa có chết, ngươi đồng bạn đều đã đi xuống, nếu không, ngươi cũng xuống đi cùng bọn họ lên đường. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bình thản nhưng làm người ta rợn cả tóc gáy lạnh giọng nhàn nhạt vang lên, tất cả thiên địa chiến, Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão Lý Bình Vân biến sắc. Hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ tử vong ở hạ xuống. Dừng tay! Ngươi dám! Vèo, vèo! Cùng lúc đó, từng đạo vô cùng cường hãn bóng người tới, nhưng là Nhan Chân phái cao thủ nghe tin chạy đến. Ngăn ở Trần Phi trước mặt, một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trưởng lão diện mạo dữ tợn mắng. Trong lời nói tràn đầy cuồng nộ sát ý. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả, thái thượng trưởng lão, là bọn họ Nhan Chân phái căn cơ, tổng số người cộng lại cũng còn không có 10, nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi giết một cái, làm sao có thể không giận. Có thể bọn họ nào biết, Trần Phi có thể không chỉ là giết một cái. Lô Thù Thanh, ở bọn họ Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão trong, một thân thực lực có thể là có thể xếp hàng vào trước ba nhân vật lớn. Nhưng mà, vậy vẫn là chết ở Trần Phi trong tay. Thằng nhóc, ngươi lại dám giết ta Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão. Tội đáng chết vạn lần. Chớ tự lỡ, nhanh lên bó tay chịu trói, nếu không nếu như sẽ ra tay đến lượt coi ngươi là muốn và ta Nhan Chân phái hoàn toàn trở mặt, hoàn toàn đối nghịch. Ta Nhan Chân phái cao cấp cường giả đều xuất hiện, ngươi đảm đương nổi. Giao giao.
Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão đều tới. Thật là nhiều người, khí tức thật là cường đại. Lần này là thật lớn chuyện rồi. Nhan Chân phái chết một cái thái thượng trưởng lão, còn có Phá Tinh Quân, thằng nhóc kia không chết, sợ rằng Nhan Chân phái tuyệt sẽ không dừng tay. Bất quá lại có thể gây ra như vậy dọa người động tĩnh, thằng nhóc kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao phải như vậy lợi hại? Đúng vậy, ta xem tuổi hắn nhiều nhất cũng chính là tuổi trẻ mua đời người. Mới có thể có kinh khủng như vậy. Đám người cũng là rối loạn. Liền một hồi này công phu, Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão ít nhất tới 3 cái. Hơn nữa Lý Bỉnh Vân, coi như là bị thương, có thể, 4 lớn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả ở chung với nhau tình cảnh, đó là bực nào rung động. Trừ thời kỳ chiến tranh, sợ rằng, bọn họ là khó khăn một chút thấy loại này kinh người cảnh tượng. Mà bây giờ, cái này cảnh tượng giống như này sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Buồn cười, hoàn toàn trở mặt, hoàn toàn đối nghịch, Trần Phi cười lạnh, nói các người cũng là da mặt đủ dày à. Rõ ràng là các người ra tay ở phía trước, lòng tham ta thiên địa dị hỏa, bây giờ ngược lại tốt, bất quá là thắng, là được cùng các người Nhan Chân phái trở mặt. Nói đến đây hơi dừng lại một chút, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chảy ra sơ sắc tiêu điều cùng băng hàn vẻ, lại lần nữa cười nhạt, nói, bất quá, trở mặt liền trở mặt đi. Các người lấy là ta biết sợ sao? Oanh! Tinh vũ rơi xuống. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Trần Phi cả người khí thế đột nhiên bùng nổ. Chỉ nghe được một tiếng quát chói tai, vậy từ tiêu khí liền lại lần nữa biến thành kinh khủng tím ngày, hoành đẩy bầu trời mênh mông, cái thế vô địch, triển áp trước hết thảy. Thậm chí làm ngày đó địch đều bắt đầu rung rung, hoành đẩy, nghiền ép mà qua. Hắn trước khi thực lực, có thể giết chết vậy dưới trạng thái bùng nổ Lô Thu Thanh, thật ra thì một thân sức chiến đấu cũng đã là đến gần trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Huống chi bây giờ, hắn tử tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu đã thành, thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Cho nên coi như là chân chánh trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong tới, hắn cũng không lý tới do sẽ có bất kỳ sợ. Mà đối phương cái này 4 người, mặc dù nhiều người, có thể mỗi một cái bất quá cũng chính là phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên mà thôi, vì sao đủ sợ hãi. Tiểu tạp chủng, người đây là đang tự tìm cái chết. Thấy tình cảnh này, có hai vị mới tới Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão gầm thét, song song ra tay, linh khí ngay tức thì cuồng tiêu. Một người trong đó cầm trong tay một chuôi 9 tầng cấm chế cong đao, bổ ngang bầu trời mênh mông, sóng gợn lăn tăn, như có một mảnh uông dương biển khơi xuất hiện. Mấy chục tầng sóng gió kinh hoàng ở đó trong lăn lộn, vô cùng cường hãn, xông về phía trước. Vậy một người khác chính là sau lưng hiện ra sáng chói màu bạc trùm ánh sáng, tốt như núi lửa bùng nổ vậy. Tiếng ầm ầm trong hạ xuống, ùn ùn kéo đến kinh khủng hơi thở chìm ngập phía trước. Tê, nhất thời, giữa trời đất không nhịn được từng trận kinh hãi ngược lại hút khí lạnh tiếng. Hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả liên thủ, lại khủng bố như vậy. Chẳng qua là, chỉ có vậy trước gặp qua cái này, tinh vũ rơi xuống, tím ngày uy lực Lý Bỉnh Vân, bây giờ thần sắc vô cùng ngưng trọng, chau mày, trong lòng chứa lau một cái nồng nặc bất an. Oanh! Ầm ầm ầm. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn cái này không an cũng đã là chuyển biến thành thực tế. Chỉ gặp vậy, tinh vũ rơi xuống, tím ngày ngang trời đương lập, ngọn lửa vần quanh, lôi cầu sét đánh, vô cùng khủng bố, bốc hơi khô hết thảy. Một khắc sau, liền gặp hắn chẳng qua là như vậy hoành đẩy tới. Vậy 9 tầng cấm chế cong đao liền trực tiếp là bị bại bay rớt ra ngoài, sóng lớn tiêu tán, thành là giả không. Một khắc sau, vậy đầy trời màu bạc trùm ánh sáng cũng là như vậy. Giống như không chịu nổi một kích giấy trắng vậy bị đốt liền. Tím ngày triển đè tới, đè hướng đối phương hai người. Uy năng long trời lở đất. Cái này, điều này sao có thể? Hai người kia lúc này mới có chút ý nghĩa đến không thoải mái. Thần sắc kinh hãi nói, mặt đầy hoảng sợ. Nhưng lúc này, rất hiển nhiên là đã chậm. Chỉ gặp vậy, tinh vũ rơi xuống, tím ngày chợt nổ tung, vậy đầy trời tử tiêu khí liền giống như là vô tận trói lọi vậy, tự nhiên xuất hiện, ùn ùn kéo đến, lại là đem vậy mắt ra thật hai đại thái thượng trưởng lão cho giam lại. Nhúc nhích không được. Cứu ta, hai người kia sợ hãi, điên cuồng hét lên. Không tốt, Lý Bỉnh Vân cùng với còn sót lại một sắc mặt người biến, cả người hơi thở cuồng trào, vọt tới trước, muốn cứu viện. Hống.
Có thể nhưng vào lúc này, con rắn kia tâm địa linh diễm hóa thành chăn lớn bất ngờ xuất hiện, ngăn ở bọn họ phía trước, kinh khủng cái đuôi giống như là hỏa diệm sơn vậy, lực lớn thế trầm cuồng vung tới, đụng vào bọn họ trên mình, trực tiếp là đem bọn họ hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đánh bay ra ngoài. Bây giờ sợ rằng không có người có thể cứu được các người hai người chứ. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, ở Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão trong mắt nhưng giống như là ác ma. Làm bọn họ sợ hãi, run sợ. Ngươi dám động ta. Chúng ta nhưng mà Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão. Hai người kia sắc lệ nội cha, nói. Giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, sát tam cái, cũng không phải là giết sao. Có cái gì khác biệt? Trần Phi bình thản lắc đầu một cái, thân thể ngay tức thì cúi xông lên, giống như thoáng hiện, chớp mắt ở giữa liền là xuất hiện ở Nhan Chân phái hai vị thái thượng trưởng lão trước mặt. Diễn cảm mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Oanh! Dừng tay! Nhưng vào lúc này, một cổ cường thịnh, đáng sợ đến làm người ta giận sôi lực lượng ở đó phía chân trời xa xôi chen chúc tới. Vô cùng khủng bố, càng là có làm người ta sợ hãi uy áp kinh khủng ngang qua bầu trời mênh mông, chấn động mọi người tâm linh. Đây là, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả lực lượng. Mọi người sắc mặt biến đứng lên, chân chính sợ hãi. Lại có thể, lại là có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả bị kinh động. Vậy là ai? Oanh! Một cổ trước không có cường thịnh lực lượng kinh khủng ở đó rất xa trên bầu trời rong ruổi tới, chu vi mười mấy dặm đất đai đều bắt đầu rung rung. Bởi vì cái này thật không phải là thông thường uy thế, mà là thuộc về trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả vô địch thần uy. Tuyệt đối khủng bố, làm được tại chỗ trong cơ hồ tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến đứng lên. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5, thật sự là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5, sẽ là ai? Mọi người giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hôm nay, lại có thể kinh động đến cái này một tầng thứ tuyệt đại cường giả tới. Rất xa chân trời, một vị người mặc vào tối tăm ngày đạo bào bóng người già nua đang tựa như là nhanh như tia chớp chạy tới. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, nhấc lên gió lốc lớn, xuất hiện ở đây mảnh giữa trời đất. Xa xa nhìn lại, người nọ thoạt nhìn là một vị sắc mặt vô cùng là âm nhu ông già, tóc thưa thớt, da khô ráo. Cả người trên dưới lộ ra thần uy cái thế, hơn xa tại chỗ trong người bất kỳ. Đúng mảnh thiên địa đều phải làm rung rung. Đáng chết, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Coi như là Trần Phi sắc mặt lúc này đều là không nhịn được thay đổi bực này cấp cường giả khác, đối với hiện nay mà nói, vẫn là có chút miễn cưỡng. Không địch lại. Bất quá, cái này người đến tột cùng là người nào? Đại trưởng lão. Một khắc sau. Nhan Chân phái mấy vị thái thượng trưởng lão kích động kêu lên, cuối cùng là nói cho mọi người câu trả lời. Cái này người tới, đến tột cùng là ai? Nhan Chân phái có hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, cũng có hai vị đại trưởng lão. Một là thái thượng đại trưởng lão, lợi hại nhất, hai là luật hình đại trưởng lão, mới vừa đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Mà bây giờ, chạy tới người, chính là Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão, Triệu Vạn Vũ. Đại trưởng lão, vậy hai vị bị nguy tại Trần Phi thủ hạ hai vị Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão kêu lên, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ tình giật tại nói đồng hồ. Bởi vì cái này người tới nhưng mà bọn họ Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Bọn họ, cuối cùng được cứu rồi. Đại trưởng lão, Trần Phi nghe vậy con ngươi khói mù lóe lên một cái, không nghĩ tới vận khí như thế gánh, lại có thể thật là đối phương người giúp. Nhưng rồi sau đó, liền gặp mắt thần hung ác hung hăng cắn răng, bàn tay vừa nhấc, tử tiêu khí cuồng liệt vần quanh, phụt ra phụt vô cái thế ánh sáng, bổ ngang hướng xuống, như một cái cự linh thần tay hạ xuống. Mang khí tức hủy diệt. Cái gì? Mọi người thần sắc sợ hãi. Không nghĩ tới Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại đều đến, Trần Phi lại, còn dám động thủ. Ngươi dám, vậy hai vị Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão hoàn toàn ngu. Khủng hoảng đạo. Sắc lệ nội cha. Vào giờ phút này bọn họ, hoàn toàn cảm nhận được khí tức hủy diệt. Rất tuyệt vọng. Tự tìm cái chết. Vậy phía chân trời xa xôi, Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ cuồng nộ bạo hống. Một tiếng thét dài, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy. Chỉ gặp hắn thiên linh cái trực tiếp là vọt ra khỏi một đạo màu xám cho chùm ánh sáng, xuyên qua tiêu hán, một cán bụi đất lạnh lẽo trường kiếm đồng xanh xuất hiện. Thì khí lượn lờ, hiện đầy đồng văn, lại là có 13 tầng cấm chế, vắt ngang hư không,
đáng sợ như núi Nguyên vậy. Chết! Vậy trường kiếm đồng xanh bất ngờ chém ra, tựa như là tử thần binh khí. Kinh khủng chập chờn làm thiên địa cũng làm dừng lại. Trần Phi thần sắc đại biến, hắn có thể cảm nhận được, một kiếm này nếu như chém vào trên người hắn, không chết cũng biết trọng thương. Nhưng bây giờ muốn cho hắn dừng tay buông tha, nói thật, không cam lòng. Thật không cam lòng. Liều mạng. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi hung ác cắn răng, cũng không muốn xen vào nữa nhiều như vậy, Tử Tiêu khí cầm trường ở trong tay, cúi sông lên nông thôn, chiến khí ngút trời, trực tiếp đơn giản thô bạo muốn trước giết người nói sau. Những người này lại ba lần chân thực có chút thật là quá đáng. Thật đúng là hắn Trần Phi là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Phịch. Một trường rơi xuống, một vị Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão đầu trực tiếp là vỡ vụn thành dưa hấu. Thân thể nổ tung, trong nháy mắt thần hồn liền biến mất thành hư vô. Ừ, mọi người trong mắt hung hăng rụt một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể ác như vậy, như thế không muốn sống, đối mặt một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại hạ xuống, lại cũng dám coi thường hắn tồn tại, động thủ giết người. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Siêu bầu trời xa xăm, Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ sắc mặt dữ tợn, lửa giận ngút trời. Không nghĩ tới Trần Phi tiểu tạp chủng này lại là một như vậy người điên. Phải, nếu ngươi muốn chết, vậy ta Triệu Vạn Vũ là được toàn ngươi. Hắn một tiếng giống giận, vậy trường kiếm đồng xanh tung tóe ra càng kinh khủng hơn ánh sáng, thi khí ngút trời. Vậy bụi đất thảm thảm trường kiếm đồng xanh vốn là 13 tầng cấm chế chí bảo, mà bây giờ, lại là ở một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 trong tay cường giả thi triển, uy lực có thể có bao nhiêu kinh người. Kinh khủng dường nào, thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ để đo lường. Trong nháy mắt, bầu trời mênh mông gào thét, thi khí đầy trời, kiếm mang kinh hãi. Vậy hư không đều phải vặn vẹo. Cũng chỉ là đơn giản vô cùng đánh ra, chính là tựa như thiên băng tháp vậy, thi khí hủy diệt. Chu vi mười mấy dặm đất đai đều bắt đầu chấn động, uy năng có thể nói mạnh mẽ được rối tinh rối mù. Được, thật là khủng khiếp, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả thực lực. Mọi người không nhìn được cả người run rẩy, khó mà nhìn thẳng như vậy làm bọn họ sợ hãi thần uy. Cái này quả thực quá kinh khủng, bọn họ hoài nghi, nhân vật như vậy, nếu là thật nổi giận, có thể hay không đem thành U Lang cũng đánh chết. Bởi vì làm cái này thần uy thật sự là quá dọa người, tùy tùy tiện tiện, cũng đã là làm động tới chu vi mấy chục dặm. Nếu là thật đánh, nghìn mét đất đai, không phải tùy tiện tiêu diệt sao? Ông! Có thể nhưng vào lúc này. Một đạo nhẹ chiến minh tiếng vang lên, Trần Phi chỗ ở khu vực lại vô hình vọt ra khỏi một tòa trắng noãn như ngọc bảo tháp. Ánh sáng màu bạc vần quanh, màu hoàng kim cấm chế đau nhói mọi người con ngươi. Lực phòng ngự vô cùng. Cái gì, đó là hoàng kim pháp bảo phòng ngự. Mọi người sắc mặt không nhịn được cuồng chấn. Triệu Vạn Vũ cũng là kêu lên, hoảng sợ biến sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể có được bực này hiếm thấy, chân quý cực kỳ chí bảo. Phải biết hoàng kim cấp pháp bảo khác, bọn họ toàn bộ thành U Lang, số lượng đều không vượt qua 3 cái. Hơn nữa cái này còn là toàn loại phòng ngự hoàng kim pháp bảo, lại là hãn gặp tới cực điểm. Làm người ta đỏ con mắt. Phịch. Tiếp theo, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kia trường kiếm đồng xanh uy năng đánh vào trắng noãn như ngọc trên bảo tháp. Làm hắn kịch liệt đung đưa, nhưng lại vẫn là không thể đủ đem xuyên thủng mà phá. Để cản lại. Ngăn cản, chặn lại. Thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt càng là tràn đầy run rẩy cùng với kinh dị, còn có tham lam cùng hâm mộ. Cái này lại là một tòa hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, 15 tầng cấm chế, thằng nhóc kia, hắn lại có như vậy trọng bảo. Hắn có cái gì tư cách à? Bụi mù tản đi, Trần Phi thu đủ bát cung huyền tháp, khóe miệng tràn đầy máu tươi, lạnh lùng nhìn chăm chú vậy đã đến Nhan Chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ. Không nói một lời, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Phịch, Triệu Vạn Vũ đáp xuống, cũng không để ý tới Trần Phi, mà là ánh mắt gắt gao rơi vào Trần Phi trong tay vậy thu nhỏ lại bát cung huyền tháp, ánh mắt híp một cái, tràn đầy tham lam cùng kích động. Quả nhiên là hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, 15 xông lên cấm chế. Loại bảo vật này, ta thành U Lang mấy trăm năm đều khó có một kiện, bây giờ, lại là xuất hiện. Nghe vậy. Vậy còn sót lại ba vị Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão cũng là thần sắc mừng rỡ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng kích động. Đại trưởng lão tựa hồ cũng đúng thằng nhóc này bảo vật trong tay động tâm,
liền vội vàng nói. Đại trưởng lão, thằng nhóc này liên tục giết chúng ta Nhan Chân phái hai đại thái thượng trưởng lão, còn có Phá Tinh quân cũng chết ở trong tay hắn. Cho nên bây giờ hắn mạng nhỏ thì hẳn là chúng ta. Trên người hắn bất kỳ đồ, chắc cũng là thuộc về chúng ta Nhan Chân phái tất cả. Không tệ, mời đại trưởng lão ra tay, giết chết cái này cuồng ngông người. Người này quá ghê tởm, không những không muốn giao ra ta Nhan Chân phái chi bảo, còn cùng ta Nhan Chân phái đối nghịch. Lớn gan ngút trời, không thể tha, xin ra tay, để cho hắn bỏ mạng. Không tệ, giết ta Nhan Chân phái người, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tội không thể tha thứ. Trên người tất cả bảo vật chắc cũng là thuộc về ta Nhan Chân phái tất cả. Ba người kia ngươi một lời ta một câu lần lượt khuyên. Trên mặt hiện ra tham lam nụ cười. Một kiện có 15 tầng cấm chế hoàng kim pháp bảo phòng ngự, bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng vậy ý vị như thế nào. Cho nên, phải đạt được, đây là bọn họ Nhan Chân phái cần phải nên có được bảo vật. Hừ, nghe vậy, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, cả người tử tiêu khí đã là không nhịn được sao động lên. Càng là có nhiều lực lượng ở trong cơ thể hắn lăn lộn, tùy thời chuẩn bị sấm sét một kích. Hiện ra tuyệt thế mũi nhọn. Đối phương những người này, quả nhiên không hổ là cá mè một lứa, một người mẹ xanh. Người người đều là mặt dày vô sỉ hạng người. Coi trọng hắn bát cung huyền tháp, muốn mạnh lấy đoạt tiền, còn nói như vậy đường đường chính chính, cũng không chán ghét. Bất quá, ngay cả là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả, hắn cũng không sợ, chẳng qua sử dụng cách thật lò trước đốt chết mấy cái nói sau. Còn như còn lại nơi sẽ đưa tới phiền toái, đến lúc đó nói sau. Ngươi, rất tốt. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Vạn Vũ xâm nhiên ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, khoảnh khắc ở giữa, một cổ cực kỳ kinh khủng thi khí tràn ngập ra, chung quanh hư không tựa như cuốn lên thi gió, tựa như muốn lộ ra thị huyết răng nanh. Dám làm ta Triệu Vạn Vũ mặt mà, giết ta Nhan Chân phái người, ngươi là cái đầu tiên. Không thể không nói, ngươi thật rất tốt. Nếu không thì sao? Trần Phi ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy từ lấy là vô địch lão đầu nhi, nhìn vậy không chút kiêng kỵ ánh mắt, hắn không khỏi lạnh lùng mở miệng nói, bọn họ muốn giết ta, cướp đồ ta, vậy dĩ nhiên là chết không hết tội. Nếu không thì sao, ngươi cảm thấy tại sao không thể giết? Mọi người trong mắt có rúc lại, không nghĩ tới Trần Phi đều đã phạm xuống như vậy ngút trời sai lầm lớn, lại còn dám lớn lối như vậy, ngay trước Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ mặt mà. Như vậy thái độ. Phải không? Triệu Vạn Vũ trong mắt lạnh như băng bỗng nhiên ở giữa lạnh lùng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, nháy mắt tức thì, cho người cảm giác hình như là có vô tận kinh khủng thi khí ùn ùn kéo đến tới. Cái loại đó cảm giác bị áp bách làm người ta kinh hãi, vậy làm tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng hơi thở. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả, quá mạnh mẽ. Thật đáng sợ. Ta thừa nhận. Người thật sự là một cái hết sức tốt người tuổi trẻ. Rất kiệt xuất, nhưng mà, người biết người bây giờ là ở bực nào tự ngộ sao? Triệu Vạn Vũ lạnh lùng hơi hí mắt ra, ánh mắt tham lam nhìn Trần Phi lòng bàn tay vậy bát cung huyền tháp, ngạo nghễ nói, bất quá, ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đem trên mình ngươi tất cả bảo vật gọi ra, ta có thể để cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút, nếu không, ha ha. Hắn trên mặt hiện ra tàn nhẫn cười nhạt. Không tệ. Giao ra bảo vật, nơi này hẳn là ta Nhan Chân phái tất cả, ngươi là thứ gì, vậy lại có. Vậy ba cái Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão vậy là ở la ầm lên. Ánh mắt tràn đầy kích động cùng tham lam. Chỉ có thể có được hoàng kim này cấp pháp bảo phòng ngự, chỉ chết hai cái trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, vậy đơn giản là được lợi lớn. Dù sao chỉ người phải chết không phải bọn họ là được. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi nhưng khẽ cười lạnh cười xong. Ngươi cười cái gì? Triệu Vạn Vũ mặt liền biến sắc, trong mắt phóng thích hàn mang. Ta cười mấy người các ngươi lão già kia có phải hay không ở nhà làm mưa làm gió thói quen, cho nên đưa đến đây có chút vấn đề. Trần Phi chỉ đầu, hướng về phía trước cường giả nói. Loại này làm nhục tính động tác trực tiếp là làm Nhan Chân phái các người con ngươi chợt ngưng ngưng. Thậm chí không chỉ là bọn họ. Liền liền chung quanh cường giả đều là hơi chậm lại, nhìn cái này Trần Phi, thằng nhóc này, hắn có phải điên rồi hay không? Dám làm nhục Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão đầu có vấn đề. Ngươi nói gì? Nhan Chân phái ba đại thái thượng trưởng lão dữ tợn nói, mặt đỏ bừng, chợt xanh chợt tím, giống như là cảm nhận được thiên đại làm nhục.
Nói bọn họ đầu có vấn đề, đây không phải là làm nhục, là cái gì? Xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết, ta Nhan Chân Phái luật hình đại trưởng lão ở nơi này, ngươi cũng dám lớn lối như vậy, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Nhan Chân Phái ba đại thái thượng trưởng lão cắn răng nghiến lợi, uy nghiêm vô cùng nói. Xem ra ta thật nói không sai, các người đây là thật có vấn đề. Trần Phi lại lần nữa chỉ đầu, khinh thường nói thật, các người có phải hay không lấy là chỉ có các người có thể giết ta, mà ta không thể đánh lại. Người có lá gan đó, gặp Trần Phi còn như thế phách lối, một vị Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão mất lý trí, giận dữ hét. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Ai, ta làm sao quên, người cái này có vấn đề, để cho ngươi muốn, phỏng đoán ngươi cũng nghĩ không thông. Trần Phi lắc đầu một cái, miệng lưỡi bén nhọn, làm Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão các người sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Triệu Vạn Vũ lúc này cũng vậy, sắc mặt tái xanh. Bị người ngay trước mọi người như vậy làm nhục, đây tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên. Ừng ực tại chỗ những người khác nuốt nước miếng một cái, mặc dù cũng cảm thấy thật tốt cười. Nhưng lại không ai dám bật cười. Dẫu sao bây giờ chuyện này Triệu Vạn Vũ là ở nơi này, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, cười nhạo hắn, đó không phải là muốn chết sao? Một khắc sau, liền gặp Triệu Vạn Vũ cả người hiện ra khí thế kinh khủng, chèn ép Trần Phi, con người uy nghiêm, nói, thằng nhóc, xem ra ngươi đối với chính ngươi hình bóng rất tự tin. Cho rằng, ta Nhan Chân Phái không nhúc nhích được ngươi. Cần gì phải dùng lời tới thử ta? Trần Phi cười. Nhàn nhạt nói, trực tiếp nói cho ngươi lại ngại gì. Ta Trần Phi, một người độc thân, không bối cảnh gì đáng ngươi khỏe kiêng kỵ. Nguyên lai là một cô độc hành hiệp, không có mạnh mẽ bối cảnh, ngươi cũng dám trêu chọc ta Nhan Chân Phái, coi là thật tự tìm cái chết. Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão lại lần nữa nhảy ra, sắc mặt dữ tợn nói. Phải không, dù sao ta một thân một mình, không có gánh nặng, nếu không trước hết đem ngươi cái này Nhan Chân Phái trên dưới toàn giết. Không giết được, trước hết để cho các người thành là tư lệnh không quân, như thế nào? Trần Phi cười, thản nhiên nói. Nụ cười kia nhưng làm người ta sợ hãi. Ngươi quá cản rỡ, chỉ gặp Triệu Vạn Vũ nghe vậy sắc mặt chợt một bên, bước chân bước ra, trên mình khí thế kinh khủng điên cuồng quét sạch ra. Phong tỏa ở Trần Phi trên mình, sát khí đằng đằng. Cản rỡ, Trần Phi vừa cười, nhàn nhạt nói, lão già kia, có vài người sợ ngươi. Là bởi vì là gia đại nghiệp đại, như không cúi đầu, khó chịu không chịu nổi trả thù. Mà ta đâu, một người cô đơn, ngươi Nhan Chân Phái lại có bao nhiêu người đủ ta giết, nếu không, ngươi trước mình tính một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh đáng sợ. Đúng vậy, Trần Phi như thế lợi hại, vẫn là một người cô đơn, thật nếu là phát điên, không để ý hết thảy, trên dưới tàn sát Nhan Chân Phái người, có mấy cái có thể chống đỡ. Không thấy được trước chết vậy hai cái thái thượng trưởng lão chính là tấm gương. Thái thượng trưởng lão, đại biểu trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Có thể cường giả loại này cũng chỉ có thể là bị Trần Phi giết, Nhan Chân Phái còn sót lại, còn có mấy cái có thể là Trần Phi đối thủ. Trong nháy mắt, vậy nguyên vốn còn có chút phách lối Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão diễn cảm trực tiếp là cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Vạn Vũ cũng vậy, bước chân đột nhiên ở giữa cương ở nơi đó. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt phải nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Ngươi thật lấy là ngươi vô địch sao? Có thể cùng ta Nhan Chân Phái hoàn toàn xé rách ra mặt, đối nghịch rốt cuộc. Nhan Chân Phái ba đại thái thượng trưởng lão hắn một vị trong đó răng cũng cắn nát, sắc mặt hoàn toàn khó khăn xem tới cực điểm, nói. Hôm nay, nếu như bọn họ bị Trần Phi hù dọa ở, như vậy, bọn họ Nhan Chân Phái mặt mũi đem hoàn toàn lâm vào mỉm cười chui. Đổi được so giấy trắng còn có thể cười. Ta cùng các người đại trưởng lão nói chuyện, có ngươi nói chuyện tư cách. Trần Phi nghiêng mắt nhìn hắn một cái, thô bạo nói. Ngươi, vậy người nói chuyện sắc mặt biến thành gan heo, thất khiếu bốc khói, tức giận tới cực điểm. Nếu ai lại nói xạo, tin không tin ta bây giờ liền đem hắn cho làm thịt. Trần Phi trong miệng đột nhiên nổ bắn ra một đạo thanh âm lạnh lẽo, tràn đầy sơ sắc tiêu điều cùng uy hiếp, bước chân đạp một cái. Lại trực tiếp là đem dưới chân mấy trăm thước đất đai cho đạp được đất rung núi chuyển, vết nứt chặt chẽ vải, rất miễn cưỡng chìm xuống liền một khối. Ừ, mọi người sắc mặt biến, con người có giúp lại, đang cảm thụ đến cái này khí tức kinh khủng bùng nổ, trực tiếp là sắc mặt kinh hãi theo bản năng lui về phía sau đi. Hiển nhiên,
bọn họ là thật sợ Trần Phi cái này người điên nổi điên. Nếu như Trần Phi nổi điên đem cái này cho giết, bọn họ hoàn toàn chính là bị vạ lây ao cá, bực nào oan uổng. Ngươi, Nhan Chân Phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cổ kinh khủng hơi thở bắt đầu cuốn sạch thiên địa, ánh mắt dữ tợn, máu đỏ, gắt gao định ở Trần Phi. Nhưng mà, còn sót lại ba người, vậy ba cái Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão lại trực tiếp là cương ở nơi đó, rất miễn cưỡng không dám nhúc nhích. T, Nhan Chân Phái ba vị thái thượng trưởng lão, cái này là sợ. Mọi người không nhịn được một hồi ngược lại hút khí lạnh, thần sắc rung động, chố mắt nhìn nhau, một mặt hoang đường cùng khó tin. Phải biết Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão đó là nhân vật nào? Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, uy danh hiển hách, hơn nữa còn là ba cái, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bực này cường quyền nhân vật nhưng lại có thể liền liền bị sợ được cương ở nơi đó, không dám nói lời nào. Đây là có kinh khủng dường nào lực uy hiếp mới có thể làm được. Thật là không lời chống đỡ. Ta Trần Phi không phát huy, các người là thật đem ta làm trái hồng mềm nặn. Trần Phi trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt lãnh sắc, đồng thời, vậy tử tiêu khí bộc lộ ra ngoài, hình thành từng viên ngón tay út lớn nhỏ lôi cầu, đùng đùng, còn quấn hắn thân thể, khác một cổ khí tức hủy diệt xuất hiện. Hừ! Hắn lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt ở đó cương tại chỗ ba vị Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão trên mặt quét qua, cười mỉa, mà vậy trong mắt chỗ sâu lạnh lùng nhưng giống như là muốn để cho lạnh như băng hư không cũng bốc cháy. Một khắc sau, chỉ gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người hiện ra hung ác sơ sắc tiêu điều, mặt không cảm giác, lãnh đạm nói, uy hiếp, đầu năm nay cái này chưa từng nghe qua uy hiếp. Ta Trần Phi nếu là sợ, chết sớm, còn biết có thể đứng ở nơi này cùng ngươi chơi. Ngày hôm nay ta nói lược ở nơi này, muốn đánh, ta phụng bồi, ngươi Nhan Chân Phái bất diệt. Ta Trần Phi thề không bỏ qua, có bản lãnh ngươi liền đem ta làm thịt, nếu không, ha ha. Lúc này Trần Phi, hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Hắn không biết đối phương rốt cuộc không biết rõ hắn minh thần phủ sản nghiệp, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đánh cuộc phương không biết. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể kỳ vọng đối phương sẽ bị hù dọa. Nếu không, minh thần phủ đồng dạng là hắn xương sườn mềm, nếu như bị biết, lấy này làm uy hiếp, hắn cũng biết đổi rất bị động. Ngay sau đó, lúc này trong không khí, tràn ngập làm người ta tĩnh nhược ve mùa đông cường thế cùng sơ sắc tiêu điều ý. Giờ khắc này lâm vào an tĩnh tuyệt đối trong. Ngay trước Triệu Vạn Vũ mặt mà, như vậy dày, uy hiếp Nhan Chân Phái, cũng tuyên bố muốn tiêu diệt Nhan Chân Phái cả nhà. Cũng chỉ có Trần Phi cái này người điên dám điên như vậy cuồng. Dám lớn gan bao thiên như vậy. Quỷ dị hơn là, nghe được Trần Phi cái này dày, uy hiếp, Nhan Chân Phái ba đại thái thượng trưởng lão, kể cả Triệu Vạn Vũ cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả ở bên trong, lại là thật đều ngậm miệng lại. Vậy ba cái Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão, cộng thêm Triệu Vạn Vũ cái này đủ để quân lâm thành U Lang cao cấp nhân vật, bây giờ toàn giống như là câm vậy. Quỷ dị này tình cảnh, nằm mơ đều cảm giác hoang đường. Nhưng bây giờ nhưng lại là thật xuất hiện. Trong lòng mọi người không nhìn được tê dại, không lời chống đỡ. Ngươi rất giỏi, thật rất tốt, nhưng vào lúc này, Triệu Vạn Vũ rốt cục thì lên tiếng, trong mắt giống như là giống như điên cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hoàn toàn mất đi trước khi ung dung, trước khi kiêu căng, trước khi nắm chắc phần thắng. Bởi vì không có ai không sợ người điên, bọn họ Nhan Chân Phái thế lớn. Nhưng vấn đề là thật phải có một chìa vào hoàng kim pháp bảo phòng ngự vỏ rùa đen, thực lực còn xa đang tìm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở lên người điên đến tìm bọn họ Nhan Chân Phái phiền toái, cái này giống vậy vậy vẫn là không chịu nổi. 15 tầng cấm chế hoàng kim pháp bảo phòng ngự vỏ rùa đen, hắn có lẽ có thể phá, nhưng cần thời gian. Mà vào lúc này ở giữa chính giữa, đối phương hoàn toàn có thể tiêu vẩy rời đi, trừ phi là bọn họ Nhan Chân Phái thái thượng đại trưởng lão có thể tự mình rời núi. Được rồi, Triệu Vạn Vũ, dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh già nua tiếng vang lên. Chỉ gặp vậy tu luyện bên trong tháp đi ra một vị hơi thở lay động ông già, cho người cảm giác hết sức đáng sợ. Mục Nguyệt lão người, mọi người ánh mắt cả kinh. Là ngươi, Triệu Vạn Vũ ánh mắt cũng có chút biến hóa. Mục Nguyệt lão người hôm nay ở nơi này thành U Lang địa vị, giống như là vị đại nhân kia phát ngôn viên, cho nên cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường. Được rồi, dừng tay đi. Mục Nguyệt lão người thản nhiên nhìn một cái Trần Phi,
trong con ngươi bao quanh nhàn nhạt chấn động vẻ, sau mới lại nhìn hướng Triệu Vạn Vũ, chậm rãi nói. Dừng tay, dựa vào cái gì? Triệu Vạn Vũ sắc mặt đổi một cái, thần sắc âm lãnh, nói, Mục Nguyệt lão người, ta Nhan Chân phái chết hai cái thái thượng trưởng lão, một cái Nhan Chân thất tử đứng đầu, như vậy tổn thất thảm trọng, mà bây giờ, ngươi để cho ta dừng tay. Ngươi quên, cái này thành U Lang, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 là cấm xuất thủ. Mục Nguyệt lão người thản nhiên nói, đây là Đoạn Hằng Hà đại nhân tự mình xuống khẩu dụ, ngươi quên. Ta, Triệu Vạn Vũ sắc mặt chợt biến đổi, rồi sau đó, sắc mặt kia hoàn toàn là đổi được vô cùng âm trầm. Chẳng lẽ tới cực điểm? Mục Nguyệt lão người, hắn và ngươi là quan hệ như thế nào? Đáng ngươi nếu không phải là đứng ra đảm bảo hắn. Một khắc sau, Triệu Vạn Vũ mặt đầy âm trầm, cắn răng nghiến lợi, nói. Ta thiếu nàng một cái giải thích. Mục Nguyệt lão người nhìn Trần Phi một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó kịp phản ứng đối phương là nói cái gì. Giải thích, Triệu Vạn Vũ cũng là sững sờ, rồi sau đó sắc mặt đổi được vô cùng khó xem, nói, giải thích, cái gì giải thích? Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Mục Nguyệt lão người lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Triệu Vạn Vũ, ta đều không phải muốn can dự giữa các ngươi ân oán, mà là chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Cái này thành U Lang, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 không thể động thủ, là Đoạn Hằng Hà đại nhân chính miệng xuống khẩu dụ. Ra cái này thành U Lang, cái này khẩu dụ dĩ nhiên là không có hiệu quả. Trần Phi cười một tiếng, nói, nguyên lai Đoạn Hằng Hà đại nhân còn có bực này khẩu dụ. Tình cảm kia tốt, ta bây giờ đứng ở nơi này, ngươi nếu như muốn giết ta là ngươi Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão trả thù, cứ tới, động thủ đi. Giao giao. Mọi người không nhịn được một hồi xôn xao, thần sắc cổ quái. Thằng nhóc này, bây giờ loại này cử động hoàn toàn là tưới dầu vào lửa, chẳng lẽ, hắn liền thật một chút xíu cũng không sợ sao? Ngươi, Triệu Vạn Vũ chợt răng hung hăng cắn một chút, phát ra kéo kẹt vang lên. Sắc mặt đỏ lên, chợt xanh chợt tím, tâm trạng đơn giản là tức giận tới cực điểm. Bây giờ, vô số cặp mắt còn có Mục Nguyệt lão người đều là nhìn, hắn nếu là thật động thủ, giết Trần Phi. Lại không nói có giết hay không, chỉ cần một khi động thủ, lời kia chui, sai trái cũng đã là gieo. Đến lúc đó, nếu như truyền đến Đoạn Hằng Hà đại nhân trong tai, không so đo khá tốt, chỉ khi nào nếu là so đo đâu. Hắn Nhan Chân phái sẽ đem bỏ ra biết bao giá thê thảm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Trần Phi có vậy Hoàng Kim Pháp bảo phòng ngự vỏ rùa đen ở đây, trong lòng của hắn thật không có chắc, không biết có thể hay không công phá. Vì một kiện không xác định sự việc, mà để cho Đoạn Hằng Hà đại nhân trong lòng có thể lưu lại khó chịu, hắn Triệu Vạn Vũ không ngốc. Cái này miệng oan uổng, tuyệt không thể đi gánh. Thằng nhóc, coi là ngươi may mắn. Triệu Vạn Vũ cắn răng nghiến lợi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trên mặt dần dần đổi được lạnh lùng, xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Vạn Vũ bóng người lại trực tiếp là biến mất. Tốc độ thật nhanh rời đi. Không có biện pháp, hắn hoài nghi mình nếu là sẽ ở cái này đợi tiếp, không biết còn biết có bao nhiêu mất thể diện. Mặt hắn, thật là đều phải bị vậy như kim vậy ánh mắt cho đâm xuyên qua. Lớn dài, Nhan Chân phái còn sót lại ba vị thái thượng trưởng lão hiển nhiên còn có chút không phản ứng kịp, chẳng qua là, khi bọn hắn nhận ra được Triệu Vạn Vũ là thật đã rời đi sau đó. Lập tức không nhìn được cả người giật mình một cái, da mặt run rẩy, hận hận nhìn một cái Trần Phi, ảo não rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy mọi người vây xem một hồi im lặng, trố mắt nhìn nhau, tất cả cảm giác mình có phải hay không có chút giống là đang nằm mơ. Đây cũng quá vậy cái gì liền đi. Phá Tinh Quân chết, Đặng Thiên Hoành chết, còn có một cái khác Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão cũng đã chết. Theo lý thuyết, ngày máu này thua thiệt tổn thất to lớn, cái này Nhan Chân phái không nổi điên mới là lạ. Sẽ đem hung thủ kia bầm thây vạn đoạn, phơi thây tại chỗ, hài cốt không còn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thành tựu hung thủ, Trần Phi dám chuyện không có, mà Nhan Chân phái ba đại thái thượng trưởng lão, thậm chí Triệu Vạn Vũ bực này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, đều là áo não đi. Đi thật. Đây quả thực, thật là để cho bọn họ cảm giác giống như nằm mơ như nhau. Thấy những cái kia rời đi bóng người, Trần Phi hơi ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói. Nhưng vào lúc này, Mục Nguyệt lão người xuất hiện ở hắn bên người. Nhàn nhạt nói, những người này, chỉ sợ rất nhanh sẽ kéo nhau trở lại. Hơn nữa,
rất có thể còn không chỉ là bọn họ. Không chỉ là bọn họ, Trần Phi hơi ngẩn ra. Làm sao, không nghĩ ra. Mục Nguyệt lão người cười một tiếng, nói, người vậy 15 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự, mặc dù ta không biết là từ đâu ra, cũng tốt giống như chưa từng nghe qua, nhưng là, loại bảo bối này, coi như là Đoạn Hằng Hà lớn người biết, không làm được cũng biết động tâm. Phải không, Trần Phi chợt con ngươi ngưng ngưng, rồi sau đó, trong lòng không nhịn được nở nụ cười khổ. Xem ra, hắn và Trận Kinh Không đều có chút coi thường cái này Bát Cung Huyền Tháp giá trị. Không nghĩ tới ở nơi này ngoại vực, cái này Bát Cung Huyền Tháp lại như thế đáng người nhớ. So với bên trong vực mà nói, ngoại vực tài nguyên càng thiếu, lợi hại luyện khí sư cũng càng thiếu. Tương ứng, tương tự với hoàng kim cấp pháp bảo cái này các loại vật phẩm cũng là sẽ càng thiếu. Cho nên bên ngoài vực, coi như là một vị tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả không có thể có một kiện hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, đây cũng là rất bình thường một chuyện. Vậy thành U Lang thành chủ Đoạn Hằng Hà chính là một cái ví dụ. Trên lý thuyết, liền hắn đều không có thể có một kiện hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, nếu như biết được tin tức này, có thể hay không động tâm, dậy lòng xấu xa, vậy thật là ai cũng không nói chính xác một chuyện. Mà đây, vậy từ mặt bên phản ảnh ra Bát Cung Huyền Tháp giá trị. Là một thịt thơm thật mỏng, lại là một khoai lang phỏng tay. Ít nhất bây giờ Trần Phi đã ý thức được phỏng tay. Vấn đề, hơi có chút lớn. Đứa nhỏ, người muốn giải thích cho ngươi, sau đó, chúng ta thanh toán xong. Nhưng vào lúc này, Mục Nguyệt lão người nhàn nhạt nói. Yên lặng chốc lát, lại thêm liền một câu. Bổ sung thêm nhắc nhở một câu, sau lưng ngươi nếu là có người, vậy thì đừng ẩn giấu. Hoàng kim này cấp pháp bảo phòng ngự quan hệ quá lớn, ngươi bây giờ thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, có thể tưởng tượng muốn đối phó kế tiếp tình cảnh, không khác nào là nói vớ vẩn. Hiển nhiên, hắn cũng không tin Trần Phi trước khi giải thích, người cô đơn. Nếu thật là như vậy, không có chút nào nguồn gốc và bối cảnh người, hắn như thế nào có thể đủ bắt được hoàng kim này cấp pháp bảo phòng ngự. Lui 10.000 bước nói, coi như là vận khí tốt, nhặt được, nhưng mà hắn ngu sao? Hắn chẳng lẽ không biết loại bảo bối này một khi bại lộ, ý vị như thế nào? Nếu như cầm nó người thực lực không đủ, vậy không cần nghĩ, nhất định là sẽ đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ. Hơn nữa nếu như thằng nhóc này thật không bối cảnh gì, hắn dám như thế đắc tội chết Nhan Chân Phái. Tự tìm đường chết. Sợ rằng đừng nói là hắn không tin, coi như là Triệu Vạn Vũ vậy giống vậy không tin. Nếu không, người lấy là đường đường một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Sẽ bị Trần Phi trước trận kia thế hù dọa ở. Ừ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Phi yên lặng, ngay sau đó gật đầu. Hắn vốn là không ngốc, đi qua Mục Nguyệt lão người như thế vừa nhắc, lại là rõ ràng mình lần này chỉ sợ là thật lớn chuyện rồi. Đợi đến Nhan Chân Phái kéo nhau trở lại đang lúc, tất nhiên mưa máu thịt sống gió, long trời lỡ đất. Là trường kiếp nạn. Xem ra ta thật tốt suy nghĩ một chút đường lui. Trần Phi híp mắt suy nghĩ một chút. Chắp tay cáo từ. Tiền bối, sẽ gặp lại. Dứt lời, liền gặp hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Dọc đường, tất cả mọi người ánh mắt kính sợ, run rẩy nhường đường. Lui về phía sau sự việc tạm thời bất luận, nhưng bây giờ, Trần Phi tuyệt đối là trở thành bọn họ trong lòng người điên, ác ma vậy nhân vật. Tên này nếu không phải chết, sau này sợ rằng ở nơi này thành U Lang liền không người dám chọc. Ừ, đương nhiên là trừ Đoạn Hằng Hà đại nhân. Thằng nhóc này, thật là thần bí à. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Mục Nguyệt lão người đứng lặng tại chỗ, yên tĩnh cau mày suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn có thể thề, từ Trần Phi trên mình hắn cơ hồ không tìm được mình quen thuộc đồ. Đổi câu mà nói, cũng chính là hoàn toàn xa lạ. Mà chính là như vậy làm hắn Mục Nguyệt lão người cũng hoàn toàn xa lạ, nhìn không thấu tiểu tử, nhưng lại có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh. Cái này thật sự là rất để cho người khó mà tìm vị một chuyện. Cùng lúc đó, vậy cách đó không xa nào đó tòa lầu cao lên, một trong tam tuyệt cung băng ma cung cung chủ Liễu Thiên Địa mặt không cảm giác, con mắt lóe lên, từ đầu tới đuôi xem xong hết thảy. Cho đến Trần Phi rời đi hình bóng biến mất sau đó, hắn cặp mắt kia, mới dần dần hiện ra một tia âm lãnh vẻ. Hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, có thể so với trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, còn nữa. Vậy trẻ tuổi như vậy tuổi tác, nhìn như lai lịch rất lợi hại à. Trách không được dám giết ta Liễu Thiên Địa nhi tử, là căn bản cũng không sợ sao.
hắn tự mình lẩm bẩm. Mặc dù trong lời nói tràn đầy sát khí nồng nặc, có thể cùng trước kia so với, hắn bây giờ nhưng lộ vẻ được trấn định, bình tĩnh nhiều. Hắn Liễu Thiên Địa có thể phối hợp cho tới bây giờ vị trí này, tự nhiên không phải túi rơm. Cũng có điểm đầu óc. Cái này Trần Phi lai lịch, thủ đoạn, lá bài tẩy cũng quỷ dị hơi quá đáng. Cho nên, hắn nếu là thật không chút kiêng kỵ ngây ngốc hàng sông lên, sợ rằng, Nhan Chân phái chết vậy ba người, chính là hắn Liễu Thiên Địa tấm gương. Mặc dù loại ý niệm này người ở bên ngoài nhìn như, có lẽ sẽ lộ vẻ được quá hoang đường. Nhưng là, hắn Liễu Thiên Địa thật có chút bất an. Rồi sau đó, hắn rơi vào trầm mặc, một lát sau, lại gặp mắt thần đột nhiên nhìn về nào đó hai phương hướng, nhàn nhạt nói. Thanh Tùng, Mạc Trường Ca, hai người đều ở đây chứ? Ừ, một cái trong đó phương hướng, truyền tới nhàn nhạt kinh nghi tiếng, Liễu Thiên Địa. Người cũng ở đây, một hướng khác, đồng dạng cũng là truyền đến nhàn nhạt khàn khàn tiếng. Cho người cảm giác rất khó chịu như nhau. Thanh Tùng, Mạc Trường Ca, nếu là có quen thuộc hai cái danh tự này người ở nơi này, sợ rằng, là sẽ ngay tức thì không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bởi vì hai cái danh tự này, và hắn Liễu Thiên Địa tên chữ như nhau, cực độ bất phàm. Uy danh điếc tai. Tam Tuyệt Cung khác hai cung hiện đảm nhiệm cung chủ, bọn họ tên chữ, chính là gọi là Thanh Tùng Đạo Nhân, cùng với Mạc Trường Ca. Hai vị nếu có rãnh rỗi mà nói, không buông tha tới ngồi một chút. Ta có lời muốn nói với các ngươi. Rồi sau đó, liền nghe gặp Liễu Thiên Địa lần nữa mở miệng nói. Sau đó, một hồi trầm mặc. Vèo, vèo. Lại qua một hồi, hai đạo hơi thở cường hãn bóng người đồng thời lóe ra hiện, xuất hiện ở Liễu Thiên Địa trước mặt. Một người trong đó, tiên phong đạo cốt, râu dài tung bay, cả người nổi lơ lửng giống như là sao trời vậy điểm sáng. Người này chính là vậy một trong Tam Tuyệt Cung, Bích Thanh Cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Thanh Tùng Đạo Nhân. Một người khác, lưng hùm vai gấu, mặt mũi thô bạo, người mặc khôi giáp, trên mặt có một đạo hẹp dài vết sẹo, rất rõ ràng, chiến ý sôi trào. Người này không phải đây, chính là vậy một trong Tam Tuyệt Cung, Chiến Hồn Cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Mạc Trường Ca. Mạc Trường Ca vừa lên tới, liền cau mày, nói, Liễu Thiên Địa, người muốn nói cái gì? Trước thằng nhóc kia, hai vị sau khi xem, có cảm thụ gì? Liễu Thiên Địa hỏi. Rất lợi hại, Thanh Tùng Đạo Nhân không chút do dự, vuốt ve râu dài, nói ta có thể nhìn thấu hắn tuổi tác, tuyệt đối là ở 50 tuổi dưới, tuyệt không phải là người già trẻ lại, nhưng mà, hắn nhưng có thể có không kém cùng bọn ta, có thể so với trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu. Rất lợi hại, thậm chí khủng bố. Thanh Tùng, người chắc chắn. Mạc Trường Ca hơi biến sắc mặt một chút đổi. Hắn bắt đầu còn lấy là, Trần Phi là cái loại đó ăn thiên địa linh dược, người già trẻ lại lão quái vật, nhưng bây giờ, Thanh Tùng Đạo Nhân lại nói hắn là thật trẻ tuổi. Hắn biết Bích Thanh Cung có một môn bí pháp, có thể nhìn thấu hư ngông. Hắn nói thằng nhóc này số tuổi là ở 50 tuổi trở xuống, sợ rằng, vậy thì thật đúng là. Dĩ nhiên, người không tin ta, Thanh Tùng Đạo Nhân khẽ nhíu mày nói. Không phải là không tin, chẳng qua là, quá kinh ngạc. Mạc Trường Ca lắc đầu một cái, nói. 50 tuổi trở xuống, Liễu Thiên Địa lúc này cũng có chút bị giật mình, yên lặng hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, nói, hắn giết nhi tử ta nguyên bản kêu các người tới, là muốn là nhi tử ta báo thù, nhưng bây giờ, ta có chút do dự. Hắn giết ngươi nhi tử, Mạc Trường Ca hơi biến sắc mặt, rồi sau đó không chút do dự nói, Liễu Thiên Địa, ngươi nghĩ rõ ràng, thằng nhóc kia nếu là thật là một cô độc hành hiệp, đó còn dễ nói, có thể, hắn một khi nếu là có bối cảnh gì, ngươi cảm thấy có thể đơn giản. Ta biết, bất quá các người trước nghe một chút ta kế hoạch. Có thể phải, vậy thì làm ta Liễu Thiên Địa nhờ ngươi cửa, thử một lần, không được, vậy coi như xong, sau này ta cũng tuyệt sẽ không nhắc tới đề tài này. Liễu Thiên Địa nói. Nói một chút đi, Thanh Tùng Đạo Nhân cau mày nói. Tam Tuyệt Cung đồng khí liên chi, nhất trí đối bên ngoài, bây giờ Liễu Thiên Địa nhi tử bị người giết, bọn họ đích xác là khó mà nói không giúp. Thứ nhất, trên người tiểu tử kia vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Liễu Thiên Địa đưa ra một ngón tay, nói. Ngươi muốn đánh loại đồ vật này chủ ý. Ta nghĩ, tin tức này nếu như truyền tới Đoạn Hằng Hà Đại Nhân trong lỗ tai, hắn hẳn sẽ động tâm chứ. Thanh Tùng Đạo Nhân nhíu mày một cái, nói. Không phải, ngươi nghe ta nói hết lời. Liễu Thiên Địa lắc đầu một cái,
tiếp tục nói, vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự tuy tốt, nhưng là quá phỏng tay, coi như là chúng ta ba cung lão tổ tông ra mặt, chỉ sợ cũng quá sức. Đích xác, Mạc Trường Ca cũng là gật đầu một cái, nói, vậy chờ bảo bối, nếu như nguyên đan cảnh tồn tại, nếu không không gánh nổi. Ta ý nghĩa là, thằng nhóc kia cũng có thể cầm ra bực này chí bảo, như vậy gia tài của hắn, những thứ đồ khác có lẽ sẽ không bằng hoàng kim này cấp pháp bảo phòng ngự, nhưng là, muốn đến chắc cũng là rất vật chân quý chứ. Có đạo lý, Thanh Tùng đạo nhân trước mắt sáng lên, có chút hơi kích động nói. Đây là lợi nhuận, Liễu Thiên Địa phân tích nói, lại mở miệng, kế tiếp là nguy hiểm. Nếu như cái này nguy hiểm do ta Tam Tuyệt Cung một nhà đi bốc lên, vậy coi như, một cái nhi tử mà thôi, ta Liễu Thiên Địa cũng không phải là chỉ có một nhi tử. Ý ngươi là, Mạc Trường Ca cau mày nói. Ta ý nghĩa là, bây giờ rất muốn thằng nhóc kia chết, khẳng định không phải ta, mà là Nhan Chân Phái. Liễu Thiên Địa thản nhiên nói. Lại tiếp tục mở miệng, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn họ lôi kéo đến một khối, còn có Thiên Long Môn, Bùi Gia, Tuyết Vân Lâu. Mọi người đều là muốn ăn thịt, không dây dưa bày ra, có thể hay không đạt được, bằng bản lãnh của mình, ta nghĩ, bọn họ cũng biết động tâm chứ. Giờ khắc này, Mạc Trường Ca cùng với Thanh Tùng đạo nhân lòng phốc đông nhảy lên một cái. Thuyết phục bọn họ thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực chung nhau đối phó thằng nhóc kia, thật là lớn chiến trận à. Thanh Tùng đạo nhân con ngươi nhanh tránh, cười mỉa, nói, Liễu Thiên Địa, ngươi muốn liên hiệp chúng ta bốn thế lực lớn cùng nhau giúp ngươi trả thù, chẳng lẽ liền chỉ là vì thằng nhóc kia một người? Cái này không nói được đi, bọn họ sẽ đáp ứng. 7 năm trước, Đoạn Hằng Hà đại nhân mang cả người máu, không biết từ đâu trở về, từ sau đó, chúng ta liền lại cũng không gặp qua hắn. Các người chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Liễu Thiên Địa đáp một nẻo, nhàn nhạt nói. Ngươi! Mạc Trường Ca cùng với Thanh Tùng đạo nhân con ngươi ngay tức thì đều là đông lại một cái, rồi sau đó sắc bén đứng lên. Ngươi muốn dò xét một chút phủ thành chủ, Mạc Trường Ca sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Thành U Lang phủ thành chủ, siêu nhiên tại bọn họ bốn thế lực lớn trên, có thể mấy năm gần đây, cũng không so khiêm tốn, quả thật có chút để cho người không nhịn được sanh nghi. Dò xét, Liễu Thiên Địa con ngươi nhanh tránh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói, mượn cơ hội trả thù mà thôi. Như thế nào, hai vị cảm giác biện pháp này đi thông sao? Hắn là có phương diện kia ý tưởng, cũng không dám minh nói ra, bởi vì sợ. Đúng vậy, sợ. Không qua mọi người hẳn là hiểu lòng nhau mới đúng. Liễu Thiên Địa, người cái này nghĩ có chút lòng quá lớn. Yên lặng hồi lâu sau đó, người Mạc Trường Ca không nhịn được chau mày nói. Đoạn Hằng Hà đại nhân là bọn họ thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực trong lòng cấm kỵ, nếu như phạm vào kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Liễu Thiên Địa hỏi ngược một câu, bình thản nói nói, nếu như Đoạn Hằng Hà đại nhân bên kia thật xảy ra vấn đề gì, ngươi cảm thấy, chúng ta Tam Tuyệt Cung thì không nên cân nhắc đường lui. Không biết bóng tối con đường, không bằng đem hắn thắp sáng một ít, nếu không, vậy thì quá uy hiếp. Còn nữa, cũng đừng quên, 10 ngoài vạn dặm, nhưng mà còn có một vô cùng to lớn thiên hạc yêu tộc mắt lom lom. Nếu để cho bọn họ nhận ra được không đúng, ngươi cảm thấy, chúng ta thành U Lang sẽ là cái gì kết quả? Mạc Trường Ca cùng với Thanh Tùng đạo nhân nghe vậy chợt con ngươi đông lại một cái, mồ hôi lạnh, đi theo chính là chảy xuống. Đúng vậy, nếu như Liễu Thiên Địa đoán là thật, còn bị vậy thiên hạc yêu tộc phát giác, bọn họ thành U Lang sẽ là cái gì kết quả, khó có thể tưởng tượng. Ta đồng ý thử một chút, yên lặng hồi lâu sau đó, Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt ngưng nhiên nói, dù sao lần này nếu là có thể kéo những thứ khác ba nhà xuống nước, coi như là đoán sai rồi, cũng hẳn hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng mới đúng. Ta, Chiến Hồn Cung thối lui ra, Mạc Trường Ca do dự hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, nói. Mạc Trường Ca ngươi, Liễu Thiên Địa sắc mặt đổi một cái. Ta vẫn là cảm giác không quá ổn làm, hơn nữa. Ngươi nếu như chỉ là muốn trả thù, nhân tiện lại đi dò xét phủ thành chủ nói, có chúng ta Chiến Hồn Cung tham dự, và không chúng ta Chiến Hồn Cung tham dự, thật ra thì đều giống nhau. Mạc Trường Ca lắc lắc, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Cho nên, chúng ta Chiến Hồn Cung vẫn là được rồi. Hắn chậm rãi nói. Vậy cũng tốt, nếu Mạc Cung chủ ngươi không muốn, ta Liễu mỗ người, vậy không bắt buộc. Liễu Thiên Địa thần sắc lạnh lùng, thái độ hời hợt nói, vậy cứ như vậy đi. Ta đi những nhà khác đến cửa viếng thăm Thanh Tùng huynh,
chậm chút thời điểm ta đi Bích Thanh Cung tìm ngươi. Vèo. Một khắc sau, Liễu Thiên Địa trực tiếp là rời đi. Chuẩn bị đi mưu đồ kế hoạch của mình. Mặc dù Mạc Trường ca cự tuyệt hắn, nhưng là, đối phương có một lời nhưng nói không sai, chỉ cần Thanh Tùng đạo nhân đáp ứng, như vậy, hắn Liễu Thiên Địa kế hoạch này có hay không Chiến Hồn Cung tham dự, liền đều là giống nhau. Dù sao Tam Tuyệt Cung trong hai cung đã ra mặt, người ngoài vẫn là hiểu lầm cái gì không? Hiển nhiên không biết. Đến khi Liễu Thiên Địa sau khi rời đi, Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt nghi ngờ, nhìn Mạc Trường ca nói, Mạc huynh, ngươi làm sao? Ta từ đầu đến cuối cảm thấy cái này Liễu Thiên Địa ý đồ quá lớn, lòng quá dã, Đoạn Hằng Hà đại nhân là chúng ta Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực kiêng kỵ. Hơn nữa thằng nhóc kia, ta từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng lắm. Mạc Trường ca chậm rãi nói. Thằng nhóc kia, ngươi nói là hắn. Thanh Tùng đạo nhân hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười, nói, Mạc Trường ca ngươi quá lo lắng chứ. Thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ chúng ta Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực liên hiệp sao? Mạc Trường ca nghe vậy tạm thời cũng có chút cười khanh khách. Rồi sau đó, liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói, hy vọng. Cùng lúc đó, Thành U Lang dưới đất khu vực, một tòa mênh mông vô cùng dưới đất u ám trong thung lũng. Ở nơi đó, là có một tòa cung điện. Cung điện lên, một vị người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cả người thả ra nổ cường hãn hơi thở, làm người ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt phát đau. Hiển nhiên, thân ảnh này tuyệt đối là một rất kinh khủng nhân vật. Phách trời, thằng nhóc kia chính là các người trước nói người nọ. Nhưng vào lúc này, vậy người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người nói chuyện. Vo ve nói. Hồi bẩm các chủ, chính là hắn, chẳng qua là. Phách Thiên lúc này đang đứng ở hắn ngai vàng tay trái phía dưới, nghe vậy, hơi ngẩn ra, muốn nói lại thôi nói. Nhưng mà cái gì, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người hỏi. Nhưng mà thằng nhóc kia làm sao đột nhiên đổi được như thế lợi hại. Có thể so với trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, ta nhớ, hắn trước không phải không lợi hại như vậy sao? Một món khác cả người khỏa đầy yêu khí bóng người nói chuyện. Cũng là lộ vẻ được thần sắc có chút kinh dị. Ừ, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người ngớ ngẩn. Các chủ, là như vậy. Mấy tháng trước, hắn thực lực nhiều nhất cũng chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 trên dưới, mà bây giờ... Cái này tăng vào tốc độ cũng để cho hắn có chút không dám biết hắn. Phách Thiên giải thích. Cái gì? Mấy tháng trước, còn chỉ có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 tả hữu thực lực. Điều này sao có thể? Phách trời, người không phải đang nói đùa chứ? Bên trong cung điện, một hồi xôn xao, từng đạo cường hãn hơi thở phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Không có biện pháp, Phách Thiên lúc này nơi giải thích chân thực không khỏi có chút quá khoa trương. Làm bọn họ chân thực khó mà tin tưởng. Cảm giác có chút hoang đường. Cái này ta có thể làm chứng. Mấy tháng trước, căn cứ chúng ta thu thập tới tin tức, thằng nhóc kia, không như thế lợi hại. Vậy cả người bao quanh yêu khí bóng người cũng là mở miệng. Làm mọi người một hồi xôn xao. Phải không, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người rơi vào trầm mặc. Sau hồi lâu, mới gặp hắn đột nhiên cười lên, nói, vậy nói như vậy, hoặc là... Trước các người thấy hắn thời điểm, hắn là do ẩn giấu, hoặc là, chính là mấy cái tháng này thời gian, để cho hắn thực lực xảy ra lột xác. Nếu như cái trước khá tốt, nhưng nếu là người sau, thằng nhóc này, thật đúng là một kinh khủng nhân vật à. Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người tự lẩm bẩm. Các chủ đại nhân, thằng nhóc kia trên tay vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Nhưng vào lúc này, có người lên tiếng nói. Trong thanh âm mang nói một chút tham lam. Đừng suy nghĩ, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đồ chơi kia liền ta cũng không dám đụng, hoàn toàn chính là một khoai lang phỏng tay, ngươi cảm thấy, ngươi dám đi cầm. Cầm tới trong tay không sợ phỏng tay. Nghe vậy, vậy lên tiếng người giấy san cười mỉa cười. Sau lại vẫn là có chút không cam lòng, nói các chủ đại nhân ngươi quá khiêm nhường chứ. Lấy ngươi yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp thực lực. Sao có thể không có tư cách cầm vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự? Người biết Đoạn Hằng Hà là làm sao bị thương? Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người cười, đáp một nẻo. Làm sao bị thương? Người nọ sững sốt một chút, những người khác cũng là không nhịn được ánh mắt ngưng nhiên liền đứng lên.
Bọn họ biết Đoạn Hằng Hà bị thương, hơn nữa tổn thương được rất nghiêm trọng, cho nên đưa đến cái này mấy năm gần đây đầu đều không dám đến. Mỗi ngày đàng hoàng bế quan khôi phục. Có thể hắn đến tột cùng là làm sao bị thương, mọi người tại đây, vẫn còn là mỗi một người biết. Mấy năm trước, Võ Thành bên kia xuất thổ liền một tòa cổ đại cường giả lớn mộ, Đoạn Hằng Hà vận khí tốt, ở bên trong tìm được một kiện 16 tầng cấm chế pháp bảo, có thể ngươi biết kết quả là cái gì không? Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói, kết quả chính là, có người nhận được tin tức, mình chạy tới đem vậy 16 tầng cấm chế pháp bảo đoạt đi. Đoạn Hằng Hà vậy là vận khí tốt, nếu không, sợ rằng số mệnh cũng được giao phó ở đó. Bây giờ, ngươi cho rằng ta có tư cách đi lấy vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự sao? Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người cười hỏi. Vậy hỏi người trực tiếp là thần sắc rung động trầm mặc. Ngượng ngùng không dám nói nữa. 16 tầng cấm chế pháp bảo, và 15 nặng pháp bảo phòng ngự đoán chừng là một tầng thứ và cấp thứ khác, nhưng mà, Đoạn Hằng Hà thời kỳ toàn thịnh cũng trấn nhiếp không dừng được, sẽ bị người nhớ. Bọn họ các chủ đại nhân lợi hại hơn nữa, có thể cũng chỉ là một yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp à. Khoảng cách cấp 4 đại yêu tầng thứ, vẫn là kém chút. Các chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ, có người không nhịn được hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người khổng lồ hai tròng mắt híp một cái, chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai, thằng nhóc kia hoàng kim này cấp pháp bảo phòng ngự bại lộ một cái. Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung bọn họ chỉ sợ là ngồi không yên. Đến lúc đó chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, thời khắc cần thiết, có lẽ có thể làm ra lựa chọn. Làm ra lựa chọn, Phách Thiên hơi ngẩn ra, con ngươi ngưng nhiên. Đúng vậy, thằng nhóc kia là một tốt đánh bạc đối tượng, nếu như thắng cuộc, có lẽ, chúng ta ám ma các tương lai liền có thể từ tối thành sáng. Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người con ngươi thâm thúy nhàn nhạt líu díu liền một tiếng. Lại nói Thiên Cứu, chuyện này trước mắt tạm thời giao cho ngươi. Chăm chú nhìn, một có gió thổi cỏ lay gì, lập tức hồi báo cho ta. Vậy cả người bao quanh yêu khí bóng người lập tức gật đầu một cái, nói. Sau đó, đất này để u ám thung lũng cung điện chính là rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, thành U Lang cũng là triệt để xảy ra động trời động đất. Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử đứng đầu phá tinh quân bị người giết. Hai vị thái thượng trưởng lão lần lượt chết. Như vậy sự thật, vô luận là rơi vào ai trong lỗ tai, sợ rằng cũng là muốn so nộ hải cuồng đào bão lớn lại là dọa người. Dẫu sao vậy chờ tầng thứ theo cường giả cảnh giới ý vị như thế nào, chỉ cần không ngốc, không người sẽ không biết. Nhưng bây giờ, nhưng liên tục chết nhiều như vậy, ước chừng ba cái. Nếu không phải lần này gặp họa là nội tình vô cùng thâm hậu Nhan Chân phái, chuẩn bị chọn thành U Lang thứ 5 đại đứng đầu thế lực. Sợ rằng, những thứ khác thế lực ở gặp kinh khủng như vậy tổn thất sau đó, sẽ trực tiếp hỏng mất, vậy nói không chừng. Mà làm được đây hết thảy người, tên kia là Trần Phi người tuổi trẻ, càng là trở thành mọi người trong suy nghĩ có thể nói quái vật giống vậy tồn tại. Từ nhất đầu tiên vậy Nhan Chân thất tử một trong, màn đêm nhi tử lá xanh lơ, đến Nhan Chân phái tương lai trưởng môn nhân chư hình, lại đến bây giờ Nhan Chân thất tử đứng đầu phá tinh quân. Cùng với hai cái thái thượng trưởng lão. Loại này chiến tích, còn có tầng kia lần tăng vọt tốc độ, không khỏi vậy quả thật quá kinh người và quái vật một ít. Trừ cái này ra, mọi người còn có một cái chú ý nhất điểm. Đó chính là Trần Phi dùng để ngăn trở Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại Triệu Vạn Vũ một kích hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, đó là cái gì khái niệm? Coi như chẳng qua là tầng thấp nhất 15 tầng cấm chế. Vậy cũng tuyệt đối là có tư cách có thể nói bất thế chí bảo đồ. Tối thiểu, ở chỗ này trước, thành U Lang là thật dư thừa một kiện cũng không có. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng lấy ra. Đây chính là hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Ta nếu là có thể đạt được, há chẳng phải là có thể vĩnh viễn đứng ở chỗ bất bại. Đừng có nằm mộng, loại vật này, người lấy là Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung bọn họ sẽ không động tâm. Đúng vậy, ta nghe nói. Bọn họ có đã bắt đầu có nơi hành động. Bực này chí bảo có thể mang tới sức dụ dỗ, chân thực quá to lớn, coi như là chúng ta thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực, chỉ sợ cũng không đỡ được cái loại đó cám dỗ. Trong nháy mắt, bên trong thành cơ hồ phong truyền cái này kiểu lời nói. Cùng lúc đó, Nhan Chân phái bốn đại đứng đầu cấp thế lực cũng là lục tục đều bắt đầu động.
Màn đêm lúc, Liễu Thiên Địa đi tới Bùi gia. Trong đại điện, Bùi gia thái thượng trưởng lão Bùi Không Minh tiếp đãi hắn. Đối với cái này Liễu Thiên Địa nói, Liễu Thiên Địa cung chủ, lần này tới chúng ta Bùi gia, vì chuyện gì? Liên quan tới Trần Phi sự kiện kia trong đoạn thời gian này đã là truyền được gió nổi nước lên, người nói hắn Bùi gia không động tâm. Giả, không động tâm tuyệt đối là giả. Cho nên bọn họ bây giờ vậy không tâm tư và Liễu Thiên Địa đâu cái gì vòng, dứt khoát hỏi. Bùi Không Minh trưởng lão, trước sự kiện kia các người Bùi gia vậy hẳn biết chứ? Liễu Thiên Địa cười hỏi. Bùi Không Minh gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên. Nhan Chân phái chết hai cái thái thượng trưởng lão, một cái Nhan Chân thất tử đứng đầu, nháo lớn như vậy, chúng ta Bùi gia sao có thể không biết? Vậy các người Bùi gia cũng đúng thằng nhóc kia trên tay bảo tháp, có hứng thú chứ? Liễu Thiên Địa lại hỏi. Ừ, Bùi Không Minh con người có giúp một cái, chậm rãi nói. Liễu Thiên Địa cung chủ, ngươi lời này, là ý gì đâu? Rất đơn giản, thằng nhóc kia giết nhi tử ta, ta muốn giết hắn, trả thù lại. Mà trong tay hắn vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, ta Liễu Thiên Địa có thể cam kết, chúng ta Tam Tuyệt Cung không muốn. Liễu Thiên Địa mở miệng nói. Như vậy, Bùi Không Minh hơi ngẩn ra, yên lặng hồi lâu, sau mới cười mở miệng, nói, Liễu Thiên Địa cung chủ chất phác thẳng thắn, ta liền vậy nói thẳng. Thằng nhóc kia vàng trong tay cấp pháp bảo phòng ngự, chúng ta Bùi gia quả thật có hứng thú, chẳng qua là, các người Tam Tuyệt Cung thật cái gì cũng không muốn. Dĩ nhiên không phải, thằng nhóc kia vàng trong tay cấp pháp bảo phòng ngự, chúng ta Tam Tuyệt Cung cảm giác cầm có chút phòng tay, nhưng là, trên người hắn những thứ đồ khác, chúng ta dĩ nhiên là rất có cao hứng. Liễu Thiên Địa nói, Tiêu Vũ Thiên có thể nhiều lần chạy khỏi người thắng đuổi giết, hiển nhiên là có cực kỳ lợi hại ngụy trang năng lực. Hôm nay hắn đột phá đến thánh đế cảnh, doanh gia muốn đem hắn bắt giết chết, quá khó khăn. Như vậy, Bùi Không Minh hơi ngẩn ra, lúc này mới cười nói, như vậy ngược lại là có thể nói một chút. Những người khác đâu, bọn họ nói thế nào? Liễu Thiên Địa cung chủ, ngươi lần này hẳn không phải là chỉ tìm chúng ta Bùi gia một nhà chứ? Tuyết Vân Lâu cự tuyệt, những thứ khác, Thiên Long Môn, Nhan Chân Phái cũng biểu thị rất có hứng thú. Liễu Thiên Địa nói. Tuyết Vân Lâu cự tuyệt, những phế vật kia chính là như vậy, nhát gan như chuột, không đáng giá một đề ra. Bùi Không Minh khinh thường giễu cợt một chút, lại nói, lại có thể như vậy, Liễu Thiên Địa cung chủ có thể có cái gì kiếm ý. Ta nghe nói thằng nhóc kia và các người Bùi gia một tên tiểu bối cấu kết, quan hệ không minh bạch, vừa vặn, nửa tháng sau không phải các người Bùi mỗi gia chủ đại thọ sao. Lại có thể như vậy, chúng ta hợp ở một cái làm một cục, như thế nào? Liễu Thiên Địa nói, và chúng ta Bùi gia, Bùi Không Minh hơi ngẩn ra, rồi sau đó hoặc như là nhớ tới cái gì, con người hơi co giúp một cái, nói, Liễu cung chủ ngươi nói đúng, gia chủ đại nhân tôn nữ, Bùi Uyển Tình. Không phải, chính là hắn, Liễu Thiên Địa gật đầu một cái, nói, Bùi Không Minh con người lại hơi ngưng ngưng, một lát sau, nói, ngươi chắc chắn thằng nhóc kia sẽ vì một người phụ nữ lên câu. Thử một chút mà thôi. Có thể mượn cớ để cho chúng ta mấy nhà danh chánh ngôn thuận ra tay, không phải tốt hơn. Nếu như thằng nhóc kia không mắc câu, liền làm chán ghét hắn một chút, lại xé mặt mũi động thủ đi. Liễu Thiên Địa bình thản nói. Bùi Không Minh trầm mặc. Hai người liền đứng như vậy ngồi xuống, lâm vào trong an tĩnh. Hồi lâu, Bùi Không Minh mới chậm rãi nói, ta báo lên đi thử một chút, có thể thành hay không, ngày mai cho Liễu cung chủ ngươi hồi tin tức. Phải. Yên lặng dài âm, Liễu Thiên Địa cười, trực tiếp là mặt nở nụ cười đứng dậy rời đi. Hắn rõ ràng, lấy đối phương thân phận địa vị, có thể như thế nói, không có trực tiếp cự tuyệt, trực tiếp là thành hơn nửa. Tiếp theo chính là muốn xem vậy vừa ra tuồng kịch như thế nào diễn ra đâu. Trần Phi phải không, ta đây muốn xem, ngươi có thể hay không tránh được ta Liễu Thiên Địa tính toán. Ha ha, ha ha ha. Một ngày sau. Thành U Lang lại có thứ nhất nổ tính tin tức truyền ra. Thành U Lang tuổi trẻ mua đời người đẹp nhất, Bùi gia gia chủ đương thời Bùi Phạt tôn nữ, Bùi Uyển Tình, tương hội tại nửa tháng sau đó, Bùi Phạt 200 tuổi tiệc mừng thọ lên, gả cho Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài, Bùi Loạn. Rào rào. Không phải đâu, Bùi Uyển Tình tiên tử phải lập gia đình. Nha không, để cho ta đi, ta chết coi là. Lại là Bùi Loạn, nội bộ lấy nhau sao? Nếu như Bùi Loạn, chính là Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là chấp pháp đường thủ tọa cháu trai,
bàn về thân phận bối cảnh, cũng còn là xứng với. Tại sao phải đột nhiên nhô ra cái chuyện này? Ta làm sao cảm giác, chuyện này không đơn giản như vậy? Quản hắn giản không đơn giản, Bùi Huyền Tình tiên tử lại muốn lập gia đình, thật là khốn kiếp. Thành U Lang lâm vào chấn động to lớn chính giữa. Đối với Liễu Thiên Địa các người thiết lập cục xuống âm mưu, tuổi trẻ mua đời, Thành U Lang 99% người cũng hiển nhiên không biết. Cho nên bọn họ bây giờ chỉ biết quan tâm, bọn họ Thành U Lang tuổi trẻ mua đời người đẹp nhất lại muốn lập gia đình. Thật là đáng ghét à. Bùi Huyền Tình người ái mộ có nhiều ít, bảo thủ phỏng đoán, ít nhất là có thể từ cửa Đông Thành xếp hàng cửa Tây Thành, bọn họ bỗng nhiên tiếp nhận được cái này tin dữ, làm sao có thể tất cả chịu được. Trong nháy mắt, Thành U Lang bên trong nhiều hơn rất nhiều u oán tiếng kêu rên. Hận mình không dùng. Cái gì, nàng phải lập gia đình. Ở sau khi nghe được tin tức này, núp ở Thành U Lang bên trong yên lặng theo dõi kỳ biến Trần Phi cũng là biến sắc đứng lên. Trong lòng có chút phiền não. Hắn cùng Bùi Huyền Tình quan hệ mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn trong lòng bây giờ mặt vẫn là có chút đem Bùi Huyền Tình làm là người phụ nữ mình. Mà bây giờ... Bùi gia lại muốn đem người phụ nữ mình lập gia đình, hắn dĩ nhiên trong lòng không thể nào thoải mái đứng lên. Bùi gia sao? Trong đêm tối, Trần Phi xuất hiện ở một tòa cao vút trong mây tháp cao chóp đỉnh, nhìn vậy trùng điệp thành phiến Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực Bùi gia gia tộc chỗ ở, còn người tiện tiện ngưng đứng lên, giống như là có quyết định. Vèo! Nhưng vào lúc này, cả người tản ra khí tức kinh khủng bóng đen xuất hiện ở trước người hắn mấy chục thước khoảng cách. Theo ta tới. Ta có lời muốn nói với ngươi. Người nọ lẳng lặng nhìn một cái Trần Phi, nói. Ừ, Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng. Người này, là ai? Bất quá một lát sau, hắn vẫn là đi theo lên. Tài cao người làm lớn, đối phương mặc dù tốt giống như rất lợi hại, nhưng là, hắn Trần Phi vậy không phải là không thể đủ đối phó. Một lát sau, một nơi Thành U Lang xó xỉnh, bóng đen kia thẳng ngay Trần Phi, mở lên đắp lên cái mũ trên đầu, hổ báo gấu eo. Khí thế hung ác, khóe mắt còn có điều này sáng loáng vết sẹo. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Mạc Trường Ca. Là một trong tam tuyệt cung, chiến hồn cung hiện đảm nhiệm cung chủ. Người nọ nhàn nhạt nói. Hắn, lại là một trong tam tuyệt cung, chiến hồn cung cung chủ, Mạc Trường Ca. Hắn âm thầm đơn độc chạy đến tìm Trần Phi, là vì cái gì? Tam tuyệt cung, Trần Phi con ngươi hơi rụt một cái, nhớ lại mình theo băng ma cung ăn Tết. Không khỏi con ngươi lạnh lùng mấy phần, nói, ngươi đến tìm ta làm gì? Là tới tìm ta phiền toái. Không phải, Mạc Trường Ca lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ta là để nhắc nhở ngươi, nửa tháng sau đó, Bùi gia Bùi phạt tiệc mừng thọ, ngươi tốt nhất không nên đi. Không nên đi, tại sao? Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó, trong lòng trực tiếp là có dự cảm xấu xảy ra. Liễu Thiên Địa ngươi biết chưa? Ngươi giết hắn nhi tử. Hắn bây giờ đang khắp nơi linh lợi, nghĩ biện pháp đối phương. Nửa tháng sau đó, Bùi phạt tiệc mừng thọ, và Bùi Huyền Tình hôn lễ, chính là một chàng cạm bẫy. Mạc Trường Ca chậm rãi nói. Ngươi nếu là đi, ta bảo đảm, ít nhất sẽ có Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung, Bùi gia, Nhan Chân Phái bốn nhà cao cấp cao thủ. Ngươi cảm thấy, ngươi vỏ rùa đen kia cứng rắn đi nữa, chống đỡ được sao? Hắn lại mở miệng nói. Cái gì? Trần Phi con ngươi chợt lóe lên một cái, trầm mặc. Sắc mặt đổi được không tốt lắm xem. Hai người cứ như vậy đứng đối nhau trước, lâm vào trong an tĩnh. Hồi lâu, Trần Phi sắc mặt có chút khó coi ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, chậm rãi hỏi, ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này? Ngươi không phải Tam Tuyệt Cung người. Ta Chiến Hồn Cung là thuộc về Tam Tuyệt Cung, nhưng ta Chiến Hồn Cung cũng không phải là Băng Ma Cung thuộc hạ. Hơn nữa, ta không quá coi trọng Liễu Thiên Địa kế hoạch. Mạc Trường Ca bình thản nói, nhìn Trần Phi, ánh mắt tựa hồ có một loại khao khát, một núi không thể chứa hai cọp đạo lý, ta muốn ngươi hẳn hiểu, hơn nữa, huống chi chúng ta Tam Tuyệt Cung bây giờ là Tam Hổ. Trên mặt nổi rát tay nhau tức giận, trên thực tế đâu? Mâu thuẫn rất lớn. Cho nên đâu, Trần Phi nghe hiểu liền cái gì, không nhịn được hỏi. Cho nên ta muốn ở trên mình ngươi đặt tiền cuộc thử một chút. Ta Chiến Hồn Cung lão tổ cũng là cái ý này. Mạc Trường Ca con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, nói, ở trên mình ngươi, hoặc sau lưng, nếu như còn có bí mật gì hoặc lá bài tẩy, vậy ta Chiến Hồn Cung liền đánh cuộc đúng. Sau này,
ta hy vọng chúng ta thành U Lang liền lại không có Tam Tuyệt Cung tiếng xưng hô này, đem thay vào đó là Chiến Hồn Cung. Trần Phi nghe vậy sững sốt hồi lâu, cuối cùng mới híp mắt cười một tiếng, nói, xem ra ngươi đối với ta rất có lòng tin. Trước không phải, nhưng bây giờ, có lẽ có thể hơi nhiều như vậy một ít. Mạc Trường Ca con ngươi nhanh tránh, nói, nửa tháng sau đó, Bùi Phạt tiệc mừng thọ, ngươi nếu là thật phải đi, ta Chiến Hồn Cung liền ở trên mình ngươi đánh cuộc một lần. Đứng ở ngươi bên này, còn có Tuyết Vân Lâu bên kia cũng là cái ý này. Bọn họ để cho ta cho biết ngươi một chút, bất quá. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói, bất quá, chúng ta chỉ biết ở cuối cùng xé rách ra mặt thời điểm ra tay. Hơn nữa nếu là tình huống không đúng, chúng ta cũng biết vứt bỏ ngươi, điểm này ta cần trước thời hạn nói rõ. Phải, lại có thể như vậy, vậy nửa tháng sau gặp đi. Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, cười híp mắt nói. Cái này tựa hồ, đổi được có ý tứ dậy rồi à. Gặp Trần Phi không chút do dự tiếp nhận, Mạc Trường Ca con ngươi nhanh tránh, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cuối cùng thân hình chớp mắt, biến mất rời đi. Mà đang cảm thụ đến đối phương rời đi, Trần Phi nụ cười trên mặt dần dần thối lui, cướp lấy, là một loại yên lặng, cùng nghiền ngẫm. Chiến Hồn Cung, Tuyết Vân Lâu, Trần Phi tự lẩm bẩm, nói, không nghĩ tới ta Trần Phi mặt mũi lại có thể lớn như vậy, nguyện ý ở trên người ta đánh cuộc một lần. Cái này ngược lại là tin tức tốt, chẳng qua là, thật giống như còn chưa đủ à. Rồi sau đó liền gặp hắn cười lắc đầu một cái, vèo một tiếng, thân hình chớp mắt, cũng là rời đi. Ban đêm Bùi gia nhà sang trọng, vội vàng thành mảnh, nguy nga núi non chập trùng trước, tràn ngập linh khí nhàn nhạt trói lọi, mịn tựa như là đom đóm vậy trải rộng tràn đầy núi khắp nơi. Mặc dù đêm đã khuya, có thể cái này Bùi gia lúc này phòng bị, lại bị trước kia bất kỳ thời khắc nào đều tốt muốn uy nghiêm rất nhiều. Ở Bùi gia nhà sang trọng chỗ sâu, một tòa tầm thường khuê phòng chính giữa, nhu hòa đèn đuốc ở trong gió nhẹ chập chờn, một vị dài thường thường dâu ông già sắc mặt lạnh nhạt đẩy cửa ra, rời đi. Sự việc cứ quyết định như vậy, Bùi Loạn là ta Bùi gia cái thế người anh, gia gia hắn cũng là ta Bùi gia chấp pháp đường thủ tọa, vô luận là thân phận địa vị, hoặc giả là bối cảnh tiềm lực, đều là xứng với ngươi. Chuyện này, không cần để ý. Vậy dâu dài, sắc mặt lạnh lùng ông già lãnh khốc rời đi, chỉ để lại một bộ váy trắng dừng chân ở đó khuê phòng chính giữa, mặt đẹp không biết làm sao, sâu đậm than thở. Gả cho Bùi Loạn, nhớ tới gia gia mình mới vừa rồi nói, Bùi Huyền Tình mặt đẹp không nhịn được bi ai đứng lên, ngón tay hơi khảm vào trong thịt mặt, máu chảy ra, không có chút nào phát hiện. Đối với loại này cường quyền cùng độc đoán, nàng chưa thấy được xa lạ, bởi vì, giống như là bọn họ loại này đại gia tộc cô gái, sanh ra đã là như vậy, gặp nhiều. Khi còn bé, gia gia nàng ở nàng trong mắt là hiền hòa, có thể từ Bùi Phạt lên làm Bùi mỗi gia chủ, phần kia hiền hòa, chính là tiêu tán không còn một mống. Thay vào đó là thật sâu tàn nhẫn, vô tình, thậm chí lợi dụng. Người nào, nhưng vào lúc này, Bùi Huyền Tình lông mày xinh đẹp đột nhiên nhíu một cái, đổi được lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nếu đã tới, ẩn núp làm gì? Đi ra đi, lén lén lút lút, vậy không giống như là người Bùi Loạn thân phận. Ha ha, lén lén lút lút, một khắc sau, một đạo mặt lộ vẻ kiêu căng thần sắc nam tử đi ra bóng tối. Hắn cả người tràn ngập trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cảnh giới tu vi, hết sức trẻ tuổi, chính là Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài, Bùi Loạn. Thật sự là ngươi, Bùi Huyền Tình nhìn thấy người tới, mặt đẹp thần sắc lại là lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi tới làm gì? Xem ta cười nhạo, vẫn là diễu võ dương oai. Đều không phải là, Bùi Loạn lắc đầu một cái, trên mặt hiện ra lau một cái tự đắc tà cười, ta chẳng qua là tới xem ta tương lai bạn lữ, là có bao nhiêu đẹp. Tương lai bạn lữ, nghe vậy Bùi Huyền Tình mặt liền biến sắc, không nhịn được kích động nói, Bùi Loạn, ta không thích ngươi, ngươi đừng có nằm mộng. Nằm mơ, Bùi Loạn cười, cười hết sức ngạo nghễ. Chỉ gặp hắn giễu cợt vậy nhìn Bùi Huyền Tình, lạnh lùng nói, đây là gia gia ngươi là gia gia ta quyết định hôn sự, cho nên trừ phi ngươi có thể phản bội ta Bùi gia, nếu không, nằm mơ. Bùi Huyền Tình, ngươi hẳn biết là ai đang nằm mơ chứ? Bùi Loạn ngươi, Bùi Huyền Tình sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi, mặt đẹp trắng bệch. Thấy tình cảnh này, Bùi Loạn trong mắt đông lại một cái, nhìn Bùi Huyền Tình. Chậm rãi nói, Bùi Huyền Tình, ngươi hẳn biết, ta Bùi Loạn thích ngươi. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy coi thường ta,
Trước kia ta cầm ngươi làm bạn bè, nhưng bây giờ... Ha ha, ta chẳng qua là cầm ngươi làm một cái thừa dịp người gặp nguy hèn hạ vô sỉ hạng người. Bùi Huyền Tình mặt đẹp lạnh lùng, có chút chết lặng, nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi trở về đi thôi, ta không trốn thoát, ngươi vậy không cần phải để mắt ở nơi này ta. Không mệt mỏi sao? Ngươi! Nhìn Bùi Huyền Tình từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng thần sắc, Bùi Loạn sắc mặt chợt một dữ tợn, ánh mắt hung ác đứng lên, nói, rất tốt. Thật rất tốt, Bùi Huyền Tình, chính là ta Bùi Loạn không có được lòng ngươi, có thể loại đồ vật này, ta Bùi Loạn vậy không cần. Ta chỉ cần có thể đạt được người ngươi là đủ rồi. Cho ta thật tốt chờ đi. 10 ngày sau, người Bùi Huyền Tình, chính là ta Bùi Loạn người. Hắn hung hãn nói. Bùi Huyền Tình nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, rồi sau đó cuối cùng, biến thành cả người than thở, nhắm hai mắt lại. Xoay người tiến vào khuê phòng, đem Bùi Loạn nhốt ở bên ngoài. Hừ, Bùi Loạn hừ lạnh một tiếng, diễn cảm rất khó xem, xanh lơ một hồi trắng một hồi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mặt âm trầm rời đi. Két! Một lát sau, vậy khuê phòng cửa lại từ từ mở ra, Bùi Huyền Tình đi ra, nhìn ánh trăng, một mặt thống khổ. Buồn buồn dù gì nói ai, cũng không biết hắn có biết hay không. Bất quá hy vọng, vẫn là đừng biết chưa. Một tiếng thở dài, xuyên qua hắc đêm, làm người ta trong lòng cái loại đó không biết làm sao không biết có bao nhiêu khó khăn bị. Cùng lúc đó, chiến hồn cung một nơi trong đại điện. Lão tổ, ta chiến hồn cung 6 vị thái thượng trưởng lão đã chuẩn bị xong, chỉ cần 10 ngày sau, đại chiến cùng nhau, sẽ gặp tùy thời chạy tới. Dưới ánh đèn sáng ngời. Mạc Trường Ca nhìn một vị tóc xám trắng ông già, thấp giọng nói. Lão kia người, tóc thưa thớt, chỉ có 2-3 cây, răng cũng là khô héo, nhìn giống như là được chi đem mục nát, có thể ở trên người hắn nhàn nhạt tản mát ra chập chờn, nhưng lại có thể so Mạc Trường Ca cái này trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong còn khủng bố. Hiển nhiên, cái này ông già không phải người khác, chính là chiến hồn cung lão tổ tông cấp nhân vật lớn. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Ừ, lão kia người khẽ gật đầu, có chút yên lặng. Hiển nhiên, càng đến gần vậy nước xoáy sắp bùng nổ thời khắc, coi như là hắn bực này lão tổ tông cấp nhân vật, cũng có chút tim đập rộn lên, có chút bất an. Lần này, bọn họ chiến hồn cung xuống tiền đặt cuộc chân thực hơi lớn, nếu là thua, liền sẽ đem vạn kiếp bất phục. Loại trình độ đó, hắn thật sự là thật định không được. Trường ca, người nói, chúng ta lần này phần thắng có thể có nhiều ít. Một lát sau, lão kia người không nhịn được thấp giọng hỏi. Phần thắng, Mạc Trường Ca nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, nhưng lão tổ tông, lần này chúng ta chiến hồn cung nếu là không đánh cuộc một lần, sợ rằng, không lâu sau nữa, chúng ta chiến hồn cung cũng phải từ tam tuyệt cung chính giữa nổi danh. Cho nên, chỉ có thể thử một chút à. Ai, đúng vậy, lão kia người nghe vậy nhẹ giọng nói chuyện, nói, những năm gần đây, băng ma cung. Bích Thanh cung phát sinh rất tốt, đều đã có 2 vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Mà chúng ta chiến hồn cung, mặt trời ngã về Tây, coi như ta lão này, cũng tốt giống như, mau chống đỡ không được bao lâu, cho nên, chỉ có thể đánh cuộc lần này. Lão tổ tông yên tâm đi, lần này, chúng ta nhất định có thể đánh cuộc thắng. Ai, hy vọng đi. Bên kia, Tuyết Vân Lâu, một nơi điện thờ bí mật chính giữa. Chư vị. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ 10 ngày sau, một khi khai chiến, là được thấy rõ. Điện thờ bí mật trong, Tuyết Vân Lâu một trong, Tuyết Lầu Lầu chủ chậm rãi nói. Nghe được cái này Tuyết Lầu Lầu chủ thanh âm, ở đối diện hắn, đồng dạng là một vị hơi thở bất phàm cường giả, thở một hơi thật dài, chợt không nhịn được một tiếng lo lắng nói ai, cũng không biết chúng ta lần này lựa chọn, là đúng hay sai à. Bây giờ nhìn lại, thật giống như có chút quá xung động. Ta tin tưởng ông trời cũng biết đứng ở chúng ta Tuyết Vân Lâu nơi này. Đừng quên, chúng ta có tin tức xác thật, thằng nhóc kia lấy được mấy trăm năm trước, bên trong vực uy danh hiển hách, Xích Tiêu Quân truyền thừa. Chỉ cần có vậy Xích Tiêu Quân ở đây, chúng ta sợ cái gì? Nhưng mà, thằng nhóc kia thật có thể điều khiển được Xích Tiêu Quân. Ở đối diện hắn, hơi thở kia bất phàm ông già không nhịn được trần trở nói. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể tin. Tuyết Lầu Lầu chủ nhàn nhạt nói, chúng ta Tuyết Vân Lâu, bị Thiên Long Môn còn có Tam Tuyệt Cung đè ép lâu như vậy, như muốn xoay mình, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hơi thở kia bất phàm ông già im lặng gật đầu, đúng vậy, như không phải là muốn đánh cuộc ván này,
vạn năm lão tam mai kia xoay mình, bọn họ vì sao còn như vậy mạo hiểm. Minh được bực này hiểm trước. Ở cùng thời khắc đó, Nhan Chân Phái, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung, Thiên Long Môn. Rất nhiều người, cái này mấy đêm sợ rằng đều phải không ngủ được. 10 ngày sau, Bùi gia, hôm nay là Bùi gia Bùi Phạt 200 tuổi sinh nhật. Bùi Phạt ở Bùi gia địa vị thân phận rất cao, hơn nữa còn là hiện đảm nhiệm Bùi mỗi gia chủ, 200 tuổi hắn, hiện nay đã là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Đừng nói là ở nơi này thành U Lang, coi như là dõi mắt toàn bộ ngoại vực, cũng là thuộc về vô cùng lợi hại cường giả nhân vật. Dưới tình huống bình thường, bước vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới, ít nhất là cần hơn 200 tuổi, mới có thể đạt tới. Có thể cái này Bùi Phạt bây giờ vừa mới đầy 200 tuổi, ở chỗ này trước cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, đã thuộc thiên tài một loại nhân vật. Nếu không, hắn phỏng đoán vậy không tư cách ngồi lên Bùi nhà trước gia chủ. Bùi Phạt 200 tuổi tiệc mừng thọ, tới chúc mừng người từ không thiếu, khổng lồ Bùi gia trước sơn môn, dài đến 99 cấp nấc thang, đứng rất nhiều Bùi gia cường giả cùng với dòng chánh, phân công tiếp đãi hoặc là nghênh đón tới chúc mừng người. Nguyên lai là Chiến Hồn Cung Giang huynh đến, Chiến Hồn chức năng tới chúc thọ, ta Bùi gia vô cùng cảm kích. Ở đó 99 cấp trên bậc thang, rất nhiều Bùi gia trẻ tuổi tuấn kiệt chi sĩ chiêu đãi mọi người. Nhưng vào lúc này, một đám người xuất hiện. Làm vậy một người trong đó mặt tươi cười đi về phía đối phương. Giang Thiên, Chiến Hồn Cung tuổi trẻ mua đời bá chủ cấp nhân vật. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, hoàn toàn không thua gì bọn họ Bùi gia tuổi trẻ mua đời đệ nhất thiên tài Bùi Loạn. Nguyên lai là Bùi Hà huynh, thật là đã lâu không gặp. Ta Chiến Hồn Cung trưởng bối không và ta một đường, đi trước tới, Thiết Mạc chê bai. Giang Thiên cười hướng vậy tới người nói. Người này hắn biết. Bùi gia tuổi trẻ mua đời top 10 tuấn kiệt một trong, cũng coi là bất phàm. Giang Thiên huynh ngươi lời này chính là khách khí. Tới tới tới, mời vào trong, mấy vị này cũng đều là Chiến Hồn Cung bằng hữu chứ. Bùi Hà cười nói, ánh mắt nhưng ở hướng Giang Thiên người phía sau trên mình liếc. Lúc này, đứng ở Giang Thiên người phía sau, hắn hơn một nửa đều biết, đều là Chiến Hồn Cung tuấn kiệt. Có thể vẫn là có phần nhỏ, so với là xa lạ, cho nên theo bản năng hỏi. Tự nhiên, có thể cùng ta Giang Thiên một đường, trừ chúng ta Chiến Hồn Cung người, còn có ai? Vậy Giang Thiên cười nói, ngủ hoàn sau đó, nhưng cho người cảm giác ánh mắt có chút khác thường. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này ở sau lưng hắn, có người cũng không phải là bọn họ Chiến Hồn người. Nhưng là, người nọ hắn Giang Thiên vậy căn bản là không chọc nổi. Đây chính là Bùi gia sao? Giang Thiên sau lưng, những người đó chính giữa, Trần Phi thay đổi một ít bên ngoài. Nhìn trước mắt náo nhiệt Bùi gia, híp mắt cười nói. Ngươi nhìn ta cái này miệng, không biết nói chuyện à, Giang Thiên huynh, các vị, mời chớ trách. Mời vào trong, mời vào trong. Bùi Hà khách sáo xin lỗi một tiếng, đem Giang Thiên các người hướng bên trong mời. Vèo, vèo. Mau xem, đó không phải là Bùi Loạn còn có Bùi Huyền Tình xuất hiện. Hai người bọn họ, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi mà. Đúng vậy. Lấy Bùi Loạn thực lực theo thiên phú, đích xác là xứng với Bùi Huyền Tình. À, ta tiên tử à, thật liền phải gả gả cho người khác sao? Đám người một hồi xôn xao. Chỉ gặp vậy 99 cấp nấc thang trên, một đám người vây quanh hai người xuất hiện, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ gặp đàn ông kia đẹp đẽ, trầm ổn thêm ngạo nghễ, khí thế 10 phần, nữ tuyệt đẹp, một bộ bạch sam động lòng người, da thịt trắng noãn làm người ta say mê. Cái này hai người không phải người khác, chính là mấy ngày gần đây ở giữa, vậy dư luận gió bão nồng cốt nhân vật chính, Bùi Loạn cùng với Bùi Huyền Tình. Thiên Long Môn vãn bối Trịnh Huyền Không, tới hướng Bùi Phạt tiền bối chúc thọ. Lúc này, xa xa từng đạo cuồn cuộn chi âm truyền tới, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ gặp một cây cờ lớn trên, viết cổ soạn văn Thiên Long Môn ba người. Mà ở đó đội nhân mã này trong cốt lõi ương, có một người, hơn 50 tuổi. Một tiệc trường bào màu tím, khí thế uy vũ, cưỡi hung thú tới, làm vậy rất nhiều người đều là không nhịn được trong lòng chấn động một cái. Là Thiên Long Môn Trịnh Huyền Không, đây chính là đời trước tuổi trẻ mua đời người thứ nhất. Nghe nói không tới 100 tuổi, cũng đã tu vi chỉ nửa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Cái gì, lại là hắn, ta nhớ hắn không phải đi võ thành lịch luyện sao? Làm sao, trở về?
Ta cảm giác hắn so với trước đó lúc rời đi, lợi hại hơn. T, chẳng lẽ hắn đã đột phá tầng kia giới hạn? Ngươi nói là, T, không tới 100 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Không thể nào đâu. Đám người một hồi xôn xao. Cái này Trịnh Huyền không, đếm 10 năm trước ở thành U Lang danh tiếng rất lớn. Bởi vì là Bùi Huyền Tình, Bùi Loạn, Giang Thiên bọn họ thế hệ này, càng đề ra sớm một đời tuổi trẻ mua đời người thứ nhất. Mà bây giờ, hạng nhân vật này lại có thể tự mình tới chúc thọ. Để cho người thật sự là bất ngờ. Nguyên lai là Trịnh Huyền không tiền bối. Không nghĩ tới ngài lại có thể trở về, mới có thể có chưa từng có tới, ta Bùi gia, không khỏi vinh hạnh. Nhưng vào lúc này, Bùi Loạn nghênh đón, phá lệ nổi bật. Ngươi chính là Bùi Loạn chứ? Anh khí 10 phần, lợi hại. Trịnh Huyền không cười nhìn về Bùi Loạn, nói. Rồi sau đó lại gặp ánh mắt hắn trong lơ đãng rơi xuống Bùi Loạn sau lưng Bùi Huyền Tình trên mình, ánh mắt sáng lên, có chút tươi đẹp, nói, đây chính là Bùi Huyền Tình tiên tử. Có thể lấy được phụ nữ như vậy, cái người đàn ông nào, đều là thật là có phúc. Bùi Huyền Tình không nói gì. Trịnh Huyền không tiền bối quá khen, Bùi Loạn không nhịn được tự đắc cười một tiếng, vung tay lên, nói Trịnh Huyền không tiền bối, mời vào trong. Ồ, nhưng vào lúc này, Bùi Loạn ánh mắt, xoay người thời điểm, trong lơ đãng rơi xuống xa xa, Giang Thiên đám người trên mặt, chợt lại là cười lên, tự đắc nói, nguyên lai là Giang Thiên huynh vậy đến. Nếu đến, vậy thì cùng nhau chứ. Trịnh Huyền không tiền bối, ta tới giới thiệu một chút, vị này là Chiến Hồn Cung Giang Thiên Giang huynh. Rất lợi hại, được gọi là Chiến Hồn Cung tuổi trẻ mua đời người thứ nhất. Bùi Loạn giới thiệu. Nghe vậy, Giang Thiên theo bản năng nhìn một cái Trần Phi, rồi sau đó lúc này mới cười nghênh đón, nói, Bùi Loạn huynh ngươi lời này cũng có chút bẩn thỉu ta. Và ngươi so với, ta Giang Thiên vẫn là kém chút. Chiến Hồn Cung Giang Thiên, gặp qua Trịnh Huyền không tiền bối. Hắn lời này, không biết là khiêm tốn, hay là thật như vậy tự nhận là. Nguyên lai là Chiến Hồn Cung Tuấn Kiệt, phong thái theo người à. Vậy Trịnh Huyền không nhìn một cái Giang Thiên, cười nói. Chiến Hồn Cung chính là một trong tam tuyệt cung, thực lực bản thân cũng là rất lợi hại, tự nhiên đáng hắn hơi coi trọng. Bất quá trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt lại là tình cờ ở giữa từ Trần Phi trên mình lướt qua, theo bản năng ngừng lại, hơi ngẩn ra, cười nói, vị này là. Ở trên người người này, hắn Trịnh Huyền không lại có loại nhìn không thấu ảo giác. Là cảm giác đi, cái này hơi có chút đưa tới hắn chú ý. Đây là chúng ta Chiến Hồn Cung cung chủ đệ tử mới thu. Để cho tiền bối ngài chê cười, Giang Thiên lập tức nói. Đây là bọn họ đã sớm sáng tác tốt, Trần Phi tạm thời thân phận mới. Mạc Trường Ca tiền bối đệ tử mới. Không tệ, có Mạc Trường Ca đại nhân phong thái. Vậy Trịnh Huyền không kinh nghi nhìn một cái Trần Phi, không nghĩ tới cái này lại là Chiến Hồn Cung cung chủ. Mạc Trường Ca đệ tử mới thu, đây cũng là không kỳ quái. Thằng nhóc này, tương lai chỉ sợ cũng là một nhân vật. Đa tạ tiền bối khen ngợi, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Nguyên lai là Mạc Trường Ca tiền bối đệ tử mới thu, thật cố gắng lên lực, tương lai không hẳn là không thể có thể đuổi kịp chúng ta. Bùi Loạn cũng là hơi ngẩn ra, rồi sau đó ngạo nghễ cười nói. Hắn lời này một nơi miệng, mọi người tại đây đều là khẽ cau mày. Loại này lời vừa nói ra, không khỏi có chút quá ngạo khí. Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, vậy không thèm để ý, mà là ánh mắt dừng lại ở vậy thần tình lạnh nhạt Bùi Huyền Tình trên mặt, cười một tiếng, nói, nghe tiếng đã lâu Bùi Huyền Tình tiên tử xinh đẹp như hoa, chính là tiên dáng Trần Tử, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không phải là giả à. Mọi người tại đây sắc mặt lại một đổi, chợt khẽ cười khổ đứng lên. Thằng nhóc này có ý tứ, ngay trước Bùi Loạn mặt mà. Trêu đùa hắn sắp muốn đón dâu bạn lữ. Xem ra, thằng nhóc này là có chút khó chịu Bùi Loạn trước vậy phách lối thái độ à. Bất quá cũng bình thường, có thể bị Chiến Hồn Cung cung chủ vừa ý, thu làm đệ tử, có thể không có một chút nóng nảy sao? Không còn cách nào, tầm thường mới là không có nóng nảy. Ừ, Bùi Loạn ánh mắt là lập tức không nhịn được nhíu một chút, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Bất quá làm hắn ở thấy Trịnh Huyền không đám người ánh mắt. Vậy hình như là bừng tỉnh, rõ ràng đối phương tại sao sẽ làm như vậy. Thâm thúy trong con ngươi mơ hồ có mấy phần khó chịu. Hắn nhìn Trịnh Huyền không, Giang Thiên các người nhàn nhạt nói, Trịnh Huyền không tiền bối, Giang huynh chúng ta vào đi thôi. Lấy hắn thân phận, coi như là khó chịu Trần Phi,
biểu hiện ra, vậy không thích hợp. Tự nhiên, đi thôi. Trịnh Huyền không gật đầu một cái. Ừ, Giang Thiên gật đầu một cái. Dư quang khóe mắt phảng phất là trong lơ đãng, hơi có vẻ cười khổ nhìn một cái Trần Phi. Hắn dĩ nhiên biết Trần Phi tại sao phải đột nhiên trêu đùa Bùi Huyền Tình. Vị đại nhân này, thật giống như vốn là hướng cái này Bùi Huyền Tình tới đi. Ngược lại thì Bùi Huyền Tình lạnh lùng nhìn một cái Trần Phi. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác Trần Phi cho người cảm giác có chút quen thuộc, nhưng bây giờ nàng lại không tâm tư suy nghĩ thêm những thứ kia. Một lát sau, bọn họ đoàn người này liền được mời vào Bùi gia đang cử hành thọ yến trong đại điện. Trong đại điện, Trần Phi len lén đánh giá lần này Bùi gia gia chủ đương thời Bùi Phạt tiệc mừng thọ, mà người đến. Người đời trước tựa hồ cũng còn chưa tới, tuổi trẻ mua đời. Ngược lại cũng có chút nhìn như còn có thể nhân vật, chẳng qua là, ở hắn trong mắt vậy cứ như vậy. Lúc này, Trịnh Huyền không đã dọc theo cung điện trên bậc thang đi, đi tới Bùi Phạt trước người. Cung kính nói, vãn bối Trịnh Huyền không, gặp qua Bùi Phạt tiền bối. Vừa nói, trong tay hắn ánh sáng chớp mắt, rồi sau đó chính là có một hộp gấm xuất hiện, để tiến lên, Bùi Phạt bên người có người giúp hắn thu xuống. Một chút tâm ý, chúc mừng Bùi Phạt tiền bối vạn thọ vô cương. Trịnh Huyền không cười nói. Trịnh Huyền không hiền chất, thật là đã lâu không gặp, người phụ thân khá tốt. Lễ vật này, có chút nặng, Bùi Phạt cười một tiếng, mặt tươi cười nói. Cái này Trịnh Huyền không phụ thân, chính là Thiên Long môn thế hệ trước cửa, cùng hắn là quen biết cũ, cũng coi là lai lịch kinh người. Mà hắn đưa lễ thọ, lại là một quả dược lực sung túc đan dược. Tuy không biết đan dược kia đến tột cùng là cái gì, nhưng mà, Bùi Phạt nhưng cũng phân biệt đi ra, vật này, giá trị không rẻ. Có chút nặng. Quà tặng đơn sơ, Bùi Phạt tiền bối không ngại là được. Ta phụ thân hắn còn tốt vô cùng, Trịnh Huyền không cười nói. Vậy thì tốt, Bùi Phạt mặt mỉm cười, nói, hiền chất tự tiện đi. Hôm nay cái này yến hội, các môn các phái tuổi trẻ mua đời tuấn kiệt không thiếu, người nếu không phải chê, ngược lại là có thể chỉ điểm bọn họ một hai. Chỉ điểm cũng được đi, trao đổi đi, Trịnh Huyền không cười một tiếng, xoay người đi xuống nấc thang. Rồi sau đó, nhiều đội ngũ xuất hiện, một vị đại nhân vật cũng là lần lượt đến. Mọi người bắt đầu rối rít dâng lên quà chúc thọ, lộ vẻ được vui vẻ hòa thuận, náo nhiệt đặc biệt. Lúc này, Trần Phi thoát khỏi chiến hồn cung đội ngũ, một người ở đó hội trường bên bờ ngồi yên lặng, nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ngươi, Trần Phi ngẩng đầu lên, phát hiện người đến lại là Bùi Loạn, không khỏi trong lòng cười, thần sắc cười mỉa, nói, chú dễ, có gì phải làm. Bùi Loạn trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nói, ngươi trước cái loại đó được là, làm ta rất khó chịu. À, vậy thì như thế nào? Trần Phi con người chớp mắt, cười một tiếng, nói. Không bằng vì sao, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi bị Mạc Trường Ca tiền bối thu làm đệ tử, vào chúng ta vòng, có kiêu ngạo, cũng có thể hiểu. Bất quá, có chút thời điểm quá kiêu ngạo cũng không phải chuyện gì tốt. Có mấy lời, điểm đến thì ngưng, nếu để cho ta xem ngươi khó chịu, như vậy, ha ha. Bùi Loạn nhàn nhạt nói. À, xem ra ngươi đối với chính ngươi rất tự tin. Cảnh cáo ta, ngươi chắc chắn, Trần Phi cười, nhìn vậy một mặt ngạo nghễ Bùi Loạn, nhàn nhạt nói. Thật lớn thành U Lang, yêu nghiệt nhân vật không phải số ít. Ngươi bây giờ coi như là có bữa phú, trưởng thành sao? Không lớn lên, ở trong mắt ta bất quá chỉ là cái đặc thù chút người bình thường mà thôi. Ta muốn bóp chết ngươi, ngươi cảm thấy, cần mấy phần lực. Bùi Loạn ngạo nghễ nói. Ha ha, Trần Phi nghe được hắn mà nói, khóe miệng toát ra lau một cái nụ cười thản nhiên, ngay sau đó lắc đầu một cái, chuyển qua ánh mắt, không lại xem hắn. Bùi Loạn bị Trần Phi coi thường, thần sắc dần dần rét lạnh xuống, sầm hô, giả vờ thâm trầm. Rất tốt, bây giờ, lập tức cho ta Bùi Loạn nói xin lỗi, ta liền tha ngươi lần này, nếu không, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, dám đắc tội ta Bùi Loạn, sẽ là cái gì kết quả? Kết quả gì? Xem ra ngươi thật là đối với mình tràn đầy lòng tin. Phải, lại có thể như vậy. Nghe được đối phương cái này uy hiếp lời nói, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hiện ra lau một cái hàn mang. Đi theo liền gặp hắn đứng dậy cất cao giọng nói, Bùi Phạt tiền bối, vãn bối có một lời, không biết có nên nói hay không. Vèo. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình. Trong chốc lát,
trong đại điện yên lặng cực kỳ. Ngươi muốn làm gì? Bùi Loạn mặt liền biến sắc, hạ thấp giọng, nói. Ừ, Bùi Phạt ánh mắt chợt ngẩn ra, con ngươi rơi xuống Trần Phi trên mình, ngươi là. Gia chủ, đây là Chiến Hồn Cung Mạc Trường Ca cung chủ đệ tử mới thu. Hắn bên người, có người nói. Nguyên lai là Mạc huynh đệ tử mới thu. Không tệ, có lời nhưng nói không ngại. Bùi Phạt lúc này mới hơi ánh mắt lóe lên một cái, khách khí nói. Cũng không phải đại sự gì, ta chẳng qua là cảm thấy, giống như là Bùi Huyền Tình tiên tử bực này tiên dáng trần tử vậy nhân vật, xinh đẹp như hoa, quá mức ưu tú, giống như là Bùi Loạn loại này người bình thường, sợ rằng không xứng với. Mọi người thần sắc kinh nghi. Bùi Loạn cũng vậy, sắc mặt đại biến, tràn đầy tức giận. Nếu không, Bùi Phạt tiền bối hay là đem cái này Bùi Huyền Tình tiên tử hứa hôn cho ta chứ? Và phế vật này so với, ta nhưng mà ưu tú quá nhiều. Yên tĩnh trong đại điện, Trần Phi đập đi trước miệng, thanh lãng tiếng cười, lại lần nữa vang lên đứng lên. Rào rào, mọi người xôn xao. Trong nháy mắt, Bùi Loạn sắc mặt đổi được xanh mét. Chó má, ngươi tự tìm cái chết. Hắn trong mắt ý định giết người ẩn hiện, khoát tay, một cổ vô cùng cường hãn trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 lạnh như băng chập chờn chính là tuyên tiết đi ra, ngưng tụ ở một thanh kiếm ảnh chính giữa, ánh sáng đại thịnh, sát ý vô song. Chỉ một kiếm, ngay đầu chém xuống. Nghe được vậy Trần Phi coi trời bằng vung tiếng cười, vô luận là Bùi Phạt, cùng với mọi người tại đây đều là không nhịn được sắc mặt biến. Vô số đạo ánh mắt lần lượt dịch chuyển, bay vút đến Trần Phi trên mặt, tràn đầy chấn động cùng vẻ kinh hãi. Mà sắc mặt kia nhất khó coi người, không thể nghi ngờ, không có người khác, chỉ chắc là Bùi Loạn. Hắn sắc mặt hoàn toàn xanh mét tới cực điểm. Chết, hắn một tiếng quát chói tai. Trong mắt ý định giết người ẩn hiện, vang vang một tiếng, ở một thanh kiếm ảnh chính giữa, ánh sáng đại thịnh, sát ý vô song. Chỉ một kiếm, ngay đầu chém xuống. Rào rào. Mà như vậy uy thế, trực tiếp là làm trong đại điện mọi người có chút rối loạn rối loạn. Bởi vì Bùi Loạn lúc này nơi chém ra một kiếm này chân thực có chút quá mạnh mẽ, làm tại chỗ không thiếu trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ đều có chút hơi ra đầu tê dại. Uy thế bực này. Nói ít thì hẳn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ chính giữa người xuất sắc, nhân vật kiệt xuất chứ. Nghĩ đến đây, không ít người trong lòng ngầm từ hít một hơi khí lạnh. Bùi Loạn quá trẻ tuổi, lại có thể có kinh người như vậy thành tựu, làm bọn họ á khẩu không trả lời được, rung động thật sâu. Mà như vậy nhắc tới nói, vậy coi trời bằng vung, miệng ra cuồng ngôn người, lần này hẳn là chết chắc chứ. Rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Là xính tạm thời miệng lưỡi nhanh, mà rơi được như vậy kết quả, ngay đầu kiếm chém, là có ngu xuẩn giường nào. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong lòng chợt giật mình, bởi vì tốt cho bọn họ giống như là nghe được, nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Đáng chết, hắn đang cười cái gì? Không ít người trong lòng bỗng đổi được sợ hãi đứng lên. Cả người một hồi lạnh như băng. Một khắc sau, liền nghe gặp một tiếng rên. Vậy, ánh sáng đại thịnh, sát ý vô song, bóng kiếm bất ngờ hỏng mất. Một cái tay, giống như là như vào chỗ không người xông vào kinh khủng kia bóng kiếm trong, đem ung dung bóp vỡ. Hơn nữa, vẫn là dư lực không nghỉ, ở đó mọi người cùng Bùi Loạn ngay tức thì trợn to, ánh mắt kinh hãi chính giữa, hung hăng nắm được người sau cổ. Ngươi, ngươi, một giây kế tiếp, Bùi Loạn vốn là tức giận con ngươi, hiện ở trong đó tất cả tâm trạng trực tiếp là bị sợ hãi cùng kinh hãi thay thế. Môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không nói ra lời. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi thực lực, lại là mạnh như vậy. Như vậy chi đáng sợ. Dừng tay. Oanh. Trên đài cao, Bùi Phạt cùng rất nhiều vị Bùi gia thế hệ trước, thấy tình cảnh này, sắc mặt chính là mắt thường có thể thấy được nhanh chóng âm trầm. Một giây kế tiếp, một cổ khí thế kinh khủng bùng nổ, âm lãnh cực kỳ sát khí vậy là xuyên thấu qua liền trong đại điện hư không. Rơi vào Trần Phi trên mặt, thanh âm lạnh như băng, vang tới. Làm người ta không nhịn được trong lòng nổ mao, cả người lạnh như băng. Ha ha, ngươi chính là vậy Trần Phi chứ? Không tệ, dũng khí quả thật vô song, biết rõ đây là chúng ta cho ngươi bày cục, lại cũng dám đến. Nếu không phải ngươi phạm vào tội nghiệp thật sự là quá lớn, ta Bùi gia, ngược lại là có thể cùng ngươi trở thành bạn. Nhưng bây giờ, ha ha, Bùi Phạt nhàn nhạt lạnh lùng sinh. Trực tiếp là ở đó trong đại điện đưa tới từng đạo kinh dị xì xào bàn tán. Trần,
Trần Phi, hắn trước kia chính là giết Nhan Chân phái hai đại thái thượng trưởng lão, còn có Nhan Chân thất tử đứng đầu phá tinh quân Trần Phi. T, như thế trẻ tuổi, cái này. Cần phải, hẳn là đi, nếu không còn có ai, tuổi còn trẻ là có thể như vậy biến thái. Bùi Loạn trước một kiếm kia, đổi lại là bọn ta cũng đừng nghĩ tùy tiện ngăn trở, mà hắn thì sao? Căn bản là không để vào mắt. Nghe nói thằng nhóc kia trong tay có một kiện chí bảo, chính là có 15 tầng cấm chế hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ đại nhân cũng công chi không phá. Bùi Phạt đại nhân trước nói bảy cuộc, t, chẳng lẽ là... Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, im miệng, chuyện này không phải chúng ta có thể trộn, đi, nhanh lên một chút rời đi. Đám người một hồi xôn xao, có vài người sắc mặt kinh biến, lại là trực tiếp rời đi. Có thể phối hợp đến bọn họ bước này người, đều không ngu, vừa gặp tràng diện này, vừa nghe gặp Bùi Phạt lời kia, chính là rất biết mình vô tình ở giữa giống như là cuốn vào cái gì nước xoáy. Nếu không phải muốn bị liên lụy, vẫn là đi nhanh lên đi. Ngươi tới làm gì, còn không dám đi mau. Mà nhưng vào lúc này, Bùi Uyển Tình đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy giống to. Nhất thời, Bùi Phạt mặt liền biến sắc. Lắm mồm cái gì, một đạo hắc mang, từ Bùi Phạt lòng bàn tay thoát khỏi, tiến vào Bùi Uyển Tình trong cơ thể. Ngay tức thì người sau thân thể chính là cứng còng đứng lên, không thể nhúc nhích, càng không cách nào nói chuyện. Nhưng là, nàng trong mắt vậy nhìn Trần Phi phức tạp, run run vẻ. Nhưng thật giống như là đang tiếp tục nhắc nhở Trần Phi. Đi mau, có xa lắm không, thì tốt nhất đi bao xa. Ừ, thấy tình cảnh này, ở thấy một màn này, trong đại điện mọi người lại là không nhịn được chố mắt nhìn nhau, con người đông lại một cái. Lại là rõ ràng trước mắt cục diện này thật là có chút không đúng lắm mà. Thả nàng, Trần Phi con người hiện ra lau một cái nhàn nhạt hàn sắc, chậm rãi nói. Thả nàng, nàng là ta Bùi Phạt tôn nữ. Ta để cho nàng im miệng, người có cái gì tư cách ở nơi này cua tay múa chân. Ngược lại thì ngươi, bây giờ lập tức đem Bùi Loạn thả đi, lại từ phế tu vi, bó tay chịu trói, đến lúc đó, có lẽ chúng ta còn có thể nhân từ đại phát tử bi, để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không. Ngươi làm gì, dừng tay. Bùi Phạt đầu tiên vẫn là mặt đầy lạnh cười nói, nhưng ngay khi sau một giây, lại đột nhiên ánh mắt kinh biến, ánh mắt nhưng là không nhịn được đổi được rét lạnh liền đứng lên, quát lên. Ta để cho ngươi thả người, ngươi nghe không hiểu. Chỉ thấy vậy, Trần Phi một cái tay đặt ở Bùi Loạn trên cổ, đón hắn cười lạnh ánh mắt trực tiếp là bàn tay dùng sức, hung hăng một nặn, rắc rắc một tiếng. Người sau trực tiếp là thiếu chút nữa mau tắt thở, máu tươi giàn giụa, chi tiết vặn vẹo. Ừ, tất cả mọi người con ngươi chợt co rúm một cái, trong nháy mắt, đều cảm giác sau lưng có cổ khí lạnh ở lê lết cọ đi lên bên bốc lên mà. Ánh mắt kinh hãi nhìn Trần Phi. Người này điên rồi sao? Ngươi là ở coi thường ta nói. Ta người này nóng nảy không tốt thời điểm, tính nhẫn nại cũng không được khá lắm, cho nên, cuối cùng nói lại lần nữa, thả nàng, nếu không, các người Bùi gia chuẩn bị cho tên này nhặt xác đi. Trần Phi nhấc tay một cái, đem vậy cổ đã vặn vẹo Bùi Loạn bắt, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Trần Phi mà nói, kinh động rất nhiều người. Có người bị cái này điên cuồng cử động trực tiếp là dọa sợ, nhưng càng nhiều hơn. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, giống như là ở xem kẻ ngu. Ở Bùi gia đại bản doanh, uy hiếp Bùi Phạt cái này Bùi gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, cái này không phải người ngu, là cái gì? Oanh! Ha ha, tốt, rất tốt sao? Nhưng vào lúc này, vậy bên ngoài đại điện, một vị mặt đầy dữ tợn ông già đi vào, tràn đầy vô cùng sát ý ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cả người cũng là tràn ngập cuồng liệt, khí thế kinh khủng. Thân hình như tia chớp vậy, lực lượng kinh khủng, chèn ép hướng Trần Phi. Người nọ toàn thân tách ra quang, người sau là có một đạo ma thần vậy quỷ ảnh xuất hiện, hai đầu bốn cánh tay, hắc khí lượn lờ, tay cầm một chuôi thương khổng lồ, xuyên thủng hư không, sát khí vô ngần, nhắm thẳng vào Trần Phi đầu lâu. Ra cứu ta. Bùi Loạn lúc này mặc dù vào khí thiếu thở ra thì nhiều, nhưng thấy lai lịch, vậy vẫn giống như gặp được cái gì cứu tinh, môi ngọa nguậy kích động nói. Là Bùi Mộ Binh, Bùi gia chấp pháp đường thủ tọa. Bùi Loạn ra, nghe nói hắn 20 năm trước cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, mà bây giờ, không biết sẽ thật lợi hại. Gặp rõ ràng người xuất thủ kia, không ít người trên mặt hiện ra chấn động vẻ. Bùi Mộ Binh,
Bùi gia chấp pháp đường thủ tọa, toàn bộ Bùi gia ít nhất là có thể xếp hàng vào trước 10 siêu cường nhân vật lợi hại. Mà bây giờ, ở thấy cháu mình bị hành hạ thảm như vậy, thật sự là không nhịn được, ra tay. Hống! Điện quang lửa thời gian, Bùi Mộ Binh đỉnh đầu nhưng lại đột ngột xuất hiện một đoàn liệt diễm. Liệt diễm trông giống như là cất giấu một đầu kinh khủng mãng thú, gầm thét lên tiếng, điếc tai nhức óc, làm vậy trong đại điện một đám cường giả lần lượt biến sắc. Bùi Mộ Binh cẩn thận, Bùi Phạt phản ứng nhanh nhất, một tiếng quát chói tai, thậm chí muốn xuất thủ, cả người toát ra kinh khủng hắc mang, nhưng mà, cho dù hắn phản ứng nhanh nhất, vậy vẫn là trễ. Hống! Ầm ầm ầm! Cuồn cuộn kinh khủng liệt diễm khí rơi xuống, hư vô ở giữa, liệt diễm trực tiếp là ngưng tụ thành một đầu khổng lồ mãng thú miệng to như chậu máu, đem vậy thần sắc ngay tức thì kinh biến Bùi Mộ Binh nuốt vào, một khắc sau, đốt trời nấu biển, liệt diễm cuồng như vậy, làm vậy đại điện đều bắt đầu hòa tan đứng lên. Càn rỡ! Ngươi tự tìm cái chết! Từng vị Bùi gia cường giả thế hệ trước nhanh chóng hiện thân, mặt đầy dữ tợn gầm lên, từng cái bước chân hướng Trần Phi đạp tới, nhất thời. Từng đạo kinh khủng cuồn cuộn hơi thở cũng là muốn trước Trần Phi cuốn tới, dễ như bớn, đung đưa vân thiên, cực kỳ khủng bố. Ta tự tìm cái chết. Nhưng mà, Trần Phi ánh mắt chuyển qua, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn những cái kia đánh tới người, khoảnh khắc ở giữa, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người ném ra kinh khủng tử tiêu khí, tạo thành hủy diệt trường mâu, đâm về phía những người đó. Ngay tức thì, những người đó thân thể liền trực tiếp là cứng lại. Không thể không dừng lại ở tại chỗ. Mà nhưng vào lúc này, vậy trong đại điện, một tiếng vô cùng chói tai nóng bỏng diễm lãng nổ ầm nổ. Oanh! Kinh khủng sóng trực tiếp là đem vậy đại điện san thành bình địa. Ngọn lửa kia chính giữa bóng người, cũng là hoàn toàn mất đi tung tích, giống như là, bị liệt diễm thiêu hủy thành cho tàn. Hài cốt không còn. Cái gì? Tất cả mọi người người đều đần độn, con người bạo xúc, giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Bùi Mộ Binh là ai? Đây chính là Bùi gia chấp pháp đường thủ tọa, cả người sức chiến đấu đủ để đứng vào Bùi gia trước 10 siêu cường nhân vật, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân vật như vậy ở Trần Phi trong tay liền một chiêu đều không kiên trì tiếp, lại chết được như vậy sạch sẽ. Yên tĩnh giống như chết. Xem ra tên này ở trong mắt các ngươi cũng không phải trọng yếu bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi mắt nhìn một mặt tức giận Bùi Phạt, chậm rãi mở miệng. Sắc sắc một tiếng, trong tay hắn Bùi Loạn thân thể, lên tiếng đáp lại mà bể, sụi lơ ngã xuống đất. Ngươi, Bùi gia một đám cao thủ ánh mắt lại hung hãn run rẩy, nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào, có thể lần này, dám đứng ra làm vậy người dũng cảm, không có bất kỳ một người nào. Cũng kinh sợ. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, thả nàng, nếu không. Trần Phi nhìn vậy mặt đầy tức giận Bùi Phạt, ánh mắt chuyển qua. Rơi xuống sau lưng hắn những cái kia Bùi gia nhiều người cường giả trên mình. Khoảnh khắc ở giữa những người đó sắc mặt chính là kinh đổi một cái, né tránh Trần Phi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Ngươi đang uy hiếp ta. Bùi Phạt trong cơ thể hiện ra khí thế kinh khủng, thần sắc lại là mặt giận dữ, lại là hơi kinh loạn. Vèo một tiếng, trong cơ thể hiện ra cuồn cuộn khí thế, vô cùng là cường hãn cùng đáng sợ, chắn những cái kia Bùi gia nhiều người cường giả trước mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ta chẳng qua là nhìn bọn họ một cái, cần gì phải lớn như vậy kinh tiểu. Ừ, Trần Phi bình tĩnh nói trước, đột nhiên, ánh mắt đông lại một cái, khẽ cau mày nhìn hướng vậy bầu trời xa xa nhìn lại. Vèo, vèo, đông đảo đạo hơi thở cường hãn bóng người cuồn cuộn tới. Những thân ảnh kia, có chút là Nhan Chân phái người, cũng có chút là Tam Tuyệt cung người, còn có chút là Tuyết Vân lâu người, còn có chút là Thiên Long môn người. Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực, cộng thêm Nhan Chân phái cái này trừ bị, đây là ở giữa, lại là toàn đều tới đông đủ. Trần Phi thần sắc hơi động, ánh mắt nghiêm túc như vậy ngưng mắt nhìn phương xa, ở nơi đó, rất nhiều đạo cường hãn bóng người cuồn cuộn tới, hiện đầy chân trời. Cơ hồ mỗi một vị đều là cái loại đó mới có thể có tư cách danh chấn Thành U Lang cao cấp tồn tại, tình cảnh kinh người. Vèo, 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 tiếng gió gào thét. Những người đó ngay lập tức liền tới, ở trong thời gian rất ngắn liền đem bát phương vị tất cả đều không chiếm theo đủ. Ha ha, Trần Phi, từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, đi đôi với từng đạo khí thế kinh khủng gió bão cuốn về phía Trần Phi, ở giữa đất trời này, khoảnh khắc là được là làm người ta vô cùng là rợn cả tóc gáy khủng bố chiến trường. Các người,
đều là đi đối phó ta. Trần Phi ánh mắt đảo qua những người đó, đều là tối thiểu đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, phân vương chia cắt, mỗi người chiếm theo một phương, thần sắc hờ hững như mèo vờn chuột, đặc biệt cường hãn cùng phách lối. Trần huynh sức chiến đấu cường hãn, giết ta Nhan Chân phái hai đại thái thượng trưởng lão, mọi người đều biết, bọn ta mặc dù không mới, lần này vừa gặp nhau, vừa vặn muốn phải thử một chút Trần huynh ngươi thực lực, kết quả như thế nào. Các vị các người nói, đúng không? Một vị tay cầm màu bạc cây đinh ba ông già đầu hói đứng dậy, mặt đầy ngạo mạn cùng giễu cợt, mênh mông thanh âm, theo cả người khí thế kinh khủng u như gió bão vậy cuốn lên. Một khắc sau, lại là có ba người cùng hắn vừa động thủ một cái. Vây công, vẫn là bốn cái Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, đây không khỏi vậy. Quá hèn hạ chứ. Đám người không nhịn được con ngươi chợt co rúm một cái, vậy bây giờ lúc này xuất thủ bốn người, đều là Nhan Chân phái thành danh đã lâu thái thượng trưởng lão, mà bây giờ, nhưng lại có thể vây công Trần Phi, bốn người vây một, đây không khỏi có chút quá. Hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng. Cả người tử tiêu khí đại tác, thân thể bành trướng, thoáng qua ở giữa, ở đó tử tiêu khí kích động trong liền lại là trở thành một tôn núi nhỏ vậy người khổng lồ, trên bầu trời tràn ngập cường hãn chập chờn. Vung tay lên, giống như là núi cao hạ xuống, lực lớn thế nặng, lại trực tiếp là chống đỡ vậy bốn đại thái thượng trưởng lão Nhan Chân phái đồng thời xuất thủ đáng sợ chập chờn, không tưởng tượng nổi. Thật là cường hãn, đám người không khỏi con ngươi co rúm một cái, rung động thật sâu. Cho dù trong bọn họ rất nhiều người đều là đi đối phó Trần Phi, nhưng bây giờ, bọn họ vẫn bị Trần Phi nơi bày ra thực lực dọa sợ. Lấy một địch bốn, đồng thời nghênh kích bốn vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ, mà không rơi xuống gió, thực lực bực này, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, chỉ sợ cũng là không làm được. T. Chẳng lẽ nói. Đắc ý cái gì, cho ta chết. Tay kia cầm màu bạc cây đinh ba Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão sắc mặt đỏ lên, cảm nhận được làm nhục, ở nơi này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ. Một khắc sau, hắn liền không nhịn được toàn lực ra tay, một đạo từ bầu trời rơi xuống cây đinh ba, vô cùng to lớn, hơi thở trùng tiêu, phảng phất là có thể đâm thủng núi cao. Còn sót lại ba người vậy giống vậy vô cùng lợi hại trợ công, cuốn lên dậy đầy trời gió bão, hình thành làm người ta sợ hãi rất sâu tình cảnh. Quá đáng sợ. Nguy hiểm uy thế lộ ra răng nanh, muốn nuốt mất Trần Phi, giết chết hắn. Giết, Trần Phi cả người tràn ngập tử tiêu khí đổi được băng lạnh, ở dưới chân hắn, kinh khủng lực lượng tự đi bắt đầu diễn hóa, trở thành một đạo hình vẽ, phù văn, ngay sau đó liền gặp Trần Phi chợt về phía trước, tử tiêu khí lóng lánh, xuyên thấu hư không. Phịch, à, Nhan Chân phái bốn đại thái thượng trưởng lão trong, một người trong đó trực tiếp là kêu thảm một tiếng, đứng mũi chịu sào. Kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập hắn đầu lâu. Một khắc sau, kinh khủng tử tiêu khí đem hắn hoàn toàn chìm ngập, rồi sau đó, thân thể nổ tung thành bụi bặm. Hài cốt không còn. T, thấy tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là không nhịn được cương cứng. Cái này Trần Phi, hắn thực lực thật có như thế nào khủng bố. Đối mặt bốn đại thái thượng trưởng lão Nhan Chân phái vây công, cũng có thể lại giết hết một người. Cái này CMN. Thật là, đúng là điên à. Ngươi dám động ta Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão. Một đạo giống như là sấm vậy tiếng hét phẫn nộ vang lên, tay kia cầm màu bạc cây đinh ba Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão tức giận gầm thét. Ánh mắt nhưng mang kinh nghi bất định. Giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Hơn nữa, hôm nay các người tới được như thế chuyên cần, không cũng là vì tới giết ta. Đã như vậy dối trá làm gì? Trần Phi ánh mắt chuyển qua. Ánh mắt châm chọc nhìn người nọ, một khắc sau, ánh mắt lại càn quét chư thiên. Có thể làm bạn, hôm nay mời các người xem một tràng tuồng kịch, cũng không sao. Muốn là bạn không làm được, còn muốn tâm hoài bất quý, vậy ngại quá, hôm nay ai cũng không cần đi. Dứt lời, trong cơ thể hắn tử tiêu khí trực tiếp là điên cuồng chuyển động lực, một tiếng nặng nề nghiêm túc vang, hắn sau lưng, một tôn vô cùng to lớn thân ảnh màu tím xuất hiện, lượn lờ sét đánh lôi cầu, hơi thở nguy nga. Thật giống như ma thần, một trường rơi xuống. Phịch, thật giống như chết màn trời giống vậy màu tím ánh sáng hạ xuống, tay kia cầm màu bạc cây đinh ba ông già đầu hói ngay tức thì thân thể cương trực, bị khống chế được, không cách nào nhúc nhích, rồi sau đó, một trường kia trực tiếp là giống như hủy diệt vậy nghiền ép tới, đến mức, nghiền hết thảy. Ngươi dám, cho ta dừng tay, nhưng vào lúc này,
một đạo giống như sấm sét sét đánh tiếng giống giận vang lên, cách đó không xa, một đạo càng kinh khủng hơn cường hãn hơi thở chọc thủng vòng trời, đánh mạnh tới. Ở nơi đó, cuồn cuộn khủng bố linh khí chập chờn giống như là thác nước vậy đập rơi xuống, ở đó trong, một tôn cả người lóng lánh màu xanh thẳm hào quang bà lão diện mạo dữ tợn, bàn tay vung lên, hàm chứa khủng bố chập chờn giỏ hoa chính là ở trong tay hắn xuất hiện. Hoa quỷ bà bà, rất nhiều người ánh mắt bị sợ ở, rợn cả tóc gáy. Đây chính là Nhan Chân phái trăm năm trước nhân vật lớn, một cái thời đại cường tuyệt, bây giờ, lại còn chưa có chết. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, Trần Phi ánh mắt cũng là hơi ngưng nhiên đứng lên, không nghĩ tới, tầng thứ này cường giả lại như này không có tính nhẫn nại, như vậy mà thôi, liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Dừng tay, ngươi kêu ta dừng tay liền dừng tay, ta nhiều thật mất mặt. Trần Phi ngay sau đó bước chân đạp một cái, bỗng ở giữa vậy tử tiêu khí đổi được lại là đậm đà và khủng bố, đều đến khai hóa không ra trình độ, đem vậy miễn cưỡng tiếp tử tiêu thân phận thật sự một trường tay cầm màu bạc cây đinh ba ông già đầu hói bao phủ. Rồi sau đó, chết hơi thở bắt đầu từ vậy trong điên cuồng đầy tràn ra. Phịch, một tiếng rên, một cái thân thể trực tiếp là nổ tung. Ngươi, vậy hoa quỷ bà trực tiếp là sắc mặt lạnh vô cùng đứng lên, hai mắt đỏ như máu, chết nhìn chằm chằm Trần Phi tràn đầy cuồng nộ. Cộng thêm bây giờ cái này hai người, bọn họ Nhan Chân phái, liền ước chừng ở Trần Phi trong tay chết rất bốn vị thái thượng trưởng lão, bực này kinh khủng tổn thất, như thế nào không để cho nàng cảm thấy nhức nhối. Đây là khó mà tiếp nhận tổn thất to lớn. Hôm nay, người ắt sẽ táng thân nơi này, ta lấy ta danh vọng dậy thề. Vậy hoa quỷ bà chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng khạc ra ác độc thanh âm. Thanh âm kia, hàn đến trong lòng của người ta mặt. Ta hôm nay có thể chết hay không, ta không biết, nhưng ta biết nếu như hôm nay ta không chết được, các người Nhan Chân phái, hẳn sẽ ở nơi này thành u lang xóa tên chứ. Người cảm thấy thế nào? Trần Phi lạnh nhạt đáp lại, thần phong tương đối, không sợ hãi chút nào. Rào rào. Đám người trực tiếp là một hồi xôn xao, xóa tên. Coi như là những cái kia bốn đại đứng đầu cấp thế lực cường giả, hiện vào lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt, đều là đồng thời mang theo nồng nặc chấn động. Thằng nhóc này, nhất định chính là một người điên, nếu như đắc tội, không giết chết, vậy đơn giản là thiên phiền toái lớn. Phải không, ngươi lấy là ngươi có như vậy cơ hội, ta Nhan Chân phái, Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung, Bùi gia, ngươi cảm thấy chúng ta nhiều như vậy nhà liên hiệp chung một chỗ, ngươi còn có thể ý nghĩ hảo huyền xoay mình. Ha ha, có chút thời điểm, người nằm mơ chỉ càng ngày sẽ càng mộng, ban ngày nằm mộng, hiểu không? Nhưng mà, hoa quỷ bà nghe vậy lại cười, vậy ác độc, châm chọc lời nói, trực tiếp là làm mọi người tim chợt rung rung một chút. Nhan Chân phái, Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung, Bùi gia, bọn họ cũng liên hiệp đến cùng nhau, đối phó Trần Phi. Ngoan ngoãn, đây là bực nào chiến trận, cái này thành u lang, là muốn lật trời sao? Bùi Uyển Tình nghe vậy cũng là thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, ánh mắt kinh hoàng, hốt hoảng. Nàng biết gia tộc bọn họ muốn đối phó Trần Phi, có thể lại không nghĩ rằng, trận này chiến đấu, lại là như vậy khủng bố. Trừ đi Tuyết Vân Lâu ra thành u lang mạnh nhất năm thế lực lớn liên hiệp, như vậy bút tích, thật là đủ để đem cái này thành u lang lật loạn. À, có thể nhưng vào lúc này, lại một đạo tiếng kêu thảm vang lên. Khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ tròng mắt đều là không nhìn được hung hãn rụt một cái. Bởi vì, vậy trước vây công Trần Phi bốn đại thái thượng trưởng lão Nhan Chân phái, bây giờ lại là bị làm thịt một cái. Ngươi, Trần Phi, ngươi không khỏi quá cản rỡ. Vậy hoa quỷ bà không nhìn được thần sắc cuồng liệt dữ tợn, tràn đầy máu tanh vẻ giận dữ. Tổn thất này, thật sự là quá khổng lồ, làm coi như là nàng, cũng không cách nào tiếp nhận. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, từng đạo càng kinh khủng hơn cùng cuồng liệt gió lốc lớn xuất hiện, bỗng ở giữa chính là có 4-5 vị bóng người xuất hiện ở vậy trên mặt đất. Vậy 4-5 vị bóng người vừa xuất hiện, Trần Phi con người chính là không nhìn được chợt đông lại một cái, bởi vì những người đó chính giữa, hắn biết một cái trong đó, vậy trước kia chính là từng cùng hắn từng có đối mặt Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, Triệu Vạn Vũ. Mà những thứ khác những người đó có thể cùng hắn đặt song song, há chẳng phải là nói, tê. Đáng chết. Thật là mạnh, những người này là. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này 4-5 người xuất hiện, làm người ta cửa tim đều là không nhịn được cuồng nhảy cỡn lên,
bởi vì quá mạnh mẽ, cường hãn đến liền liền trước Hoa Quỷ Bà Bà uy thế, đều bị bọn họ quên lãng. Đại trưởng lão, Hoa Quỷ Bà Bà tiến lên một bước, hướng Triệu Vạn Vũ thi lễ. Lão tổ, vèo một tiếng, băng ma cung liễu thiên địa xuất hiện, hướng Triệu Vạn Vũ bên người một người cung kính khom người nói. Huyễn quân lão tổ, Thiên Long môn Trịnh Huyền Không cũng là sắc mặt kinh biến đi tới trước, cung kính nói. Còn có Bích Thanh cung người, Bùi gia người. Các thế lực lớn lão tổ cũng xuất hiện, mọi người không nhìn được con ngươi một hồi co rúc lại, lộ ra rung động vẻ. Tràng diện này, chân thực có chút quá kinh người. Đại trưởng lão, xin ra tay đem người này bắt giết chết. Đoạn Quân và bọn họ đều chết hết, bị hắn giết. Nhưng vào lúc này, Hoa Quỷ Bà Bà hướng Triệu Vạn Vũ nói, cắn răng nghiến lợi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt tràn đầy sát ý. Cái gì? Triệu Vạn Vũ con ngươi chợt co rúc một cái. Ánh mắt đảo qua, phát hiện ở tại chỗ nguyên hẳn là có bốn người bọn họ Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão, bây giờ, lại chỉ còn lại có một người. Oanh! Hủy thiên diệt địa khí thế bùng nổ, Triệu Vạn Vũ thiên linh cái trực tiếp là vọt ra khỏi một đạo chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng trong, bụi đất lạnh lẽo trường kiếm đồng xanh tràn ngập mục nát thi hài khí, làm người ta cảm giác được bao la lạnh như băng, còn có cuồng nộ, cuốn về phía Trần Phi, dễ như bỡn. Chết! Triệu Vạn Vũ hai mắt đỏ như máu, một tiếng quát chói tai. Điểm chính đề cử mấy quyển sách hay, Trường Học Chi Hộ Hoa Binh Vương, Thiên Đình Tiểu Ngục Tốt, Tam Giới Bao Lì Xì Nhóm, Dị Năng Tiểu Thần Nông, Cực Phẩm Ung Dung Tự Tại Đại Thiếu Gia, đều là kinh điển đại tác, các bạn có hứng thú có thể đi xem, cũng viết rất khá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Vạn Vũ có mạnh hay không? Sợ rằng vấn đề này ở thành U Lang bất kỳ tu sĩ nào trong tai, đều là vô cùng là tức cười vấn đề. Nhan Chân phái hai đại lão tổ cấp một trong những nhân vật, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Hai người này, bất kỳ một người nào chức vụ, cũng tuyệt đối là đủ để làm người ta quỳ xuống đất sùng bái. Mà bây giờ, Triệu Vạn Vũ nén giận ra tay, có bao kinh khủng. Ít nhất cho dù là Trần Phi hiện vào lúc này cũng đột nhiên đổi một cái sắc mặt, vung tay lên. Ngọc làm dạng dỡ làm, đem mình bao lại. Là vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, thật là đồ tốt à. Một đám lão tổ cấp cường giả con ngươi đông lại một cái, ánh mắt cũng là chợt rụt một cái, chợt, lập tức là hiện ra kích động cùng vẻ tham lam. Bọn họ tụ chung một chỗ mục đích, không phải là vì nó sao. Oanh! Mà vào lúc này ở giữa, vậy bụi đất lạnh lẽo trường kiếm đồng xanh đi ngang qua bầu trời mênh mông. Một món cuồn cuộn khủng bố đụng vang khắp ở đó ngọc màu trắng trên bảo tháp. Bát cung huyền tháp run lên, phát ra kinh động chu vi mười mấy dặm chiến minh, giống như là chuông đồng tiếng. Giờ khắc này, toàn bộ trong phạm vi mấy chục dặm người, đều là không nhịn được ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra rung động thần sắc, bởi vì loại này kinh khủng động tĩnh, hơi thở cũng là kinh người đến khó mà hình dung, kết quả này ai, đã xảy ra chuyện gì. Mà ở hiện trường này, biết là chuyện gì xảy ra người, đều là không nhịn được lúc này hoàn toàn sắc mặt rung động đứng lên. Tim, nhảy loạn. Bùi gia, Nhan Chân phái, Thiên Long môn, Tam Tuyệt cung, như vậy bốn thế lực lớn lão tổ cấp cường giả đều xuất hiện, đơn giản là hủy diệt tình cảnh. Kinh người nghe. Chặn lại, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bát cung huyền tháp chặn lại Triệu Vạn Vũ trường kiếm đồng xanh hoành kích, rất nhiều người đều là không nhịn được con ngươi chấn động một cái. Rồi sau đó, vẻ tham lam hơn nữa cuồng liệt xông ra. Giao ra bảo tháp, tha ngươi toàn thây, nếu không. Hừ, chỉ gặp Bùi gia lão tổ cấp cường giả hừ lạnh một tiếng, mặt mang nồng nặc ngạo nghễ cùng giễu cợt, bàn tay đột nhiên ở giữa run lên, một cổ màu đen xoắn ốc kình khí mà chính là trào động. Để cho Trần Phi ngay tức thì thân thể cứng lên, thân thể không khí chung quanh thật giống như phong khóa lại, không cách nào nhúc nhích. Bùi Sùng Vũ, qua chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Một khắc sau, hư không chấn động, một cổ vô cùng mãnh liệt chiến ý giống như là gió bão vậy tới, tràn ngập, nhưng là một vị trong bóng tối ông già ra tay, từ trên trời hạ xuống, ngăn ở Trần Phi trước mặt. Xuân Liệt, ngươi có ý gì? Bùi gia lão tổ cấp cường giả con ngươi co giúp một cái, nhìn người đến, thần sắc kinh nghi bất định quát hỏi. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt còn vô cùng khó khăn thăm hỏi trước bên cạnh băng ma cung, Bích Thanh cung cường giả. Xuân Liệt, cái này thành U Lang chỉ có một người làm nổi hắn Bùi Sùng Vũ như thế nào kiêng kỵ, và gọi.
đó chính là chiến hồn cung lão tổ cấp tồn tại, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả Duẫn Liệt. Duẫn Liệt ngươi, Băng Ma cung, Bích Thanh cung hai vị lão tổ cấp cường giả cũng là sắc mặt kinh nghi, âm lãnh đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng là không nghĩ tới, Tam Tuyệt cung muốn đến đồng khí liên chi, mà lúc này, đối phương nhưng lại có thể và bọn họ đứng lên phía đối lập. Duẫn Liệt, chuyện này và ngươi chiến hồn cung không quan hệ, tránh ra. Một khắc sau, Triệu Vạn Vũ sắc mặt âm lãnh mắng. Đồng thời, hắn ánh mắt không nhìn được khó coi nhìn về Trần Phi, thằng nhóc này, chẳng lẽ đến có chuẩn bị. Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung, Bùi Gia, Nhan Chân Phái, hơn nữa còn là mỗi nhà đều tới một vị lão tổ cấp nhân vật, trận này chiến đấu, nói thật, các người chưa thấy được thật là quá đáng. Duẫn Liệt trong mắt đục ngầu nhàn nhạt quét Triệu Vạn Vũ. Hắn nếu đã làm ra lựa chọn, vậy tất nhiên, sẽ một con đường đi tới hắc. Có đôi lời nói hay, được việc ở người, mưu chuyện ở trên trời. Bây giờ, hết thảy liền nhìn ý trời đi. Cái này bình thản thanh âm, rơi vào người bất kỳ trong tai, cũng cho người sợ hết hồn hết vía cảm giác. Một khắc sau, gần như tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Băng Ma cung. Bích Thanh cung hai vị lão tổ cấp nhân vật trên mình, chiến hồn cung hành động này, há chẳng phải là ý nghĩa, Tam Tuyệt cung sắp quyết liệt. Duẫn Liệt, ngươi chắc chắn ngươi thật nghĩ rõ, Tam Tuyệt cung từ trước đến giờ đồng khí liên chi, ngươi bây giờ nếu như vách đá ghìm ngựa, vẫn còn kịp. Băng Ma cung lão tổ cấp nhân vật vẻ giận dữ về phía trước, sắc mặt xanh mét nói. Tam Tuyệt cung, từ trước đến giờ lấy Băng Ma cung thực lực mạnh nhất, lấy thành tựu chủ đạo, mà bây giờ... Nếu như chiến hồn cung thoát khỏi, đối với bọn họ Băng Ma cung mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Ngược lại là vậy Bích Thanh cung lão tổ cấp nhân vật sắc mặt lóe lên, nhìn Duẫn Liệt, không nhịn được hỏi, Duẫn Liệt, thằng nhóc này, người chắc chắn ở trên người hắn đáng ngươi như vậy đặt tiền cuộc. Thậm chí không tiếc cùng bọn ta quyết liệt. Duẫn Liệt ngậm miệng không nói, có thể cái này không nói, cũng đã là biểu minh hắn thái độ. Trong nháy mắt. Vậy các vị lão tổ cấp nhân vật sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Duẫn Liệt, thằng nhóc này đáng chết, ngươi tại sao phải đảm bảo hắn? Đáng giá không? Thiên Long Môn, Huyễn Quân lão tổ đứng ra hỏi. Đáng chết, tại sao đáng chết? Huyễn Quân, ngươi có thể nói cho ta sao? Duẫn Liệt nhàn nhạt nói. Hắn giết ta Nhan Chân Phái năm đại thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ không đáng chết? Triệu Vạn Vũ sắc mặt dữ tợn nói. Đây là các người Nhan Chân Phái cùng hắn ân oán, những thứ khác đâu? Duẫn Liệt lại lần nữa nhàn nhạt nói. Duẫn Liệt tiền bối, hắn giết ta Liễu Thiên Địa nhi tử, sổ nợ này, có nên hay không coi là? Liễu Thiên Địa đứng ra nói. Tam Tuyệt cung đồng khí liên chi, thằng nhóc này đắc tội Băng Ma cung, ta Bích Thanh cung, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy Bích Thanh cung lão tổ lạnh lùng nói. Ta Bùi gia gia chủ đương thời 200 tuổi đại thọ. Xác thực bị hắn khuấy hoàng, hơn nữa chấp pháp đường thủ tọa cũng bị hắn giết. Sổ nợ này, dĩ nhiên không thể không tính. Bùi gia lão tổ tiếp lời, âm lãnh nói. Được a, xem ra đều là sư gia nổi danh, có thể Huyễn Quân các người Thiên Long Môn đâu. Hắn cùng các người Thiên Long Môn, có thù gì? Duẫn Liệt lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về đã bắt đầu đặt câu hỏi Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân. Người sau nghe vậy sắc mặt chợt cứng đờ, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói, loại này ác đồ, coi trời bằng vung, tùy ý ngông là, ta Thiên Long Môn thành tựu thành U Lang đệ nhất đại phái, chẳng lẽ không nên ra tay trừng trị? Phốc suy. Nhưng vào lúc này, Trần Phi không nhịn được cười lạnh, hết sức lớn tiếng. Tiểu bối, ngươi cười cái gì? Thiên Long Môn lão tổ sắc mặt ngay tức thì âm trầm tới băng điểm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Cười cái gì? Ngươi chưa thấy được ngươi quá dối trá, quá buồn cười sao? Trần Phi lúc này ngược lại là lá gan thiên đại, nhìn đối phương càng phát ra mặt âm trầm, không chút kiêng kỵ nói châm chọc, cái này Bát Cung Huyền Tháp, bây giờ đang ở ta trong tay, ngươi nếu là muốn, cứ tới cầm, cần gì phải nói những cái kia không bờ bến, chọc người cười nhạo dối trá nói láo. Chẳng lẽ các người những người này, đều là như vậy, lòng so thiên chiều rộng, mặt so tường dày. Càn rỡ, Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân nổi giận, bộc phát ra cuồng liệt hơi thở, vô cùng cường hãn. Dễ như bớn, tại ngày đó không chung, ngưng tụ thành một cái hủy diệt bàn tay, hướng Trần Phi lùng bắt đi. Tràn đầy khủng bố. Như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, Trần Phi lại dám như vậy không lưu đường sống châm chọc hắn. Thành tựu Thiên Long Môn lão tổ cấp tồn tại,
hắn như thế nào tất cả chịu được như vậy mất mặt. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, băng thiên nơi tuyết đột nhiên tới, nhàn nhạt hoa tuyết bay xuống, buộc vòng quanh làm run sợ lòng người đóng băng khí lạnh. Huyễn quân, ta đều là cảm thấy hắn nói không sai, người đỏ con mắt người ta bảo vật, muốn mạnh cướp, rõ ràng nói thẳng không phải tốt sao. Nếu không phải là dối trá làm bộ như đại nghĩa lẫm nhiên, làm người trừ hại. Băng thiên trong tuyết địa, một đạo già nua châm chọc tiếng xuất hiện, theo sát phía sau, lại có hai đạo thân ảnh đạp đi ra. Hơn nữa bất ngờ vẫn là hai vị hơi thở vô cùng là khủng bố, cường hãn nhân vật, khí thế đặc biệt chi khoa trương. Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân Lão Nhi. Vậy các gia lão tổ cấp cường giả hoàn toàn sắc mặt thay đổi. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ vẫn là không nhịn được con ngươi co giúp một cái, hổn hển nói. Thành tựu bọn họ Bùi gia tử đối đầu, hắn làm sao không biết, đối phương hai người, đây chính là Tuyết Vân Lâu lão tổ cấp nhân vật. Hơn nữa thậm chí, đối phương hai người thực lực, cũng so hắn Bùi Sùng Vũ lợi hại hơn. Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, từ Bùi gia chỗ sâu, lại là có hai đạo âm lãnh, cường hãn hơi thở xông ra, thanh âm truyền ra. Tuy người chưa đến, có thể mọi người tại đây nhưng ai cũng biết, đó là Bùi gia hai người khác lão tổ cấp nhân vật, vậy rời núi. Hai vị, chuyện này các người Tuyết Vân Lâu thật muốn nhúng tay. Nhan Chân phái lão tổ Triệu Vạn Vũ sắc mặt phiền muộn, lạnh như băng nói. Không ưa, dĩ nhiên là muốn nhúng tay, người nói đúng không, Duẫn Liệt. Thái độ đó cho người cảm giác có chút ngang bướng. Tuyết Vân Lâu lão tổ Tuyết Triều Dương cười lớn một tiếng, cùng hắn bên cạnh một vị khác lão tổ Nhàn Vân cùng nhau, thân hình chớp mắt, một giây kế tiếp, xuất hiện ở Duẫn Liệt bên người, một màn này trực tiếp là khiến cho được mọi người tại đây con ngươi tất cả đều động lại một chút. Bởi vì, cái này tựa như chính là một cái tín hiệu, các người bốn nhà nếu như muốn đến bắt người, vậy thì tới đi. Ta Tuyết Vân Lâu, ta Chiến Hồn Cung, phụng bồi. Hôm nay, thằng nhóc này chúng ta muốn định, hắn phải chết, Triệu Vạn Vũ lạnh như băng nói. Trên tay gặp thật chiêu đi, nếu như chúng ta không ngăn được, người cùng lại là tùy ý là, cũng có thể, không phải sao. Duẫn Liệt bình tĩnh nói, nhưng ngay khi vậy bình tĩnh, làm người ta sợ hãi. Hắn là Tam Tuyệt Cung hiện thích chữ nhất người của lão vật, thật lợi hại, không người biết, nhưng là, giống như Triệu Vạn Vũ loại này mới vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 người, lấy một chọi hai tuyệt đối là không vấn đề gì. Vèo, vèo, có thể nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời hai đạo cường tuyệt bóng người bỗng nhiên chớp mắt, cường hãn khí cơ đồng thời từ trên trời hạ xuống, phong tỏa ở Duẫn Liệt trên mình. Băng Ma Cung lão tổ thần sắc lạnh như băng, nhàn nhạt nói, Duẫn Liệt, chúng ta Tam Tuyệt Cung nội bộ sự việc, tự chúng ta trước xử lý một chút chứ. Duẫn Liệt bình thản ngẩng đầu lên, nhìn một cái Băng Ma Cung lão tổ, vừa liếc nhìn Bích Thanh Cung lão tổ, trên mặt không có chút nào chập chờn, dưới chân đạp một cái, bay lên bầu trời. Như ngươi mong muốn. Oanh! Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, hai ngươi không quá dễ ở các người Tuyết Vân Lâu địa bàn đợi, nếu không phải là tới góp cái này náo nhiệt. Chỉ bằng các người, chỉ muốn ngăn trở chúng ta bắt người. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ con ngươi âm lãnh, xuyên thấu hư không, ánh mắt dừng lại ở lão đối đầu trên mình. Kinh khủng hơi thở tràn ra tới, hắc khí lượn lờ, dị thường kinh hãi. Bằng chúng ta chẳng lẽ không đủ chưa? Bùi Sùng Vũ, ngươi, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Muốn bắt người, tốt, ngươi có thể thử một chút. Tuyết Triều Dương cười nói, trên mặt, hiện ra hết tùy ý, ngang bướng vẻ. Vậy chúng ta liền thử một chút, lại xem ngươi có thể như thế nào. Giờ khắc này, lại là một đạo khí tức kinh khủng truyền tới, Bùi ra chỗ sâu, hai đạo hơi thở kinh khủng bóng người nhanh chóng chạy tới, xa xa thân thể người rối rít bạo lui. Cái này hai đạo thân ảnh không phải người khác, chính là trước lên tiếng vậy hai vị Bùi gia lão tổ tồn tại. Ừ, nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người con ngươi có giúp một cái. Bởi vì, vậy một mực trầm mặc Tuyết Vân Lâu lão tổ Nhàn Vân lại là trực tiếp đi về phía người đâu. Hắn là muốn một người độc thân, đối mặt vậy hai vị Bùi gia lão tổ cấp tồn tại. Nhàn Vân ngươi muốn cùng bọn họ vui đùa một chút, tốt lắm, như vậy Bùi Sùng Vũ, liền giao cho ta đi. Tuyết Triều Dương khóe miệng nhếch lên, mặt lộ vẻ ngang bướng vẻ, đi về phía Bùi Sùng Vũ. Đối với mình cái này đồng bạn hắn vô cùng có lòng tin, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương thực lực, coi như là chính hắn, cũng so với bất quá. Lúc này chiến trường, đã là có thật nhiều vị lão tổ cấp cường giả có đối thủ. Tỷ như,
Chiến hồn cung lão tổ cấp nhân vật xuẩn liệt, hắn đối thủ chính là băng ma cung, bích thanh cung vậy hai vị, thân hình ba người lóe lên, nhảy vọt tại bầu trời, đến mức, hư không nổi lên một hồi vòi rồng gió lốc lớn, ùng ùng gầm thét, làm người ta dị thường kinh hãi. Nếu như cùng vậy Tuyết Vân Lâu hai vị, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, bọn họ một người, cái trước đi về phía Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ, một người khác, người sau đi về phía hai người khác từ Bùi gia chỗ sâu đi ra nhân vật. Lấy một chọi hai. Mà lúc này vậy mảnh bầu trời, cũng đã là trực tiếp bị băng thiên nơi tuyết bao trùm, hắc khí kinh khủng dị thường nổ âm. Cái loại đó uy áp kinh khủng, khiến cho được người nghẹt thở, không cách nào nhúc nhích. Bất quá, coi như là như vậy, mọi người tại đây lại nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy lóe lên cùng ngưng nhiên. Tam tuyệt cung, Bùi gia cường giả có người đối phó, có thể những thứ khác đâu. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Dường như có chút không đủ à, ha ha, giao ra vậy bảo tháp, ta để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không, ha ha, ta đây muốn xem, hôm nay, ai có thể đem ngươi bảo vệ tới. Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân lạnh mở miệng cười, ngay sau đó bóng người chớp mắt, hướng Trần Phi chợt bắt tới. Vang vang, nhưng mà, làm kinh khủng kia bàn tay thì phải trừ hướng Trần Phi, hắn nhưng phát hiện, vậy trong bóng tối, bỗng là có một màn màu đen mây mù đem bắn ra. Ngăn cách bên ngoài, Trần Phi vẫn ở chỗ cũ nơi đó, mặt không cảm giác nhìn hắn, một màn này khiến cho sắc mặt người kinh biến. Cái gì, mọi người không nhìn được con ngươi co rúc lại, thần sắc rung động cùng kinh động. Bởi vì, hiện vào lúc này bọn họ thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực, kể cả Nhan Chân phái cái này chuẩn bị chọn, cũng đã là toàn điều động, nhưng bây giờ cái này, đây tột cùng là người nào? Chẳng lẽ, là bọn họ thành U Lang gia tồn tại? Ai? Thiên Long môn lão tổ cấp cường giả Huyễn Quân cũng là sắc mặt biến, chợt quát một tiếng, có thể một khắc sau, một cái đen thui bàn tay nhưng xuất hiện ở hắn trên thiên linh cái phương, khô héo giống như con gà móng, hướng đầu hắn, hung hăng một chảo. Huyễn Quân lão nhi, xem ra ngươi những năm này lưu lại ở Thiên Long môn cũng gắng gượng an nhàn, liền ta là ai, đều quên. Một đạo bình thản cười khan tiếng vang lên, giống như là nhọn tiếng va chạm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Từ Huyễn Quân lão tổ thiên linh cái lao ra một đạo kinh khủng chùm ánh sáng, mà quang thúc kia trong, một quả hiện đầy đồng tú chuông lấp lánh rực rỡ trước, muôn màu muôn vẻ, tràn ngập đáng sợ sáng bóng. Một khắc sau, vậy dì loang lổ chuông đồng bắn ra lực lượng, đem đen như mực kia khô héo bàn tay trực tiếp là nổ tung mở. Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời, một đạo thuộc về bóng tối trong sương mù dày đặc bóng người, đổi một chút là xuất hiện. Hắc sát. Thiên Long môn cường giả con ngươi ngưng hạ, trong mắt nhìn về phía vậy bao quanh mở tối sương mù dày đặc bóng người, trong ánh mắt lại là nổi lên nhàn nhạt sợ hãi vẻ. Hiển nhiên, cái này ông già hắn biết, hơn nữa vô cùng quen thuộc. T, Hắc, Hắc sát. Hắn là ai? Thiên Long môn trăm năm trước thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, sau đó nghe nói là phản bội, gia nhập ám ma các. Cái gì, tối tăm, ám ma các? Xa xa người con người cũng đều nặng nề teo lại tới, dị thường chấn động. Hắc sát, một ít kiến thức rộng lớn người cũng nghĩ tới Thiên Long môn trăm năm trước phản bội thái thượng trưởng lão cấp nhân vật. Trọng yếu hơn chính là, năm đó, hắn phản bội sau đó, nhưng mà gia nhập ám ma các. Mà ám ma các là cái gì? Đây chính là bọn họ thành U Lang cấm kỵ vậy tồn tại. Làm sao, nhớ ra rồi. Ám ma các lão tổ cấp nhân vật hắc sát lạnh lùng cười một tiếng. Bàn tay lại lần nữa vung lên, khoảnh khắc ở giữa giữa trời đất chính là xuất hiện cuốn lên vân không ma quang, cuốn lên về phía trước phương, nhắm thẳng vào sắc mặt kia kinh biến Huyễn Quân lão tổ, như chết gió lốc lớn vậy muốn đem đối phương ngàn đao lăng trì. Diệt! Một khắc sau, Huyễn Quân lão tổ sắc mặt âm trầm gầm lên, đột nhiên ở giữa vậy dỉ loang lổ chuông đồng chính là vọt ra khỏi minh mông trùm ánh sáng, muôn màu muôn vẻ, triển qua hư không, đem vậy hết thảy đều là nổ bể ra. Và tới đánh lực lượng đụng vào nhau, cuối cùng một đạo tan thành mây khói. Vèo. Cùng lúc đó, ám ma các lão tổ cấp nhân vật hắc sát thân hình trước mắt, xuất hiện ở Trần Phi phía trước, thay thế hắn, cùng vậy sắc mặt xanh mét Huyễn Quân lão tổ các người đối mặt đứng lên. Hắc sát, chuyện này cùng các người ám ma các có quan hệ thế nào? Vậy bảo tháp ta Thiên Long môn thế ở tất được, chẳng lẽ, ngươi dám cản ta? Đón ám ma các lão tổ hắc sát cười lạnh ánh mắt. Huyễn Quân lão tổ có chút hổn hển nói.
thế ở tất được. Trước hao tổn nghe vậy cười một tiếng, trên mặt hiện ra châm chọc, nói cần ta nói cho ngươi một cái tin sao? Ta ám ma các chủ, bây giờ đang các người Thiên Long Môn làm khách. Cái gì? Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân sắc mặt kinh biến, không cách nào nữa bình tĩnh. Những người khác cũng là bị lời này hoàn toàn hù ngây người. Ám ma các chủ đó là nhân vật nào? Nhưng bây giờ, nhưng tự mình đi Thiên Long Môn làm khách, đây là muốn khơi mào chiến tranh sao? Thằng nhóc này là chúng ta bốn đại thế lực mục tiêu. Coi như là các người ám ma các. Hắc sát, xin khuyên một câu, nước đục này không phải tốt như vậy trộn. Triệu Vạn Vũ lúc này không thể không đứng ra băng lạnh lùng nói. Ánh mắt dị thường hổn hển. Hắn là chúng ta ám ma các bằng hữu. Nghe vậy, ám ma các lão tổ hắc sát nhàn nhạt nói một tiếng. Khiến cho được Triệu Vạn Vũ, cùng với Huyễn Quân lão tổ đều là sắc mặt run lên. Được, lại có thể như vậy, ta Thiên Long Môn ngược lại muốn xem, người ám ma các rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ở nơi này thành U Lang, có thể hay không đảm bảo được hắn. Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân lạnh như băng nói. Vô luận là Chiến Hồn Cung, Tuyết Vân Lâu, đều không đạt tới bọn họ Thiên Long Môn mạnh mẽ, cho dù là ám ma các, vậy chờ con chuột qua đường, thì có thể làm gì? Ở nơi này thành U Lang, chẳng lẽ còn có cái gì là bọn họ Thiên Long Môn muốn, còn không lấy được? Vậy không thể nào. Ha ha, năm đó ở ta thủ hạ không chống nổi trăm chiêu người, bây giờ, người khẩu khí này ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Phải, vậy ngươi liền thử một chút chứ? Ám ma các lão tổ cười lạnh nói. Năm đó, phản bội Thiên Long Môn trước, cái này Huyễn Quân thì không phải là hắn đối thủ. Mà bây giờ, hắn lại là không cần kiêng kỵ cái gì. Hừ, Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân bàn tay vạch qua, giữa trời đất, vậy gì loang lổ chuông đồng chính là hiện ra kinh khủng chói lọi. Tựa như đem thiên địa ngăn cách thành hai đoạn. Ám ma các lão tổ hắc sát con người hơi đông lại một cái, lại là bình thản hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt, ánh mắt che khuất bầu trời, cùng vậy cái trước đánh vào trên bầu trời. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo trường kiếm đồng xanh phụt ra phụt vô kinh người kiếm phong, hướng Trần Phi tấn công tới. Chập chờn cường hãn. Cùng lúc đó, Triệu Vạn Vũ thanh âm lạnh như băng chính là vang tới. Bây giờ, ta xem còn có ai có thể đảm bảo ngươi. Bắt hắn lại, lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, tiếng chấn động hư không. Là khắc kia ý đem ám ma các lão tổ dẫn nhập trên bầu trời Huyễn Quân lão tổ. Đáng chết, gặp, ám ma các lão tổ hắc sát sắc mặt chợt biến sắc, cái này mới phản ứng được xảy ra chuyện. Nguyên trước khi tới Triệu Vạn Vũ, Huyễn Quân lão tổ nói, đều là ở kích hắn. Hắn xuất hiện, vốn là địch đối với Triệu Vạn Vũ, Huyễn Quân hai người. Mà bây giờ, hắn nhưng xung động. Tránh ra, từ hắn trong miệng hiện ra kinh khủng tiếng giống giận, một trường vung ra, ngày đó tế ở giữa, kinh khủng à quang ngưng tụ thành một cái đen thui bàn tay, dị thường khô đét, nhưng ẩn chứa vô cùng lực lượng, cưỡng ép mở đường, muốn giết trở lại Trần Phi bên người. Phịch! Nhưng mà, Huyễn Quân lão tổ nhưng cưỡng ép chắn phía trước, cứng rắn ăn một trường này. Vân không trong tràn ngập lên nhức mắt ma quang. Qua hồi lâu, vậy ma quang mới dần dần tản đi, chỉ gặp một đạo thân ảnh xuất hiện, bất ngờ chính là Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân. Bất quá lúc này hắn nhìn như nhưng không tốt lắm, hơi thở lững lờ, cả người đẫm máu, trên mặt hơi hiện lên màu trắng. Hắc sát, không nghĩ tới trăm năm trước ta không sánh bằng ngươi, bây giờ, như cũ vẫn là không sánh bằng ngươi. Bất quá thôi, cái này cũng không trọng yếu, thằng nhóc kia. Chúng ta Thiên Long Môn quyết định. Vậy cả người đẫm máu Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân sắc mặt phiền muộn, rồi sau đó, chợt một tiếng quát to. Triệu Vạn Vũ, còn chưa động thủ. Vang vang. Vậy trường kiếm đồng xanh lần nữa tóe ra kinh người chập chờn. Hóa là đáng sợ kiếm khí dài mang, phong tỏa Trần Phi, làm không cách nào nhúc nhích. Thằng nhóc kia, lần này chỉ sợ là thật xong rồi. Không kịp vận dụng vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Ai có thể cứu? Đám người con người hung hăng rụt một cái, trong lòng ngầm nói. Bỏ mặc Trần Phi người giúp nhiều đi nữa, nhưng bây giờ, bốn thế lực lớn cường giả, cao thủ vẫn là chiếm cứ lên gió. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, đủ để cải biến chiến cuộc. Thằng nhóc, lần này ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Triệu Vạn Vũ cười lạnh, hư không dậm chân, hướng Trần Phi bước bách đi. Bây giờ... Hắn đã hoàn toàn phong tỏa ở Trần Phi động tác.
Động không tới vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, hắn còn cần phải lo lắng cái gì? Cái gì, có thể nhưng vào lúc này, hắn con ngươi nhưng đột nhiên co rúm một cái. Bởi vì Trần Phi lại hắn trong tầm mắt, nhúc nhích một chút. Làm sao, thật bất ngờ. Trần Phi châm chọc ngẩng đầu nhìn Nhan Chân Phái lão tổ Triệu Vạn Vũ, giơ tay lên một cái, cho dù là cảm giác thân thể nặng như thiên quân, có thể loại áp lực này, đối với hắn mà nói, nhưng chưa tính là cái gì. Có thể nhúc nhích thì như thế nào? Có thể nhúc nhích, nhiều nhất bất quá là để cho ngươi có thể nhiều một tầng bảo vệ vỏ rùa đen, có thể ngươi lấy là ngươi không biết mệt mỏi hết sức sao? Ở ta Triệu Vạn Vũ trước mặt, ngươi lấy là có thể chống đỡ bao lâu? Triệu Vạn Vũ mặt liền biến sắc, dày đặc gầm nhẹ nói. Ai nói ta sẽ chĩa vào vỏ rùa đen? Trần Phi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn đối phương, đột nhiên cười, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái rực rỡ châm chọc, nói thật, chỉ bằng ngươi, tựa hồ vậy không mạnh đến làm ta mất chiến đấu lòng tin. Ngươi nói gì? Triệu Vạn Vũ con ngươi chợt co rúm một cái, rồi sau đó sắc mặt âm trầm xuống, rồi sau đó cười, giận dữ ngược lại cười, như thế nói, ngươi muốn cùng ta đánh. Ngươi cảm thấy, ngươi có vậy tư cách. Ta muốn ngươi hiểu sai, ta đều không phải muốn và ngươi đánh. Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, đột nhiên, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra nồng nặc vẻ điên cuồng. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi, làm lớn như vậy chiến trận đối phó ta, ngươi thật lấy là, ta Trần Phi là dễ khi dễ. Vừa nói, hắn giấu ở phía sau bàn tay một quầy, một quả tràn ngập khí tức đáng sợ ngọn lửa màu tím tiểu lò chính là lặng lẽ không hơi thở xuất hiện. Ai cũng không nhận ra được. Được, rất tốt sao à? Ta Triệu Vạn Vũ ngược lại muốn xem, người loại rác dưới này, là như thế nào có thể đem ta giết chết? Triệu Vạn Vũ giận dữ ngược lại cười. Ở nơi này thành U Lang, dám như thế khinh thị hắn, Trần Phi là cái đầu tiên. Thật là cuồng ngông vô biên. Người muốn xem, phải, lại có thể như vậy, ta liền thỏa mãn người cái này trước khi lâm chung chăn chối. Vậy tử diễm tiểu lò lần linh lợi bay lên không đứng lên. Trần Phi bóng người nghênh kích lên cái, trực tiếp là ở đó từng đạo ánh mắt khiếp sợ chính giữa, trở thành lúc này nhất cái nhìn chăm chú tính tiêu điểm. Bởi vì hắn cử động như vậy, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, không những không chạy, còn muốn theo lão tổ cấp nhân vật chiến một tràng. Như vậy cử động, trực tiếp là ở trong đám người đưa tới ngút trời xôn xao. Cái gì, hắn muốn cùng lão tổ cấp nhân vật động thủ. Thằng nhóc này thật là quá ngông cuồng, coi như Nhan Chân Phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ, ước chừng chẳng qua là mới vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5, thực lực yếu nhất, có thể hắn rõ ràng, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5, mấy chữ này, ý vị như thế nào sao? Thật là hoang đường à! Không tệ, xem ra thằng nhóc này là biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bình vỡ không cần giữ gìn. Đáng tiếc à, có thể gọi tới nhiều đại nhân vật như vậy. Cái này Trần Phi vậy đích xác là một nhân vật hung ác. Nhưng là, hắn vạn không nên đắc tội bốn thế lực lớn, tự diệt vong. Xa xa người vây xem, bọn họ ở giữa rất nhiều người đều là bạo phát ra xôn xao tiếng. Bởi vì ở trong bọn họ tuyệt đại đa số người xem ra, Trần Phi lựa chọn như vậy, thật sự là quá trẻ tuổi, quá hoang đường, quá không biết sống chết. Lão tổ cấp nhân vật sở dĩ là lão tổ cấp nhân vật, không phải bởi vì cái khác. Chính là bởi vì vậy tầng thứ người, ở nơi này thành U Lang, trừ chí cao vô thượng Đoạn Hằng Hà đại nhân, đối mặt những thứ khác, thật cũng đã là vô địch. Nhưng bây giờ, chính là như vậy vô địch nhân vật, Trần Phi nhưng lại muốn ý nghĩ hảo huyền không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Điều này sao có thể thắng? Cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào. Thằng nhóc kia kết quả đang suy nghĩ gì? Xa phương thiên không chiến trường. Tuyết Vân Lâu lão tổ học ánh sáng mặt trời sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hiển nhiên, coi như là hắn, đối với Trần Phi lúc này cử động đều là cảm thấy tức giận, không rõ ràng. Như vậy được là, và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Ha ha, Tuyết Triều Dương, xem ra các người Tuyết Vân Lâu lần này đặt là hoàn toàn nhìn lầm. Quả nhiên, nghe vậy lập tức người hợp theo bầy. Hạng người gì, tự nhiên để ý cái gì không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn hạng người. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ thần sắc cười nhạt, cả người quanh quẩn khủng bố hắc mang, che khuất bầu trời, đè về phía trước phương, làm vậy Tuyết Triều Dương cảm nhận được khổng lồ áp lực. Đồng thời, đối phương nói cũng là làm hắn sắc mặt hơn nữa xanh mét. Bốn thế lực lớn trong đội sổ người,
cũng dám như vậy nói ẩu nói tả. Quả nhiên, đầu óc có vấn đề, làm gì cũng ngu xuẩn tới cực điểm. Tuyết Chiều Dương châm chọc nói, đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi, Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ ánh mắt chợt một nghiêm túc, sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt ném ra tức giận ánh lửa. Khoát tay, chỉ gặp một bản theo chiều gió phất phới bảo đồ xuất hiện, ở đó bảo đồ lên, có mưa gió, có sấm sét, lần lượt thay nhau chung một chỗ, cường hãn đến tột đỉnh. Là Bùi gia trấn tộc chi bảo, Phong Vũ Lôi Điện Đồ. Mọi người trong lòng run rẩy dữ dội, bởi vì Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ lúc này sử dụng bảo đồ quá nổi danh. Tên là Phong Vũ Lôi Điện Đồ, chính là bọn họ Bùi gia trấn tộc chi bảo, 14 tầng cấm chế bạc trắng đỉnh cấp pháp bảo. Oanh! Vậy bảo đồ hoàn toàn kéo ra bức họa, diễn hóa ra Phong Vũ Lôi Điện, vậy một phe trời đất phảng phất bỗng nhiên tối xuống. Chỉ có đầy trời kinh khủng tự nhiên cảnh tượng chập chờn đang toát ra thuần túy nhất ánh sáng, vô cùng đáng sợ, làm vậy muốn đến ngang bướng Tuyết Vân Lâu lão tổ Tuyết Triều Dương cũng hơi biến sắc mặt đứng lên. Trước tiên lui, vật này không thể lực địch, một khắc sau, một đạo lạnh lùng sinh ra hiện, Tuyết Vân Lâu một vị khác lão tổ Nhàn Vân cả người nhuốn máu xuất hiện. Ánh mắt lăng liệt nói, Nhàn Vân, vậy Bùi Sùng Vũ ánh mắt run rẩy, ánh mắt nhanh chóng dịch chuyển hướng phương xa, chỉ gặp nơi đó. Bọn họ Bùi gia hai người khác lão tổ cả người đẫm máu, hơi thở hỗn loạn, cũng giống như là bị thương không nhẹ. Thấy tình cảnh này, Bùi Sùng Vũ sắc mặt ngay tức thì âm trầm, khó xem. Sớm biết ngươi Nhàn Vân là Tuyết Vân Lâu trận chiến đầu tiên lực, hôm nay nơi gặp, quả nhiên không phải là giả, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể lập tức ta Bùi gia Phong Vũ Lôi Điện Đồ. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ mặt không cảm giác, sau trực tiếp là cười lạnh, thô bạo hám chư thiên. Đắc ý cái gì, Tuyết Triều Dương sắc mặt âm trầm, nói châm chọc. Tuyết Vân Lâu lão tổ Nhàn Vân thần sắc lạnh như băng, yên lặng bình tĩnh, ánh mắt chặt chẽ định ở đó Bùi Sùng Vũ cầm trong tay mưa gió sấm sét đổ lên. Hắn rất lạnh yên tĩnh, tự nhiên càng vô cùng là rõ ràng, một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, cộng thêm một kiện 14 tầng cấm chế cao cấp bạc trắng pháp bảo như vậy tổ hợp, thật lợi hại, có nhiều ngoại hạng. Cùng lúc đó, lần đó linh lợi xoay tròn tử diễm tiểu lò đã nhảy vọt tới chân trời. Cùng vậy Trần Phi sau lưng dần dần trào hiện ra núi nhỏ vậy khổng lồ tử tiêu thân phận thật sự hình ảnh chồng lên nhau, cảnh tượng vô cùng là kỳ dị, làm người ta giật mình. Vậy, đó là cái gì? Sẽ không cũng là một kiện hoàng kim cấp pháp bảo đi. Làm sao có thể, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi lấy là cái loại đó cấp bảo vật khác là ven đường rác dưới sao? Nói phải thì phải. Không sai, theo ta xem, vậy hẳn là nào đó cấp bạc trắng cái khác công kích pháp bảo chứ. Tức đã là như vậy, tiểu tử này xuất thân, vậy thật là chân thực quá biến thái chút. Hắn đào được một tòa cổ đại tàng bảo khố sao? Đám người nhìn chằm chằm lần đó linh lợi xoay tròn tử diễm tiểu lò, từng trận nghị luận, xôn xao. Thằng nhóc, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Giao ra trên mình ngươi tất cả bảo vật, ta để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không... Coi như là ngươi có vỏ rùa đen kia chỉ hoãn thời gian, hôm nay, ngươi lấy là ngươi có thể chạy mất. Nhìn lần đó linh lợi xoay tròn tử diễm tiểu lò, không biết vì sao, Triệu Vạn Vũ trong lòng lại có chút bất an quỷ dị co rút một chút. Rồi sau đó liền gặp hắn cưỡng ép đem vậy dị động kềm chế, khóe miệng lộ ra vẻ chế nhạo nụ cười, chậm rãi nói. Phải không? Trần Phi cười, đón Triệu Vạn Vũ có chút châm chọc, có chút bất an ánh mắt, khóe miệng móc một cái. Trực tiếp là phách lối nói, nếu không chúng ta đánh cuộc. Xem đến tột cùng là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Đây không phải là rất có ý tứ sao, ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, đám người một hồi xôn xao, còn ngươi có giúp lại, không nghĩ tới đến lúc này Trần Phi lại còn dám cản rỡ như vậy phách lối. Đây coi như là điên rồi sao? Mất lý trí. Ta cảm thấy ngươi loại này không biết cái gọi là rác dưới, nên đi chết. Cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Lại có thể như vậy, cho ta diệt. Bùi gia lão tổ Triệu Vạn Vũ khí được sắc mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, chỉ gặp được thân thể ngay tức thì toát ra trăm nói, ngàn đạo linh quang, vậy dỉ loang lổ trường kiếm đồng xanh cũng là bụi đất lạnh lẽo gào thét đứng lên. Khủng bố kiếm khí tan vỡ bầu trời. Oanh! Cái này Triệu Vạn Vũ một khi quyết định ra tay, chính là lại không lưu tay, bàn chân giẫm một cái. Vậy thân thể sừng sững ở bầu trời khu vực trực tiếp là rung rung một chút. Không khí sóng gợn vậy là theo chân văng tung tóe ra thật giống như vết nứt đợt khí. Sau đó một khắc, hắn bóng người,
chính là giống như quỷ mị vậy nổ bắn ra ra, một cái hô hấp ở giữa liền là xuất hiện ở Trần Phi phía trước, thân thể sau lưng, có từng đạo quỷ dị màu xanh linh quang lan tràn đi ra. Linh pháp cụ phong, thanh giao phá. Triệu Vạn Vũ ánh mắt hung ác, lần này trực tiếp là vận dụng mình vô cùng là bảng hiệu cùng với cường hãn pháp thuật thần thông. Hơn nữa hắn còn rất thông minh, đem vậy bụi đất lạnh lẽo trường kiếm đồng xanh trôi lơ lửng ở gần gũi nhất Trần Phi bầu trời, xúc thế đãi phát, giống như là chờ cơ hội nhi động rắn độc vậy, tìm cơ hội, một kích có thể chết người. Ở hắn xem ra, giống như là Trần Phi bực này, tu sĩ cấp thấp, tức chính là có thể điều khiển hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, có thể thực dụng hoàn mỹ sao? Câu trả lời rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là phủ định. Cho nên hắn nghĩ rất tốt, chỉ cần chờ Trần Phi sai lầm, tay chân luống cuống, như vậy, cơ hội của hắn đã tới rồi. Ha ha! Mà ở thấy tình cảnh này, Triệu Vạn Vũ có thể như vậy có tâm kế, Bùi gia, Tam Tuyệt Cung, Thiên Long môn các vị lão tổ cấp cường giả đều là khẽ gật đầu. Cái này Triệu Vạn Vũ ở bọn họ xem ra mặc dù trẻ tuổi, có thể trên thực tế, vậy vẫn là làm nổi, gừng còn già cay, mấy chữ. Như vậy xử lý thằng nhóc kia có hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự biện pháp, đích xác là tốt nhất. Bất quá, khi bọn hắn ánh mắt quét đến Trần Phi trên mình, nhưng là không nhịn được hơi ngây ngẩn. Bởi vì, bọn họ lại phát hiện, Trần Phi đối mặt Triệu Vạn Vũ công kích không chỉ có không tránh, ngược lại, lại còn mặt lộ vẻ châm chọc cười lạnh đứng tại chỗ. Phốc suy. Như vậy liền sau đó một khắc, mọi người bên tai, rõ ràng là rất quỷ dị vang lên cái loại đó thiêu hủy vô cùng là kịch liệt thanh âm. Thanh âm này là cái gì? Ở đâu ra? Không ít người ánh mắt kinh dị, không phản ứng kịp, ngây ngẩn lẩm bẩm nói. Đợi một chút, chẳng lẽ là... Cũng có phản ứng mau sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt bay tránh, cuối cùng bắt được tại ngày đó không trung lần linh lợi xoay tròn tử diễm tiểu lò lên. Cần phải, hẳn là nó chứ. Rất nhiều người trong lòng lắp bắp nói, cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì lúc này, chẳng biết tại sao, bọn họ lại là từ vậy tử diễm tiểu lò lên cảm nhận được dị thường lơ lửng, nhưng lại thật giống như khủng bố tới cực điểm hơi thở. Ngay sau đó... Mọi người rõ ràng là gặp được vậy tiểu lò lò miệng run lên, phụt ra phụt vô minh mông màu tím diễm quang, một khắc sau, vậy lò miệng chính là có khủng bố đến làm người ta sợ hãi ngọn lửa màu tím ùn ùn kéo đến phun phát ra ngoài, đem Triệu Vạn Vũ chìm ngập. Cách thật lò, tử cực chân hỏa. Ép dưới, Trần Phi cũng là hoàn toàn vô cùng gan dạ đứng lên. Đồ chơi này, tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại cũng chột dạ, cái này Triệu Vạn Vũ mới vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Nhằm nhò gì? Cái gì? Không, làm kinh khủng kia tử cực chân hỏa che mất thiên địa, dị thường kinh hãi tiếng kêu thảm thiết hô to, rồi sau đó vừa nhưng mà chỉ. Một màn này, trực tiếp là làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn con ngươi xúc tới mũi châm, da đầu tê dại đứng lên. Vậy, đồ chơi kia là cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Trước nhất biến sắc là vậy một trong Tam Tuyệt Cung, Bích Thanh Cung lão tổ cấp nhân vật. Bởi vì duẫn liệt quan hệ, hắn thật ra thì đã có chút hối hận tham dự ngày hôm nay chuyện này. Mà bây giờ, trước mắt kinh khủng này một màn phát sinh, lại là làm hắn không nhịn được sợ hết hồn hết vía đứng lên. Vậy lò, ngọn lửa kia, đến tột cùng là cái gì? Triệu Vạn Vũ hắn không phải là chết đi. Trong nháy mắt, trên bầu trời tất cả đại chiến tất cả đều lắng xuống, tất cả mọi người, coi như là vậy tất cả lão tổ cấp nhân vật. Đều là sắc mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm vậy tử cực chân hỏa vẫn còn ở thiêu hủy khu vực. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Ha ha! Nhưng vào lúc này, mọi người nhị mập rõ ràng là vang lên nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Ngay tức thì tất cả mọi người như bị sét đánh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, đưa tay một chiêu, vậy bá đạo vô cùng tử cực chân hỏa chính là được triệu hoán trở về cách thật lò chính giữa. Nhưng mà, làm vậy tử cực chân hỏa biến mất sau đó, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn mảnh khu vực kia, ánh mắt, lại là không khỏi sợ hãi đứng lên. Bởi vì, Nhan Chân Phái luật hình đại trưởng lão tổ cấp nhân vật Triệu Vạn Vũ, cư, lại là biến mất. Chết, đã chết rồi sao? Chết thật. Nhìn vậy đã sớm mất đi Triệu Vạn Vũ bóng người khu vực, chu vi mười mấy dặm, đều là một mảnh tĩnh mịch, thậm chí có chút yên lặng đáng sợ. Mà vào lúc này, tầm mắt mọi người, đều là rung động đến tột đỉnh chết nhìn chằm chằm vậy sắc mặt tái nhợt trẻ tuổi bóng người. Hiển nhiên, ở chỗ này trước,
trong bọn họ người bất kỳ, vô luận là ai, cũng không thể, vậy căn bản là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại giết chết. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 lão tổ cấp nhân vật à, mặc dù chỉ là mới vào cảnh giới kia, nhưng để ở cái này ngoại vực bất kỳ địa phương, đều đủ để thành là bá chủ một phương, nhưng dưới mắt, nhưng ở Trần Phi người trẻ tuổi này chính giữ hóa là một bãi cho tàn. Đây cơ hồ là ảo mộng vậy sự việc, quá kinh người đi. Đây chính là lão tổ cấp nhân vật à, thật, chết thật. Rất nhiều người, khó khăn nuốt nước miếng một cái, kẻ ngu vậy tự lẩm bẩm, diễn cảm so với khóc còn khó hơn xem. Nhất là Nhan Chân phái người, bọn họ hiện vào lúc này sợ rằng cũng sắp điên rồi. Bọn họ Nhan Chân phái lão tổ cấp nhân vật cũng chỉ có hai vị, nhưng bây giờ, nhưng chết một cái. Đây đối với bọn họ mà nói nên là biết bao thiên đại đau thương tổn thất. Không cách nào tiếp nhận. Cái này, điều này sao có thể? Mà Tam Tuyệt Cung, Bùi Gia, Thiên Long Môn lão tổ các người, lúc này chính là mặt đầy kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Trước, bọn họ còn nghĩ Trần Phi coi là bàn trông lên thịt cá, có thể tùy ý cầm nặn. Có thể lúc này mới thời gian đảo mắt, bọn họ chính là thành một chuyện tiếu lâm. Trần Phi có thể giết chết Triệu Vạn Vũ, chẳng lẽ thì không thể giết chết bọn họ sao? Cái này chỉ cần là có một phần vạn tỷ lệ, liền làm bọn họ đối với Trần Phi biết, và giác quan, sẽ hoàn toàn phát sinh biến hóa. Một cái có thể giết chết bọn họ, hơn nữa còn là một người điên người, người có thể, người dám không kiêng kỵ. Xa xa, mấy dặm, đếm ngoài 10 dặm người vây xem, khách xem, bọn họ lúc này cũng là trố mắt nhìn nhau, ánh mắt co rúc lại, tốt hồi lâu sau, mới là không nhịn được đầu đầy mồ hôi lạnh lẩm bẩm nói, cái này. Tên này thật sự là quá điên cuồng, quá kinh khủng đi. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ chết, đủ để làm bọn họ trong lòng đối với Trần Phi cái loại đó ấn tượng, ngay tức thì thay đổi. Hơn nữa còn là sẽ thành được vô cùng là sợ hãi cùng kính sợ. Nhân vật như vậy, thủ đoạn như vậy, đơn giản là chỉ có thể làm bọn họ ngửa mặt trông lên à. Không chỉ là bọn họ, coi như là vậy Chiến Hồn Cung lão tổ Duẫn Liệt, Tuyết Vân Lâu lão tổ Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, Ám Ma các lão tổ Hắc Sát, bọn họ hiện vào lúc này đều là từng cái sắc mặt có chút ngây ngần. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Thằng nhóc này, hắn, Tuyết Triều Dương trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản, bọn họ cũng chỉ là đem Trần Phi coi là sau lưng có lẽ có cường đại bối cảnh, có thể đáng bọn họ đánh cuộc một lần tiểu bối, người tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, thằng nhóc này một cây đuốc lại là đem Triệu Vạn Vũ đốt chết, như vậy chiến tích. Còn ai dám khinh thị, còn ai dám thấy rõ. Xem ra chúng ta lần này là đánh cuộc đúng. Rồi sau đó liền gặp vậy Tuyết Triều Dương kích động tự lẩm bẩm đứng lên, thần sắc hưng phấn. Ở hắn bên người, Nhàn Vân lão tổ không nói một lời, trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt gắt gao định cách thật lò lên. Một lát sau, hắn không nhịn được chậm rãi lẩm bẩm nói, thật là khủng khiếp đồ. Cái gì? Tuyết Triều Dương hỏi. Không việc gì. Như vậy rung động lòng người yên tĩnh, đang kéo dài liền một hồi lâu sau, rốt cục thì bị từng đạo kinh hãi xôn xao tiếng phá. Cùng lúc đó, Bùi Gia, Tam Tuyệt Cung, Thiên Long Môn cùng lão tổ cấp nhân vật sắc mặt cơ hồ là ngay tức thì, sắc mặt đồng loạt kinh hãi, âm trầm, xanh mét tới cực điểm. Hôm nay Triệu Vạn Vũ vừa chết, bọn họ trận này doanh, chính là hoàn toàn lâm vào bị động. Vậy lò đến tột cùng là thứ gì? Còn có ngọn lửa kia, có thể lập tức đem Triệu Vạn Vũ đốt chết. Bùi Gia lão tổ cấp nhân vật Bùi Sùng Vũ sắc mặt xanh mét, ánh mắt vô cùng là sợ hãi, cùng khói mù nói. Sợ rằng, là so với kia hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự kinh khủng hơn đồ. Băng Ma cùng lão tổ thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Cái gì, một đám lão tổ cấp nhân vật thất kinh, thần sắc kinh hãi. So với kia hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự còn kinh khủng đồ. Đây chẳng phải là ở 15 tầng cấm chế trên. Cái này, vật này, trong nháy mắt, Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân chính là quên lãng run sợ, cặp mắt một khắc sau chính là nổi lên vẻ tham lam. Xem ra, lần này bọn ta vận khí thật là rất tốt à. Hắn cặp mắt tràn ngập nhàn nhạt tham lam sắc quang, giọng sôi sục nói. Vận khí tốt, Huyễn Quân, ngươi chẳng lẽ là còn muốn đánh lò lửa kia chú ý? Ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi không thấy được, Triệu Vạn Vũ đều bị nó lập tức đốt chết, ngươi cảm thấy, ngươi so Triệu Vạn Vũ mạnh rất nhiều sao? Có thể chống nổi lò lửa kia lửa tím.
Vậy Bích Thanh Cung lão tổ sinh lòng ý lùi bước, không nhịn được nói. Ha ha, nghe vậy, Huyễn Quân lão tổ cười một tiếng, trên mặt hiện ra lau một cái châm chọc, nói ta đích xác là so Triệu Vạn Vũ cướp không được nhiều thiếu, vậy không lòng tin ngăn trở kinh khủng kia lửa tím. Bất quá, các người lấy là thằng nhóc kia còn có thể vận dụng lần thứ hai như vậy thủ đoạn. Các người nhìn sắc mặt của hắn. Ừ, nhiều người lão tổ nghe vậy con người đều là ngưng ngưng, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, rồi sau đó, đều là không nhịn được ánh mắt lóe lên. Lúc này, Trần Phi sắc mặt lại là so với kia giấy trắng cũng còn muốn tái nhợt, bọn họ sau khi thấy được, một chút liền biết rõ, đây là linh khí chi nhiều hơn thu biểu hiện. Nói cách khác, mới vừa rồi vậy giết chết Triệu Vạn Vũ khủng bố thủ đoạn, đích xác là để cho thằng nhóc kia chi nhiều hơn thu. Bất quá, lúc này mới càng hợp với lẽ thường một ít. Nghĩ đến đây, Băng Ma Cung lão tổ cấp nhân vật con mắt chớp mắt, hiện ra tham lam, bước chân bước ra, oanh một tiếng vang thật lớn. Khủng bố uy thế liền chèn ép đến Trần Phi trên mình, thanh âm lạnh lùng, sau đó vang lên. Nhóc, thật là tốt sắc bén thủ đoạn à. Giống như người bực này thích giết chóc hạng người, lưu không được. Ta là thích giết chóc hạng người, vậy các ngươi là cái gì? Không biết xấu hổ rùa đen vương bát đản. Trần Phi không thèm để ý chút nào Băng Ma Cung lão tổ uy thế chèn ép, theo uy hiếp, sắc mặt tái nhợt, châm chọc nói. Rào rào. Đám người lại là xôn xao. Trong mắt co rúc lại, rùa đen vương bát đản. Hắn thật đúng là dám nói à. Ngươi, được, rất tốt sao? Băng Ma Cung lão tổ tức giận mặt đỏ bừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, linh khí kích động, áo quần đều tựa như đốt đốt, bất quá nhưng là màu băng lam, đóng băng thấu xương hơi thở đem Trần Phi tập trung vào, lạnh lùng nói. Ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi lợi hại, giao ra lửa kia lò còn có bảo tháp, hôm nay lưu ngươi toàn thây, nếu không, ngươi sẽ nếm được thân ở địa ngục, là tư vị gì? Tên này trong lòng tham lam cũng là hoàn toàn bộc phát. Uy hiếp Trần Phi. Dối trá người. Có thể nhưng vào lúc này, Duẫn Liệt lên tiếng, thanh âm rung động tâm linh của đám người, các người Băng Ma Cung có thể lấy thế đè người, có lẽ, có thể thắng được cái gì, nhưng là, cũng đừng quên trừ phi các người Băng Ma Cung đệ tử sau này không mới đi ra, nếu không người khác cũng có thể ai cái đem bọn họ tàn sát sạch sẽ. Ngươi dám. Băng Ma Cung lão tổ cấp nhân vật sắc mặt mãnh biến đổi, rồi sau đó hoàn toàn hổn hển đứng lên. Gào thét nói, Duẫn Liệt, người cái cật lý bái ngoại phản đồ. Ta nói cho ngươi, bây giờ nhưng mà, người Chiến Hồn Cung từ ta Tam Tuyệt Cung xóa tên. Lần này chuyện, ta liền để cho ngươi Chiến Hồn Cung từ nơi này thành U Lang biến mất. Xem ra ngươi thật lấy là ngươi là Tam Tuyệt Cung người chủ đạo. Cũng được, nếu là ngươi Băng Ma Cung có bản lãnh đó, không ngại thử một chút. Duẫn Liệt cười, cười rất lạnh, diệt hắn Chiến Hồn Cung. Hắn Băng Ma Cung có thực lực này sao? Cái này Tam Tuyệt Cung là hoàn toàn xích mích, mọi người không nhịn được rung động trong lòng. Tam Tuyệt Cung xích mích, đây chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp một trong những thế lực, sẽ đem vỡ cách làm tan rã. Người nào? Cút! Nhưng vào lúc này, Tuyết Vân Lâu lão tổ Nhàn Vân cùng với Tuyết Triều Dương đồng thời đột nhiên nghiêm túc quát một tiếng, một người một trưởng hướng phía trước vỗ vào ra, nháy mắt tức thì, băng thiên nơi tuyết, băng hàn triệt cốt. Mà ở đó băng tuyết chính giữa lại là có một đạo bóng tối bóng người xuất hiện, hổn hển, đồng dạng là một trưởng vỗ liền tới đây, linh quang chấn thiên, cùng vậy Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân hai người hai trưởng đụng bể chung một chỗ, biến mất.